nhưng tổng thể mà nói thì đều có khuynh hướng chấp nhận quan điểm nguy cơ tức là cơ hội của Triệu Quốc Đống, phải lợi dụng được thời cơ này để đoạt được đà tăng tốc phát triển trước khi người khác kịp tỉnh ngộ. Tỷ như làm sao để lợi dụng chính sách mở rộng nhu cầu tiêu dùng thị trường trong nước nhằm giảm bớt lãi suất của quốc gia, hay có thể gia tăng xây dựng các công trình cơ sở và thúc đẩy các biện pháp hâm nóng thị trường bất động sản. Đây có thể nó là cơ hội ngàn năm có một, làm thế nào để vận dụng linh hoạt thì phải trông chờ vào cách quyền biến, ứng đối của mỗi người. Triệu Quốc Đống không ngờ mình ở lại Thượng Hải vài ngày lại có được thu hoạch ngoài ý muốn, đoàn đại biểu của xí nghiệp bảo vệ môi trường của Đức vừa khéo lại đang khảo sát ở khu vực Trường Giang Tam Giác Châu. Lưu Kiều thông qua Lưu Nhược Đồng biết được Triệu Quốc Đống đang đại biểu cho chính quyền thị xã Ninh Lăng mở hội nghị thu hút đầu tư tại Thượng Hải liền bay tới ngay. Thông qua hô mần tham tán thương mại của lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức thường trú tại Thượng Hải, cũng chính là vị tiên sinh hô mần đã từng đảm nhiệm tham tán thương mại của lãnh sự quán tại Ando hơn một năm trước. Triệu Quốc Đống cùng đoàn đại biểu tiến hành tổ chức một buổi tọa đàm mang tính chất tư nhân với đại biểu của các xí nghiệp cảm thấy hứng thú với khu vực Trung Tây Trung Quốc. Phải nói không khí buổi tọa đàm hết sức hòa hợp, nhất là Triệu Quốc Đống còn nhiệt tình mời mấy đại biểu xí nghiệp Đức đến thị xã Ninh Lăng tham quan, khảo sát đồng thời cũng giới thiệu ưu thế về giao thông cùng nguồn năng lượng của Ninh Lăng. Dưới sự thúc đẩy tích cực của tham tán Homan, mấy vị đại biểu xí nghiệp Đức đều chấp nhận lời mời một cách thích thú, đặc biệt công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hút bụi Neo đến từ Bayern lại còn hết sức hứng thú với việc quận Tây Giang liệt những ngành sản xuất bảo vệ môi trường vào ngành công nghiệp chủ đạo hàng đầu. Homan có ấn tượng rất tốt về Triệu Quốc Đống nên cũng tận tình trợ giúp hắn giới thiệu với xí nghiệp Đức, nhất là còn luôn mồm khen ngợi nhân phẩm của Triệu Quốc Đống. Nhờ đó mà các đại biểu xí nghiệp Đức cũng khắc sâu ấn tượng về Triệu Quốc Đống. Quyển 8, chương 8-14. Trong suy nghĩ của người Đức thì chẳng có khái niệm gì là Tết âm lịch cả, tuy nhiên bọn họ cũng mơ hồ biết được Tết âm lịch đối với người Trung Quốc đại khái cũng giống như lễ Giáng sinh với bọn họ. Có điều bọn họ không cho rằng khoảng thời gian hơn 20 ngày trước Tết âm lịch là giai đoạn trước năm mới, ít nhất bọn họ hoàn toàn không có ý nghĩ nghỉ làm trước lễ Giáng sinh một hai chục ngày. Triệu Quốc Đống chỉ ở lại 2 ngày rồi sau đó nhân cơ hội trở về Ando cùng đoàn khách nước Đức, cuối cùng theo suốt phái đoàn Đức đi tham quan khảo sát khu khai phát Ninh Lăng và khu công nghiệp trong quy hoạch của quận Tây Giang. Điều khiến Triệu Quốc Đống vui mừng chính là tập đoàn Hòa Hoàng hình như cũng biết Ninh Lăng có ý tiến hành mở rộng phương diện này nên cũng chìa cành ô, lưu với Ninh Lăng. Trên thực tế việc khống chế cổ phần cảng Tân Châu cũng không hề mang lại bao nhiêu hiệu ích cho tập đoàn Hòa Hoàng. Nhưng nắm giữ được cảng Ninh Lăng nằm ở phía Hạ Du thì chắc chắn có ý nghĩa chiến lược rất lớn trong việc khống chế toàn bộ Thượng Du sông Trường Giang. Từ đó tập đoàn Hòa Hoàng sẽ có sức ảnh hưởng lớn trong việc vận tải đường thủy trên dòng Ô Giang, một nhánh sông trọng yếu ở Thượng Du Trường Giang. Những hoạt động liên tiếp này khiến Triệu Quốc Đống bận rộn cho mãi tới một tuần trước khi Tết thì mới xem như là thoải mái đôi chút, còn quận Tây Giang thì may nhờ có tăng lệnh thuần hết sức chống đỡ các loại kiểm tra đánh giá. Sát hạch và hội nghị cuối năm nên mới xem như không bị tách rời. Đoàn đại biểu ba người của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hút bụi Neo đi cùng với tham tán thương mại Homan trú tại Thượng Hải đi khảo sát một vòng quanh Ninh Lăng, thế cho nên các thành viên khác trong đoàn đại biểu đã trở lại Đức nhưng bọn họ vẫn còn ở lại Ninh Lăng. Đại biểu của công ty Neo khá chuyên nghiệp, bọn họ khảo sát rất cẩn thận về chính sách đầu tư, thuế, giá cả nguồn năng lượng cùng với điều kiện giao thông. Thậm chí còn đề xuất riêng với Triệu Quốc Đống thông qua chính quyền quận Tây Giang trợ cấp tài chính, ưu đãi giá đất và vấn đề đảm bảo tài chính đối với các xí nghiệp bảo vệ môi trường bằng các hội nghị luận chứng chuyên ngành rồi từ đó đưa ra triển vọng xây dựng nhà máy tại Ninh Lăng. Tinh thần làm việc nghiêm túc của người Đức khiến đám cán bộ quận Tây Giang cũng phải thấy tự thẹn. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hút bụi Neo đã ký kết hiệp ước với tổng giá trị lên tới 8 triệu đô la Mỹ với quận Tây Giang để đầu tư vào khu công nghiệp quận Tây Giang. Chủ yếu dành cho nhà máy nhiệt điện, xí nghiệp luyện kim, đúc cùng với xí nghiệp gia công thiết bị khử lưu huỳnh và hút bụi. Nếu như hiệp nghị có thể thực hiện được thì đây sẽ là hạng mục đầu tư nước ngoài lớn nhất từ trước tới nay ở Ninh Lăng, hơn nữa đây còn là sản xuất thiết bị bảo vệ môi trường thì lại càng khiến người khác phải trợn tròn mắt. So với việc ký kết hiệp ước đầu tư với công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hút bụi Neo của Đức thì khu khai phát Ninh Lăng còn thu được thành quả lớn hơn nhiều. Xí nghiệp sản xuất thiết bị cách nhiệt Điện Dũng Ninh và nhà máy cầu giao điện Thân Khoa cuối cùng được Ban Quản lý Khu Khai phát Ninh Lăng ký quyết định dành 64 mẫu đất dành cho việc xây dựng nhà máy, mức đầu tư lần lượt là 14 triệu và 9 triệu tệ. Mặt khác một xí nghiệp khác là công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện lực Trường Liên cũng xin được 120 mẫu đất ở khu khai phát Ninh Lăng, đầu tư 15 triệu tệ để xây dựng nhà máy đích xác khiến cả Triệu Quốc Đống lẫn đám lãnh đạo khu khai phát đều bất ngờ.
Ngay cả khi Tổng Giám đốc Công ty Trường Liên đề xuất ý tưởng này thì Lý Trạch Hải thậm chí vẫn còn lo liệu có phải đối phương đang nói đùa hay không. Đây là một công ty tới từ Giang Tô chủ yếu sản xuất các thiết bị nhiệt, lò sưởi. Lần này tiến quân vào khu vực Trung Tây là do thấy được thị trường khai thác tài nguyên điện lực ở đây rất khả quan, chuẩn bị sản xuất tối đa để tiếp cận thị trường hòng đạt được không gian phát triển lớn hơn nữa. Việc ký kết hiệp định đầu tư với ba xí nghiệp rốt cuộc cũng khiến Triệu Quốc Đống thoát khỏi sự thấp thỏm vẫn luôn lơ lửng, tuy rằng Triệu Quốc Đống không cho rằng nếu như hội nghị thu hút đầu tư lần này không giành được kết quả gì thì là thất bại, nhưng ở sâu trong tâm khảm hắn vẫn hiển nhiên có thể có được kết quả khiến mọi người hài lòng. Nhất là mấy câu nửa đùa nửa thật của Thư Chí Cao khiến Triệu Quốc Đống cảm thấy dường như bản thân mình đã bắt đầu không còn thoải mái được nữa. Cũng may trời không phụ người có lòng, kết quả cuối cùng cũng xem như là tạm được. Đầu tư hơn 400.000 tệ trong hơn 3 ngày cho chuyến hành trình tới Thượng Hải lần này cũng rất đáng giá. Hơn nữa còn dẫn hẳn một nhà đầu tư nước ngoài là công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hút bụi Neo từ Đức tới quận Tây Giang thì có thể nói đây là một kết quả vượt ngoài mong đợi. Không tồi, Quốc Đống, nghe nói công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hút bụi Neo của Đức này rất có tiếng trong giới sản xuất bảo vệ môi trường. Họ có thể tới Ninh Lăng chúng ta thì chứng tỏ hoàn cảnh đầu tư của Ninh Lăng đã đầy đủ, tôi nói cho cậu biết. Ngay cả chủ tịch tỉnh Ninh cũng đều tự mình hỏi vì sao công ty này tới chỗ chúng ta khảo sát đầu tư, hiển nhiên chủ tịch Ninh cũng không tin chỉ một hội nghị thu hút đầu tư ở Thượng Hải là có thể đưa được công ty này tới. Từ trên tỉnh trở về tâm trạng của Kỳ Dư Hồng rất tốt, đã lâu rồi Triệu Quốc Đống không được nhìn thấy vẻ mặt này của vị bí thư thị ủy, trên mặt đỏ phừng phừng dường như uống rượu say giữa trưa cho đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Xem ra bữa trưa nay nhất định là có nhân vật lớn tham gia. Nếu không với tính cách nhát rượu của hắn thì dù có lấy súng chĩa vào huyệt thái dương của hắn thì cũng chưa chắc hắn đã uống nhiều thêm một chén. Bí thư Kỳ, đâu đến mức đó, người Đức mới chỉ ký một hiệp ước đầu tư mà thôi, chưa có ký hợp đồng chính thức với chúng ta mà. Triệu Quốc Đống lắc đầu, một hội nghị thu hút đầu tư đương nhiên không có khả năng kéo được một xí nghiệp danh tiếng như vậy, tham tán thương mại Homan của Tổng lãnh sự Liên bang Đức tại Thượng Hải chắc chắn đóng vai trò mấu chốt. Triệu Quốc Đống có cảm giác vị tiên sinh Homan này có phong cách hiệp sĩ Trung Quốc cổ đại, nhận được ân tất phải báo đền, mình cũng chỉ vô tình hành động mà không ngờ lại nhận được thiện cảm của đối phương như thế. Chính nhờ hắn hết sức giới thiệu và bảo đảm nên ba người đại biểu công ty Neo mới chịu đáp ứng bay tới An Nguyên một chuyến, rồi mới dẫn tới một tuần khảo sát Ninh Lăng, thậm chí ngay cả nhóm phiên dịch được mời tới cũng bị nhóm người Đức này làm khổ, từ đó có thể thấy được rõ ràng tính nghiêm cẩn, cố chấp của người Đức. Người Đức rất coi trọng hiệu suất làm việc của chính quyền, thậm chí bọn họ còn dám chất vấn ngay trước mặt bộ máy chính quyền quận Tây Giang xem có năng lực tạo được khu công nghiệp Lâm Cảng như trong hạn định hay không, nhất là yêu cầu về bến cảng Ninh Lăng lại càng rõ ràng. Điều này khiến Tăng Lệnh Thuần tham gia đàm phán cảm thấy áp lực khá lớn. Việc tu sửa và cải tạo bến cảng Ninh Lăng và khu công nghiệp Lâm Cảng vừa mới được quy hoạch, nếu muốn thực sự thực thi thì tuyệt đối không chỉ dựa vào hô hào một hai câu khẩu hiệu hay là vài văn kiện là được. Nhất là đối với tính cách nghiêm cẩn có phần giáo điều của người Đức thì nếu mà một khi anh đã hứa hẹn thì chắc chắn anh phải làm được, còn nếu nói lỡ mồm thì sẽ mang đến hậu quả khá nghiêm trọng, thậm chí có khả năng sẽ phá hỏng toàn bộ ấn tượng của giới đầu tư Đức về Ninh Lăng hay rộng hơn là cả tỉnh An Nguyên, thế nên cũng khó trách Tăng Lệnh Thuần không dám tỏ thái độ dễ dàng. Cuối cùng vẫn là do Triệu Quốc Đống vỗ ngực quyết đoán cam đoan với người Đức, bảo đảm sẽ hoàn thành xây dựng khu công nghiệp Lâm Cảng trong thời gian quyết định. Cam đoan trong vòng 2 năm sẽ khơi thông và mở rộng cảng Ninh Lăng. Sau khi sự việc xảy ra, Tăng Lệnh Thuần tỏ vẻ lo lắng về việc bày tỏ thái độ có phần cầu thả của Triệu Quốc Đống, nhưng Triệu Quốc Đống cũng tỏ vẻ rằng chỉ có áp lực mới có động lực, chỉ có hứa hẹn với người Đức thì quận Tây Giang mới miệt mài chăm chỉ làm được một con đường có thể đi, toàn tâm toàn ý tìm cách phát triển, tập trung tinh thần để kiến thiết. Quốc Đống, tác phong của người Đức thì tôi cũng biết một phần, một khi bọn họ nhận định điều gì đó thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Trừ phi là có biến cố gì đó trọng đại. Kỳ Dư Hồng liếc nhìn Triệu Quốc Đống một cái. Sao thế, đến giờ còn định giả ngây ngô để lừa tôi hả? Chẳng lẽ trong lòng cậu còn không nắm chắc sao? Ba hạng mục bên khu khai phát đã định rồi, tôi nghĩ cậu với tôi còn có lão thư, cũng có thể hít thở trong thời gian dài nữa, tôi coi như vẫn có thể báo cáo kết quả công tác với Chủ tịch tỉnh Ninh. Kỳ Dư Hồng đã không còn nhắc tới vị bí thư tỉnh ủy Quý Thành Công vẫn đang còn tại vị nữa. Mọi người đều biết sang năm Quý Thành Công sẽ phải rời khỏi tỉnh An Nguyên, về việc hắn đi tới đâu thì cũng mơ hồ bất định, nhưng có một điều rõ ràng hắn vẫn là ủy viên Trung ương Đảng, hơn nữa tuổi cũng không tính là lớn lắm. Nói cách khác có khả năng hắn sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vị lãnh đạo chủ yếu,
nhưng là các bộ ban trực thuộc quốc gia hay là tỉnh thành nào khác thì còn không rõ. Bí thư Kỳ, suốt cả tháng qua tôi cũng rất bận rộn, thật sự là sắp không chịu nổi rồi, ngay cả trưởng ban thư ký Liên Hương cũng nói muốn trở về Ando một tuần, tận dụng hai ngày thứ bảy, chủ nhật nghỉ ngơi và hồi phục một chút. Ngày mai tôi sẽ đi trước một ngày, trưởng ban thư ký Liên Hương muốn tôi xin phép trực tiếp với ngài, Bí thư Kỳ, coi như cho tôi giải khuây một chút được không? Triệu Quốc Đống mệt mỏi ưỡn lưng vài cái, vừa rồi ngồi khá lâu trong văn phòng của thư chí cao khá hài lòng về thành tích do một hắn làm ra lần này. Nghe nói mấy thành phố như Lam Sơn, Nam Hoa cùng với Hoài Khánh biết tin hội nghị thu hút đầu tư lần này Ninh Lăng thu được thành quả nên đều ngứa ngáy và bắt tay chuẩn bị định sang năm sẽ tổ chức hội nghị thu hút đầu tư ở khu trường Giang Tam Giác Châu. Tóm lại, hội nghị thu hút đầu tư lần này có thể nói là tất cả đều vui vẻ, vừa thu được thành tích mà cũng khiến các lãnh đạo đạt được mong muốn. Kỳ Dư Hồng lợi dụng thành công việc lôi kéo công ty Neo để thu hút sự chú ý của Ninh Pháp, hơn nữa còn nhận được biểu dương hiếm thấy. Thư Chí Cao lợi dụng thành quả lần tự thân xuất mã này để nâng cao uy tín của mình, qua đó tạo thành cơ sở để sang năm chính thức thành chủ tịch tỉnh. Về phần Triệu Quốc Đống vì muốn phát triển khu khai phát và quận Tây Giang nên đã đưa được mấy xí nghiệp tới, coi như đã tạo được một cơ sở để tranh thủ dự án của công ty điện lực quốc gia. Được, tôi đồng ý, thời gian này đúng là cậu đã vất vả rồi, cậu thu xếp công tác hai nơi cho tốt, di động lúc nào cũng phải bật, chiều nay cậu có thể về được rồi. Kỳ Dư Hồng rất dứt khoát, hào phóng vung tay quyết định. Vậy thì xin cảm ơn Bí thư Kỳ, không chừng lần này trở về Ando tôi cũng có thể thu hoạch được cái gì khác nữa. Triệu Quốc Đống nháy mắt cười tủm tỉm. Ồ, Kỳ Dư Hồng ngẩn ra một lúc rồi cười. Quốc Đống, tôi cũng hiện nay cậu có thể mang lại nhiều bất ngờ vui cho tôi, thật sự rất mong chờ. Quyển 8, chương 85. Trên đường về Ando, Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ câu nói kia của Kỳ Dư Hồng. Kỳ Dư Hồng có ý gì, chẳng lẽ y sẽ được điều chỉnh? Triệu Quốc Đống lắc đầu. Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh sau Tết sẽ diễn ra và hoàn thành trước đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nửa tháng. Chẳng những chọn đại biểu của đại hội đại biểu nhân dân khóa 9, bộ máy ủy ban nhân dân tỉnh An Nguyên cũng phải xác định xong. Chẳng qua nhân sự đã sớm được xác định, theo Triệu Quốc Đống biết thì cán bộ cấp tỉnh không có phần Kỳ Dư Hồng. Phó Chủ tịch tỉnh Thang Trung Ngọ điều tới Đại hội đại biểu nhân dân về cơ bản đã xác định. Bí thư thị ủy An Đô Trương Nghiễm Lan nghe nói rất có thể động nhưng cụ thể như thế nào thì chưa rõ. Các lãnh đạo tỉnh khác động như thế nào thì không rõ. Bí thư thị ủy Miên Châu cùng Kiến Dương nghe nói đang cạnh tranh kịch liệt cho chức Phó Chủ tịch tỉnh. Chẳng lẽ Kỳ Dư Hồng có thể đến làm bí thư thị ủy ở hai nơi đó? Rất có thể, nhưng biến số vẫn lớn, chỉ sợ bây giờ chỉ có mình Ninh Pháp xác định. Còn người khác vẫn lọt vào sương mù. Kỳ Dư Hồng lần này từ tỉnh về rất hưng phấn, có lẽ là Ninh Pháp đã nói gì đó với y. Quốc lộ 915 sau khi sửa đã mở rộng đường nên đi lại thuận tiện hơn. Sau khi Vân Bạc làm trưởng phòng công an quận Tây Giang đã tiến hành thay máu đội cảnh sát giao thông, không khí tốt hẳn lên. Chuyện chèn ép lái xe từ ngoài đi qua Tây Giang đã được trị tận gốc. Đương nhiên khi Triệu Quốc Đống đến kiểm tra công việc của công an quận cũng đã hứa quận ủy. Ủy ban quận Tây Giang nhất định sẽ đảm bảo kinh phí vận hành của công an quận, hủy bỏ chế độ phạt và quay lại một phần, ngăn cản hiện tượng phạt nhiều để được kinh phí, cũng yêu cầu công an quận tạo thành điển hình xuất sắc trong hệ thống công an toàn tỉnh trong 3 năm tới. Vân Bạc cũng đại diện bộ máy công an quận hứa nhất định nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của quận ủy, ủy ban quận, làm tốt chức trách, xây dựng hình tượng tốt. Xe Triệu Quốc Đống đi mặc dù đã chạy vài năm nhưng chiếc xe được sửa chữa tốt, bên trong trang trí cũng tốt. Có lẽ Trương Thiệu Văn đã dồn không ít tiền vào xe này. Xe đến Vĩnh Lương, lượng xe qua lại nhiều hơn, cũng may Bành Trường Quý lái xe rất tốt, cũng hiểu Triệu Quốc Đống muốn về nhà gấp nên vẫn duy trì tốc độ 70-80 km/h. Lần này không gặp tắc đường nên chỉ 3 giờ chiều đã tới Ando. Triệu Quốc Đống bảo Bành Trường Quý đưa hắn đến biệt thự khu Thiển Loan, chiếc Toyota Desert Print ở gara đã bám bụi. Cù Vận Bạch đã có xe khác nên không thích xe Việt dã này. Triệu Quốc Đống tìm chìa khóa khởi động xe, vẫn còn được. Tối nay hắn hẹn vợ chồng Vương Phủ Mỹ. Nhiều lần Triệu Quốc Đống và Vương Phủ Mỹ gặp nhau mà vứt Lâm Băng sang bên, Lâm Băng cũng có ý kiến. Lần này Triệu Quốc Đống chủ động bảo Vương Phủ Mỹ gọi cả Lâm Băng theo, nếu không lại làm cho chị ta lẩm bẩm mãi. Xe dừng trong Tân Giang Đình Viện, Triệu Quốc Đống cũng không thấy xe Audi của Từ Xuân Nhạn nên có chút thất vọng. Chẳng qua hắn vẫn chưa bỏ qua mà mở cửa. Không ngờ cửa không khóa trái chứng minh có người. Điều này làm Triệu Quốc Đống vừa mừng vừa lo.
là từ Thu Nhạn sao? Chẳng qua khi hắn thấy chiếc quần lót bằng tơ tằm và áo lót hoa ở trên ghế, Triệu Quốc Đống biết Từ Xuân Nhạn đang tắm ở bên trong. Tiếng điều hòa ông ông, chắc là Từ Xuân Nhạn vì tắm nên bật điều hòa để đảm bảo nhiệt độ. Tân Giang Đình Viện là khu nhà cũ nên hiệu quả cách âm không quá tốt, nhất là nhà vệ sinh và phòng tắm là một, cửa lớn phòng vệ sinh không đóng, chỉ có một chiếc cửa kính ngăn cản. Triệu Quốc Đống vào phòng tạo thành tiếng động khiến Từ Xuân Nhạn ở bên trong cảnh giác hỏi. Ai đó? Triệu Quốc Đống cười cười không nói. Từ Xuân Nhạn ở bên trong có chút khẩn trương, lớn tiếng hỏi. Triệu Quốc Đống không đành lòng trêu cô. Hắn cười cười lên tiếng, Từ Xuân Nhạn bên trong mới vui mừng kêu lên. Triệu Quốc Đống cố nhịn cơn xúc động trong lòng mà ngồi trên ghế. Hắn khẽ vuốt bộ đồ lót giống như vuốt ve da thịt phụ nữ. Bảo sao có nhiều kẻ biến thái chỉ thích đồ lót phụ nữ. Từ Xuân Nhạn nghe thấy Triệu Quốc Đống liền vừa mừng vừa sợ, cả người trở nên nóng bừng. Cô vội vàng tắm rửa, chỉ là nhớ đồ lót còn trên ghế, lúc nãy vào cô chỉ nghĩ tắm là ra mà chỉ mang theo váy ngủ, chỉ là bây giờ không mặc gì đi ra ngoài thì có chút xấu hổ. Mặc dù Triệu Quốc Đống đã quen thuộc với cơ thể cô nhưng Từ Xuân Nhạn vẫn ngượng. Thấy Từ Xuân Nhạn từ trong phòng đi ra, Triệu Quốc Đống cười cười nhìn cô mà nói. Sao, không nhận em sao? Sao em về không bảo trước một tiếng? Nhỡ đâu chị không có nhà thì sao? Từ Xuân Nhạn cố bảo mình lấy lại bình tĩnh. Váy ngủ chỉ có một khuy và một thắt lưng nên cô phải cẩn thận đi lại nếu không lộ hết. Ngạc nhiên không phải càng vui mừng sao? Triệu Quốc Đống cũng không nói gì mà kéo cô đến trước mặt mình, hắn vừa lúc có thể áp mặt vào bụng cô. Từ Xuân Nhạn kêu lên một tiếng, Triệu Quốc Đống đã cởi khuy áo và thắt lưng của cô ra. Cơ thể trắng nõn và mềm mại hiện ra trước mặt, Triệu Quốc Đống áp mặt mình lên đó. Hai tay đưa xuống dưới váy ngủ đặt vào cặp mông căng tròn của cô, bởi vì sáng nào cô cũng tập luyện nên cặp mông và ngực của Từ Xuân Nhạn không hề mềm đi, đây là điều mà cô tự hào nhất. Triệu Quốc Đống nghịch ngợm với mấy nhánh cỏ làm Từ Xuân Nhạn chỉ có thể dùng ánh mắt ai oán nhìn hắn. Triệu Quốc Đống không thèm để ý, hai tay đặt lên đỉnh núi đẹp mắt kia, nó nhanh chóng cứng lên khi tay Triệu Quốc Đống vuốt ve. Ngồi đi, Nhạn tỷ, em lau tóc cho chị. Trong ánh mắt vui mừng của Từ Xuân Nhạn, Triệu Quốc Đống đặt cô lên ghế, sau đó cầm lấy máy sấy tóc mà lau cho cô. Từng cơn gió nóng truyền tới thấm sâu vào trong lòng Từ Xuân Nhạn, làm cho cô không nhịn được mà rơi lệ. Đến bây giờ Từ Xuân Nhạn càng lúc càng cảm thấy mình không muốn rời xa người đàn ông này. Mặc dù mỗi đêm một mình ôm gối ngủ, nhưng nghĩ đến ngày mai hoặc mấy hôm nữa hắn sẽ đến, Từ Xuân Nhạn lại nao nao mong chờ. Cô hiểu mình đã thật sự yêu người đàn ông nhỏ hơn cô 2 tuổi. Nghĩ đến Từ yêu, Từ Xuân Nhạn hơi đỏ mặt, cô có tư cách yêu hắn sao? Hắn thích cơ thể mình hay là nghĩ mình là công cụ phát tiết? Sau khi ra khỏi nhà máy dệt, cô biết cả đời này không thể rời được hắn. Chỉ là số mệnh sẽ như thế nào thì cô không biết. Cô không hy vọng xa vời có thể thành vợ hắn, nhưng sâu trong lòng cô lại hy vọng đối phương không phải ham cơ thể cô, dù hắn chỉ thương hại cô thôi cũng làm cô thấy thỏa mãn. Từ Xuân Nhạn không dám nghĩ sâu hơn nữa, cô sợ phá hủy giấc mộng đẹp mà mình tự đặt ra. Dù thực tế đó chỉ là giấc mơ nhưng cô cũng muốn cho mình chìm càng sâu, càng lâu trong giấc mơ đó. Chẳng qua sự quan tâm, chăm sóc của hắn làm cô hiểu rằng mình trong mắt hắn không chỉ là công cụ. Mặc dù vì nguyên nhân xã hội nên cô và hắn chỉ có thể ở bên nhau bằng cách này nhưng Từ Xuân Nhạn đã rất thỏa mãn. Người phụ nữ đã qua một đời như cô thấy như thế này đã đủ rồi. Quyển 8, chương 8-16. Triệu Quốc Đống kiên nhẫn thổi khô tóc cho Từ Xuân Nhạn. Hắn làm không quá thạo, nhưng hắn lại thích phục vụ người phụ nữ của mình. Từ góc độ nào đó mà nói đó nó có thể khiến hắn thư giãn. Ngón tay Triệu Quốc Đống lướt trên cổ Từ Xuân Nhạn, từ từ lướt lên vành tai cô. Một cảm giác như bị điện giật lan khắp cơ thể, Từ Xuân Nhạn chỉ cảm thấy luồng điện kia truyền sâu vào trong lòng cô, từ từ nó như đâm chồi nảy lộc ở trong tim cô và lan khắp cơ thể khiến cô không nhịn được rên lên một tiếng. Triệu Quốc Đống đưa mũi vào sát tóc, ngửi lấy mùi hương từ đó. Tay hắn đưa vào cổ váy ngủ, từ trên xuống dưới, cặp vú cao vút cùng với điểm đỏ hồng đang phập phồng vì chủ nhân nó đang kích động. Triệu Quốc Đống ôm lấy cặp vú mà bao kẻ thèm thuồng vào tay, ngón tay khẽ vân vê lên đó, mỗi khi búng nhẹ vào điểm kia liền làm Từ Xuân Nhạn không nhịn được run lên, cảm giác ẩm ướt bên dưới làm cô phải khép chân lại. Khi Từ Xuân Nhạn theo động tác của Triệu Quốc Đống mà xoay người đứng dậy, Triệu Quốc Đống yêu thương nâng cằm cô lên, thô lỗ xâm chiếm môi cô, tham lam nuốt lưỡi cô, tay kia đã sớm tiến vào bãi cỏ lầy lội.
thắt lưng của Triệu Quốc Đống cũng được Từ Xuân Nhạn cẩn thận cởi ra. Khi Triệu Quốc Đống kéo lấy cặp mông đầy đặn của Từ Xuân Nhạn mà ngồi xuống thì bên dưới cũng được bung ra mà tiến vào đóa hoa ẩm ướt kia, cú đánh mạnh khiến người phụ nữ lên đỉnh. Cô nằm gục trong lòng hắn. Từ Xuân Nhạn sau khi hóa giải buồn phiền trong lòng đã không còn nhiều xấu hổ và lo lắng như trước, cô quấn chặt lấy cơ thể cường tráng của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống nhịn đã lâu cũng thả lỏng hết tâm hồn và thể xác mà hưởng thụ. Từ Xuân Nhạn sau vài lần lên đỉnh nhanh chóng cảm nhận biến hóa của Triệu Quốc Đống ở phía sau, cô lặng lẽ đưa người về trước, cúi người lấy bao ở đầu giường. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của kỳ an toàn, Triệu Quốc Đống cũng mơ hồ biết được nhưng lúc này hắn sao khống chế được. Hắn ra sức tiến lên, Từ Xuân Nhạn cố tránh và cuối cùng đành phải bất đắc dĩ nghe theo hắn. Một lúc lâu sau Từ Xuân Nhạn mới từ trên mây xuống dưới nhân gian. Hai tay Triệu Quốc Đống vẫn không chịu rời ngực cô, hai người dán sát vào nhau, lặng lẽ cảm nhận sự yêu thương mang tới cho nhau. Kỳ an toàn của chị còn mỗi một ngày, em không chú ý, chẳng may chị có. Từ Xuân Nhạn xoay người lại u oán chừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống, sau đó cuộn mình vào lòng hắn. Có thì có, Nhạn tỷ muốn sinh là được mà. Triệu Quốc Đống hiểu tâm trạng của cô, mặc dù chưa chắc có ý này nhưng cô ít nhất cũng muốn lời hứa hẹn bằng miệng của hắn, coi như an ủi cô. Nếu ngay cả hứa hắn cũng không dám hứa, vậy có khác gì coi cô là món đồ chơi? Hả? Từ Xuân Nhạn run lên, gần như muốn ngồi dậy, cô nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống mà nói. Quốc Đống, em nói gì? Em nói thật đó, Nhạn tỷ muốn sinh là được, chị chẳng lẽ sợ em không nuôi nổi con mình hay sao? Bởi vì xoay người lại nên cặp vú của Từ Xuân Nhạn đã thoát khỏi tay Triệu Quốc Đống, nó lộ ra ngoài và run lên làm Triệu Quốc Đống khô khốc miệng. Không được, em có thân phận gì, sao có thể có chuyện như vậy? Từ Xuân Nhạn vội vàng lắc đầu nói, nhưng trên mặt lại lộ rõ cô đang rất vui mừng. Dù chỉ là một lời hứa hẹn vu vơ nhưng cũng đủ làm cô mừng như điên. Em có thân phận gì cũng không quan trọng, em cũng không thể vì chút thân phận vu vơ mà cướp đi quyền làm mẹ của Nhạn tỷ. Nhạn tỷ, chị không nên cảm thấy em đang dùng lời ngon tiếng ngọt lừa chị. Nếu như em và Nhạn tỷ có con thì em rất vui. Trên thực tế khi Triệu Quốc Đống nói lời này đã suy nghĩ đến hậu quả. Từ Xuân Nhạn không danh nghĩa đi theo hắn, dù từ góc độ nào cũng không nói nổi. Nếu muốn Triệu Quốc Đống buông tay để Từ Xuân Nhạn rời đi thì hắn không nỡ, ngay cả hắn cũng nghi ngờ có phải mình đã thích Từ Xuân Nhạn hay không. Không, không thể, Quốc Đống, tiền đồ của em rộng mở, cũng sẽ có gia đình hạnh phúc, hai chị em chị là người khổ quen rồi, chỉ có thể dựa vào nhau mà sống. Chị ở bên em là do tự nguyện. Em đừng thấy áy náy, nếu em thật sự thấy Nhạn tỷ là trói buộc, vậy Nhạn tỷ có thể biến mất khỏi cuộc đời em. Nếu em thích cuộc sống như thế này thì chị sẽ là tình nhân của em. Từ Xuân Nhạn cũng dần tỉnh táo lại sau cơn hưng phấn. Cô cẩn thận phân tích thì biết đó là lời nói thật lòng của hắn nhưng lại không lý trí. Triệu Quốc Đống có thể phấn đấu đến bước này là do cố gắng nhiều năm, nếu chỉ là quan hệ nam nữ đơn thuần thì không tra được gì. Dù sao chỉ hai bên biết mà thôi. Chỉ cần cô chết không thừa nhận thì không ai làm được gì. Hơn nữa với bản lĩnh của Triệu Quốc Đống thì chỉ cần không có vấn đề gì khác, không ai có thể dựa vào quan hệ nam nữ mà làm khó hắn. Nhưng có con lại khác, nó có thể hủy diệt tiền đồ của Triệu Quốc Đống. Nhạn tỷ, chị nghĩ quá phức tạp rồi đó. Em nói rồi, chỉ cần Nhạn tỷ muốn có con là đủ, tất cả do ý kiến của chị. Thấy Từ Xuân Nhạn không ngừng lắc đầu. Triệu Quốc Đống biết cô lo gì nên có chút cảm động vì người phụ nữ luôn lo cho mình. Nhạn tỷ, chị có phải lo ảnh hưởng tới tương lai của em? Thấy Từ Xuân Nhạn cúi đầu không nói, Triệu Quốc Đống khẽ cười cười một tiếng, nâng cằm cô lên. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt cô mà nói. Nhạn tỷ, thế giới này rất lớn, xã hội cũng rất phức tạp. Nhạn tỷ nếu có con và muốn sinh, em có thể bố trí chị sang Úc, Mỹ, Canada. Nếu chị thấy mấy nơi đó không thích hợp thì sang Singapore hoặc là Hong Kong. Dù là định cư hay đi một thời gian cũng đơn giản. Mắt Từ Xuân Nhạn sáng lên, lời này của Triệu Quốc Đống đã hóa giải lo lắng trong lòng cô. Đúng thế, nếu ở nước ngoài thì không vấn đề gì. Chỉ là tiêu phí ở nước ngoài là con số không nhỏ. Cô tuyệt đối không muốn Triệu Quốc Đống vì mình mà tham ô. Tiền càng không là vấn đề. Nhạn tỷ yên tâm, tiền đối với em mà nói càng không quan trọng. Em không bao giờ phạm sai lầm ở vấn đề này. Triệu Quốc Đống nhìn ra Từ Xuân Nhạn đang lo gì nên vỗ vỗ mặt cô mà nói. Nhạn tỷ không cần lo cho em đâu. Từ Xuân Nhạn liền nghĩ đến tập đoàn của Dương Thiên Bồi,
mà anh em Triệu gia nghe nói đã sớm sang Thượng Hải làm việc, cô đoán có lẽ tài sản của Triệu Quốc Đống rất nhiều. Mặc dù cô không biết cụ thể là bao nhiêu nhưng nghĩ hắn bỏ ra vài trăm là không vấn đề gì, như vậy có thể thấy số tiền trong tay hắn. Thấy ánh mắt xấu hổ của Từ Xuân Nhạn, Triệu Quốc Đống liền bắt đầu nóng lên. Nhạn tỷ, bây giờ chị yên tâm rồi chứ? Theo tay Triệu Quốc Đống bắt đầu nghịch ngợm cơ thể cô, Từ Xuân Nhạn lập tức cảm nhận được đối phương vẫn nằm trong cơ thể mình đang biến hóa, cô nhìn hắn đầy quyến rũ, sau đó ngoan ngoãn nâng mông lên. Cuộc ân ái này không biết kéo dài tới bao giờ. Khi Triệu Quốc Đống và Từ Xuân Nhạn từ giấc mơ tỉnh lại thì trời đã bắt đầu tối. Triệu Quốc Đống vội vàng đứng lên khiến Từ Xuân Nhạn hoảng hốt dậy mặc quần áo cho hắn, cô cũng hỏi tối Triệu Quốc Đống có về không. Triệu Quốc Đống lấy lý do tối về muộn nên từ chối. Hắn về Ando mà không ở lại biệt thự Thiền Loan thì khó ăn nói với Cù Vận Bạch. Quyển 8, chương 8-17. Bữa ăn với vợ chồng Vương Phủ Mỹ, Triệu Quốc Đống cũng thuận tiện mời Tương Uẩn Hoa và Chính Kiện. Hắn đến quận Tây Giang càng lúc càng bận, một tháng cũng khó có một hai chuyến lên Ando. Bạn bè càng ít quan hệ càng nhạt, chỉ có thường xuyên duy trì liên lạc thì mới duy trì tình cảm được. Tương Uẩn Hoa mặc dù tuổi đã hơi cao nhưng lên ban tuyên giáo tỉnh ủy lại thoải mái hơn. Y không còn vẻ nghiêm túc khi ở Ninh Lăng, nói chuyện cũng phong phú. Điểm này làm Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ vị trí khác khiến cho con người ta phải thích ứng theo. Trịnh Kiện vẫn như cũ, nói chuyện không nhiều nhưng rất có trọng lượng. Ngân hàng công thương Ando gần như bằng nửa ngân hàng công thương tỉnh, quyền của y không thua gì một vị phó giám đốc ngân hàng tỉnh. Mấy người nói chuyện về xu thế kinh tế năm nay cũng không tránh khỏi nói chuyện về thay đổi nhân sự trên tỉnh. Bí thư thị ủy Miên Châu Khang Nhân Lương cùng bí thư thị ủy thành phố Kiến Dương Tề Hoa nghe nói có thể cùng lên làm phó chủ tịch tỉnh. Phó bí thư tỉnh ủy Dương Thiên Minh nghe nói điều lên Bắc Kinh làm bộ trưởng bộ thủy lợi, phó bí thư phụ trách đảng đoàn nghe nói điều từ ngoài vào. Hơn nữa lời đồn nhiều nhất là về Trương Nghiễm Lan, có lẽ y sẽ thay Ninh Pháp làm chủ tịch tỉnh, còn có người nói Trương Nghiễm Lan có thể điều sang tỉnh khác làm chủ tịch tỉnh. Triệu Quốc Đống cũng thuận miệng hỏi Kỳ Dư Hồng có động hay không, Vương Phủ Mỹ và Tương Uẩn Hoa đều nói tạm thời không rõ, có lẽ phải chờ hội nghị của Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh diễn ra mới rõ. Nhưng mọi người cho rằng Kỳ Dư Hồng không dễ có thể đến hai thành phố kia. Nhất là Ninh Lăng bây giờ biểu hiện rất bình thường, không có điểm sáng đặc biệt. Đồng thời mọi người còn đề cập đến Bí thư Hoài Khánh bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy điều tra ngay sau khi diễn ra đại hội đảng, nguyên nhân là do một công trình cặn bã sụp xuống khiến 7 người chết, 15 người bị thương. Sau 2 tháng điều tra, một loạt quan chức cấp phó giám đốc sở và cấp huyện bị dính vào. Số lượng quan chức và công ty dính vào là rất nhiều, vụ án này làm Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy rất tốn công sức. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Lưu Vĩnh Đào gần như tự mình phá án, cố gắng tránh lan rộng. Vụ án của Hoài Khánh thì Triệu Quốc Đống cũng nhớ một chút về nó. Lúc ấy nó khiến cả tỉnh An Nguyên chấn động, bởi vì số nhân viên dính tới rất nhiều, mà phá án ở địa phương gặp nhiều khó khăn nên nhiều nhân viên dính vào bị điều tới nơi khác. Lúc ấy công an huyện Giang Khẩu cũng giam giữ vài tên. Cuối cùng vụ án này khiến cho nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trầm Thụ Hòa cũng dính vào. Chẳng qua kết quả xử lý cuối cùng là như thế nào thì Triệu Quốc Đống không nhớ rõ. Trên đường về, Triệu Quốc Đống gọi điện cho Hùng Chính Lâm. Hùng Chính Lâm đã chính thức điều lên làm trưởng ban số 7 Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Trên thực tế năm trước Hùng Chính Lâm mặc dù kiêm chức phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh An Nguyên nhưng đã chủ trì công việc ban số 7 kia, nhất là khi sang một tỉnh phụ trách điều tra công ty sản xuất thuốc lá thì gần như không về tỉnh An Nguyên làm việc. Đến đại hội đảng Hùng Chính Lâm được chọn làm ủy viên Ủy ban Kỷ luật Trung ương, y liền chính thức làm trưởng ban số 7. Ban số 7 của Ủy ban Kỷ luật Trung ương phụ trách khu vực phía Tây, tỉnh An Nguyên cũng có trong đó. Sau khi Hùng Chính Lâm lên Bắc Kinh thì rất ít khi gặp mặt. Triệu Quốc Đống mấy lần lên Bắc Kinh cũng không gặp y, không phải ở tỉnh Điền thì ở tỉnh Ninh, tóm lại chạy quanh mấy tỉnh phía Tây. Triệu Quốc Đống nghe Liễu Đạo Nguyên nói trên thực tế Hùng Chính Lâm có cơ hội cạnh tranh chức chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh nào đó, nhất là y được lãnh đạo của Ủy ban Kỷ luật Trung ương coi trọng. Nếu y thực sự muốn công tác ở tỉnh thì kiếm một chức thường vụ tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật là không khó. Nhưng cuối cùng Hùng Chính Lâm lại chọn Ủy ban Kỷ luật Trung ương, không biết là ý của bản thân y hay là của lãnh đạo cao cấp. Không nằm ngoài suy đoán của Triệu Quốc Đống, Hùng Chính Lâm không ở Bắc Kinh, lúc này y đang ở Kiềm Nam, giống như vừa gặp mặt Liễu Đạo Nguyên. Triệu Quốc Đống hỏi qua về vụ án Hoài Khánh. Hùng Chính Lâm trong điện thoại nói cho Triệu Quốc Đống biết Ủy ban Kỷ luật Trung ương không tham gia vào vụ này, do Ủy ban Kỷ luật tỉnh An Nguyên phụ trách.
nhưng Triệu Quốc Đống đề cập tới sau lưng vụ án này có dính tới Trầm Thụ Hòa hay không, Triệu Quốc Đống có thể rõ ràng nhận ra đối phương im lặng vì rất tò mò. Khi Hùng Chính Lâm hỏi Triệu Quốc Đống dựa vào cái gì mà nói vụ án Hoài Khánh có dính tới Trầm Thụ Hòa, Triệu Quốc Đống đành phải nói dối trong lúc ngẫu nhiên y thấy Trầm Thụ Hòa, Cổ Diệu Hoa và Trương Thiệu Văn đi với nhau đầy thân mật. Hùng Chính Lâm đã nghiêm túc dặn Triệu Quốc Đống không được nhắc việc này với ai, sau đó vội vàng dập máy. Triệu Quốc Đống thầm nghĩ có lẽ Hùng Chính Lâm sẽ sang An Đô ngay lập tức nhưng việc không liên quan gì tới hắn. Khi Triệu Quốc Đống về đến biệt thự Thiền Loan thì đã thấy xe của Cù Vận Bạch ở đây. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Cù Vận Bạch đã lâu không gặp Triệu Quốc Đống, khi gọi điện cô có thể cảm nhận được áp lực công việc của Triệu Quốc Đống rất nặng nề, còn hơn lúc ở Hoa Lâm nhiều. Chẳng qua cô lại thấy là rất bình thường. Triệu Quốc Đống còn trẻ đột nhiên lên chức, lãnh đạo còn cho anh kiêm hai chức ở hai nơi khó khăn nhất Ninh Lăng, muốn mở cục diện cũng mất vài tháng. Cô cũng đọc được tin trên Nhật báo An Nguyên nói về khu khai phát Ninh Lăng, quận Tây Giang kết hợp thu hút đầu tư, có lẽ lần này hắn có thu hoạch. Lần này Cù Vận Bạch về nhà thấy xe Desert Print đã không ở gara nên cô đoán Triệu Quốc Đống đã về. Triệu Quốc Đống bình thường ra ngoài có việc cũng hiếm khi về khuya, trừ khi hắn có việc. Mà những lúc đó hắn sẽ gọi điện về, lần này hắn không gọi về tức là hắn về với thời gian bình thường là 8, 9 giờ tối. Chén trà trên bàn đang tỏa khói nghi ngút, Triệu Quốc Đống mặc dù không thích uống rượu nhưng nhiều lúc không thể tránh. Cho nên Cù Vận Bạch thường pha trà xanh cho Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống vừa vào nhà thấy có chén trà nóng trên bàn thì có chút xấu hổ. Hai người phụ nữ, chính xác mà nói ở An Đô có hai người phụ nữ không hối hận đi theo hắn, vậy còn hắn thì sao? Chiều sang bên kia quan hệ, tối lại đến nơi khác. Cù Vận Bạch thấy Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ gì đó nên quan tâm hỏi. Quốc Đống, sao thế? Không có gì, hôm nay em hơi mệt. Triệu Quốc Đống vội vàng nói. Có phải bị bệnh không? Chị xem chút. Cù Vận Bạch ít khi nghe thấy Triệu Quốc Đống nói mệt. Theo cô biết thì Triệu Quốc Đống luôn duy trì được sức khỏe tốt. Ngay cả cô cũng không biết sao Triệu Quốc Đống lại nhiều tinh lực đến vậy. Không sao. Chỉ là tối qua ngủ muộn, sáng họp, chiều đi xe lâu như vậy nên em mệt chút thôi. Em tắm xong là hết. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Ừ, chị lấy nước cho em rồi đó, em mau đi tắm đi. Cù Vận Bạch cầm cặp cho hắn rồi nói. Triệu Quốc Đống ra khỏi phòng tắm thì Cù Vận Bạch đang dựa lưng vào ghế xem phim Nhân Gian Chính Đạo trên TV. Sao, chị thấy bộ phim này có phù hợp với thực tế không? Triệu Quốc Đống ngồi xuống bên cạnh Cù Vận Bạch. Cù Vận Bạch cũng tự nhiên xích lại gần, dựa đầu vào vai hắn. Cũng được, mặc dù có vài chi tiết giả nhưng cũng hay, ít nhất còn thú vị hơn Thủy Hử. Chị xem Thủy Hử được một tập là hết hứng. Cù Vận Bạch không quá thích xem phim, cô thường xem mấy tiết mục như Thế Giới Động Vật. Miêu tả cải cách thì đạo diễn cũng không dám tả quá, cũng phải phù hợp với xu hướng chung. Triệu Quốc Đống ôm eo Cù Vận Bạch nói. Trung Quốc còn có khuyết điểm là không dám cho các tác phẩm điện ảnh nói thẳng vào thực tế. Em hình như ám chỉ gì phải không? Cù Vận Bạch nhìn Triệu Quốc Đống hỏi. Em mới đi cùng Vương Phủ Mỹ. Vâng, Mỹ ca, còn có trưởng Ban Tương, cuối năm nay có lẽ là giai đoạn biến hóa mạnh nhất, nói vậy tức là nhiều người bận rộn. Triệu Quốc Đống cười nói. Cục trưởng Văn của bên chị chẳng lẽ không muốn lên chức sao? Em nói Văn Tỷ. Cù Vận Bạch ngẩn ra hỏi. Hình như không có, chẳng qua trong thời gian này chị ấy cũng khá bận. Ha ha, em nghe nói chị ta hình như cạnh tranh chức trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, hơn nữa nghe nói vị trưởng ban thư ký kia của Ủy ban Nhân dân thành phố có thể kiêm chức trợ lý thị trường. Triệu Quốc Đống cười nói. Thật sao? Điều này còn giả sao? Ai cũng muốn tiến lên mà, điều này có gì kinh ngạc chứ? Chẳng qua nghe nói đối thủ cạnh tranh của chị ta rất mạnh, hai vị đó chị và em đều quen. Ha ha, đúng là có duyên. Ai? Cù Vận Bạch rất tò mò. Quyển 8, chương 88. Bí thư huyện ủy Trường Tân Mao Đạo Lâm và vị kia là bí thư quận ủy Bích Chỉ Tiết Minh Dương. Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế, kéo dầu Cù Vận Bạch dựa vào ngực mình rồi khẽ vuốt ve mái tóc. Hả? Cù Vận Bạch ngẩn ra. Sao lại như vậy? Mao Đạo Lâm thì không cần phải nói. Tiết Minh Dương là nhân vật trực tiếp đẩy hai người từ ban quản lý khu khai phát đến phòng du lịch và xã Đông Lĩnh. Triệu Quốc Đống cũng từ chỗ Vương Phủ Mỹ mà biết chuyện này. Vương Phủ Mỹ vốn có quan hệ tốt với vị trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố trước đây.
Bây giờ vị trưởng ban thư ký đó đã điều đến thị xã Vinh Sơn làm phó bí thư thị ủy, có lẽ sẽ làm thị trưởng. Chức trưởng ban thư ký ủy ban còn trống khiến nhiều người thèm muốn, trong đó có sức cạnh tranh nhất là Mao Đạo Lâm và Tiết Minh Dương. Còn Văn Ngạn Hoa thì có vẻ yếu thế hơn, nhưng cô cũng có ưu thế của mình là bộ máy chính quyền thành phố An Đô thiếu nữ cán bộ, mà nếu chức trưởng ban thư ký kiêm trợ lý thị trưởng cũng coi như là lãnh đạo thành phố. Cấp trên nhất định sẽ phải đảm bảo cân bằng. Có gì không bình thường sao? Triệu Quốc Đống nhìn Cù Vận Bạch cười hỏi lại. Ở Giang Khẩu, Cù Vận Bạch có nhiều tin đồn với Mao Đạo Lâm. Ai cũng nói Mao Đạo Lâm có quan hệ mập mờ với Mao Đạo Lâm, nhưng chỉ có bản thân Triệu Quốc Đống mới biết nó không phải vì Cù Vận Bạch vẫn còn trong trắng. Về phần quan hệ giữa Mao Đạo Lâm và Cù Vận Bạch thì chẳng qua Mao Đạo Lâm vốn là học trò của mẹ Cù Vận Bạch. Chị chỉ cảm thấy thế giới này quá nhỏ mà thôi. Đều ở trong An Đô thì chuyện như vậy là rất bình thường. Triệu Quốc Đống không thể không lắc đầu nói. Vị trí chỉ có từng đó, mà người có khả năng cạnh tranh lại có không ít. Cạnh tranh lên chức là khó có thể tránh khỏi. Cạnh tranh lên chức, em đúng là biết dùng từ. Cù Vận Bạch cười hì thì nói. Có gì sai sao, đây là so về năng lực, so về thành tích, so về quan hệ, so về ưu thế, cạnh tranh tổng hợp, người hơn sẽ lên. Tay Triệu Quốc Đống từ từ đưa vào váy ngủ của đối phương. Cù Vận Bạch hờn dỗi vỗ tay Triệu Quốc Đống. Thấy Triệu Quốc Đống không thu lại, Cù Vận Bạch cũng mặc hắn. Văn Ngạn Hoa đã đến đây chưa? Triệu Quốc Đống đột nhiên nghĩ ra gì đó nên nói. Sao em đột nhiên lại hỏi chuyện này? Cù Vận Bạch ngẩn ra nói. Không có gì, em chỉ hỏi cho biết thôi mà. Chị và Văn Ngạn Hoa quan hệ tốt như vậy, chị ta không thể không biết chị ở đâu mà. Triệu Quốc Đống không quá để ý, căn nhà này không đứng tên hắn, mặc dù có điều tra cũng không tra ra gì cả. Chị ấy đã tới và rất ngạc nhiên, chị nói là mượn phòng của bạn ở, chị ta cũng không hỏi nhiều. Cù Vận Bạch cắn môi và thở dài một tiếng, căn biệt thự này không phải cán bộ nhà nước có thể ở được. Văn Tỷ nhất định sẽ nghi ngờ, cũng may Văn Tỷ cũng biết cô không phải người đó. Văn Tỷ chỉ nhắc cô không bị đàn ông lừa. Vậy Văn Ngạn Hoa có biết em không? Triệu Quốc Đống cười nói, trong nhà có không ít đồ dùng của đàn ông mà. Chị ấy chắc biết em là ai, cũng biết nhà này có đàn ông, nhưng không nghĩ là em. Chị nói với Văn Tỷ biết em là người kinh doanh, hầu hết thời gian ở bên ngoài. Ừ, 1-2 tháng về một lần, chị ấy có nghi ngờ nhưng không hỏi nhiều. Cù Vận Bạch cười hì hì nói. Chị ấy có lẽ không ngờ người đàn ông sau lưng chị lại là cậu nhóc nhỏ hơn chị vài tuổi. Nhóc, em nhỏ ở đâu? Triệu Quốc Đống vuốt ve cặp vú không mặc áo lót của Cù Vận Bạch rồi nói. Ừ, đương nhiên, so sánh với chị thì em nhỏ hơn. Cù Vận Bạch yêu kiều trừng mắt nhìn hắn. Một đêm không có gì để nói. Sáng hôm sau thức dậy, Triệu Quốc Đống ra sân đi một bài quyền. Cù Vận Bạch dậy cũng đi tắm rồi chuẩn bị bữa sáng với 2 cốc sữa, bánh mì, trứng gà. Quốc Đống, em nói Văn Tỷ có thể cạnh tranh làm trưởng ban thư ký không? Cù Vận Bạch lấy đồ đưa cho Triệu Quốc Đống rồi nói. Sao, chị hy vọng Văn Ngạn Hoa lên hay ở lại cục du lịch? Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Thật lòng thì chị đương nhiên hy vọng Văn Tỷ ở lại cục du lịch. Cục du lịch khá đơn thuần, có Văn Tỷ thì chị cũng dễ dàng hơn, có thể thường xuyên đi du lịch với Văn Tỷ. Nhưng nếu theo em nói là đúng thì chỉ sợ Văn Tỷ đã quyết định đánh cược một phen, nếu thất bại có lẽ đó là đả kích không nhỏ. Cù Vận Bạch thở dài một tiếng. Triệu Quốc Đống cắn miếng bánh mì, uống ngụm sữa rồi nói. Chuyện này có được sẽ có mất, Văn Ngạn Hoa có lẽ thấy ngồi mãi ở cục du lịch cũng không phải kế hay. Chị ta đã ở cục du lịch một số năm nên cũng muốn có đường ra. Chẳng qua lần này chị ta nhảy lên hơi cao, chức trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố phụ trách rất nhiều mảng. Văn Ngạn Hoa là phụ nữ nên có ưu thế nhưng cũng có điểm kém là cục du lịch sao có thể so sánh với quận, huyện. So sánh với Mao Đạo Lâm và Tiết Minh Dương thì Văn Ngạn Hoa thiếu về kinh nghiệm và trải nghiệm. Ưu thế duy nhất là phái nữ, phần thắng không lớn. Cù Vận Bạch gật đầu nói. Xem ra lần này Văn Tỷ cũng cảm thấy không nắm chắc nên mới không muốn lộ ra. Nếu Văn Ngạn Hoa thật sự có cửa, lại thật sự muốn lên thì chị ta phải tự hỏi một chút. Chị ta chưa có kinh nghiệm công tác cơ sở, cục du lịch là một cơ quan tiếp xúc không nhiều, lượng công việc nhỏ, rất khó được lãnh đạo cấp trên coi trọng. Nếu có thể mượn cơ hội điều chỉnh xuống quận, huyện rèn luyện một chút thì có lẽ đó là đường ra tốt nhất. Ừ, chị nói chuyện với Văn Tỷ một chút xem sao. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện khá hạnh phúc.
Điện thoại di động của hai người cùng vang lên. Hai người nhìn nhau rồi bất đắc dĩ cười cười một tiếng. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Chị nghe đi, không chừng là Văn Ngạn Hoa gọi đó. Cù Vận Bạch mở ra thì thấy đúng là Văn Ngạn Hoa gọi. Cô giơ ngón cái lên với Triệu Quốc Đống rồi nghe điện. Văn tỷ, vâng, em ở nhà. Người kia, ừ, hắn về rồi, chị muốn tới đây thì tới, hắn chuẩn bị ra ngoài có việc. Không sao mà, ồ, vâng, em tới, đâu vậy? Đi leo núi ư, núi Vọng Đình. Cù Vận Bạch có chút do dự. Triệu Quốc Đống vừa về, cô không muốn rời hắn, nhưng Văn Ngạn Hoa có lẽ có tâm sự nên cô không tiện từ chối. Triệu Quốc Đống xua tay và giơ máy lên ra hiệu mình có việc. Sau đó hắn tinh nghịch đưa tay ra làm động tác ngủ, Cù Vận Bạch liền cười hì hì. Được rồi Văn tỷ, chị ở đâu, em đến đón. Cù Vận Bạch dập máy rồi nhíu mày nói. Chị định không đi nhưng có thể nghe ra tâm trạng Văn tỷ không tốt mấy cho nên. Triệu Quốc Đống vuốt mặt Cù Vận Bạch mà nói. Chị đi đi, Văn Ngạn Hoa đối tốt với chị như vậy, chị ta có việc trong lòng cũng chỉ có thể thổ lộ với chị không đi sao được. Tối về là được, lái xe cẩn thận, đừng đi nhanh. Điện thoại di động lại vang lên, Triệu Quốc Đống thấy số máy quen quen nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra là ai. Là số bên Ando, hắn do dự một chút rồi nghe điện. Alo, ai đó? Quốc Đống, sao không nghe điện? Giọng bên kia làm Triệu Quốc Đống nhận ra ngay. Ồ! Trưởng ban Huệ Hương, ở đâu thế? Hừ, đừng giả vờ, tôi biết cậu đang ở Ando, cậu có lịch gì sáng nay không? Vưu Huệ Hương nói. Ừ, tôi định về Giang Miếu, trưởng ban Huệ Hương có chỉ thị gì? Triệu Quốc Đống cười nói. Nếu tôi có chỉ thị thì hôm nay cậu không thể về. Trời đẹp, đến Hồ Vân Loa đánh tennis chứ? Tôi nghe nhị tỷ nói cậu thường xuyên đến Hồ Vân Loa. Được rồi, gặp mặt rồi nói. Quyển 8. Chương 89. Triệu Quốc Đống đến Hồ Vân Loa, Vưu Huệ Hương đã sớm chờ ở đó. Hai xe Santana 2000 dừng ở lối vào làm Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc, ai vậy? Chẳng qua hắn nhanh chóng có phản ứng. Hai người từ một xe Santana chui ra, ngoài Vương Lệ Mai còn có một người trông khá giống cô, đây nhất định là chị của cô Vương Lệ Quyên. Thấy Triệu Quốc Đống mặc bộ đồ thể thao, Vưu Huệ Hương cười nói. Quốc Đống, tôi giới thiệu với cậu một chút. Đây là bạn học cùng trường đảng với tôi Vương Lệ Quyên, Lệ Mai là em của Lệ Quyên. Nói chuyện vài câu, Vưu Huệ Hương cũng biết đây không phải nơi thích hợp để làm quen, cô liền bảo lái xe chạy trước, cô liền lên xe Triệu Quốc Đống chạy vào khu nghỉ dưỡng. Quốc Đống, tôi không làm phiền lịch của cậu chứ? Vưu Huệ Hương cười hì hì nói. Lệ Quyên bảo tôi hẹn cậu, tôi không tiện từ chối nên đành phải đồng ý. Lúc ấy hai chị em bọn họ ở cạnh tôi dùng máy bàn gọi trước. Sau đó dùng điện thoại di động gọi. Ừ, số trước không quen nên tôi không nghe. Tôi lo cậu từ chối, vậy Vưu tỷ này không có mặt mũi rồi. Nhưng tôi cũng không muốn nghe hai chị em bọn họ nói mãi. Tôi cũng nói với Lệ Quyên, chỉ lần này thôi, lần sau không quản. Vưu Huệ Hương có chút buồn bực nói. Lệ Mai thật sự không lọt vào mắt cậu sao? Chị nói gì vậy, tôi không hề làm khó chị ta, tôi thậm chí còn để chị ta đến Thượng Hải thu hút đầu tư. Biểu hiện của chị ta rất tốt. Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu nói. Cậu không có thành kiến gì với Lệ Mai đó chứ? Vưu Huệ Hương vui vẻ nói. Tôi không có thành kiến với bất cứ ai. Vương Lệ Mai có năng lực tốt, chuyến đi đến Thượng Hải, chị ta biểu hiện khá xuất sắc. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Chẳng qua tôi thật ra có ý kiến vì chị ta cứ muốn lấy lòng tôi, làm tôi thấy có mưu đồ gì đó. Quốc Đống. Cậu bây giờ đã là cán bộ cấp phó giám đốc sở, tôi cũng khó mà phê bình cậu, chỉ có thể nói là chúng ta lén trao đổi. Vưu Huệ Hương nghiêm túc nói. Tôi cảm thấy đối xử với một lãnh đạo cũng không nên chỉ thấy bề ngoài mà phải kết hợp năng lực công tác, nhân phẩm, cùng với việc người đó có muốn làm việc hay không, có đặt tâm tư vào công việc hay không. Triệu Quốc Đống im lặng không nói. Mà tâm tư trong công việc thì tôi giải thích nó khác với người khác một chút. Ừ. Về điểm này tôi cảm thấy đó là kiên định công tác, có lúc lại là có ý tưởng tìm tòi, sáng tạo trong công việc. Mà tìm tòi sẽ có quan hệ mật thiết với một nơi có thể phát triển liền mạch, mà phát triển liền lạch thì trong lòng lãnh đạo chủ yếu sẽ hiểu rõ phương hướng. Khi cán bộ không yên lòng, tôi cảm thấy cần chủ động giao tiếp với lãnh đạo chủ yếu, làm như vậy sẽ tiện cho lãnh đạo hiểu về mình. Trước đây cậu có ý kiến về Lệ Mai nên cô ấy muốn cậu mau chóng hiểu cho mình, hoặc là mau chóng hiểu phương hướng làm việc của cậu. Coi như xác định phương hướng làm việc cho mình.
Triệu Quốc Đống nhìn thấy Vư Huệ Hương có vẻ khá nghiêm túc nên cười nói. Chị nói là Vương Lệ Mai chạy mấy trăm cây lên An Đô chính là vì muốn trao đổi, hoặc là nói hiểu rõ ý nghĩa trong công việc sao? Quốc Đống, có lẽ Lệ Mai muốn cố gắng phát triển quan hệ cá nhân với cậu, như vậy sẽ thuận lợi hơn trong công việc. Vư Huệ Hương nói, tôi thấy làm như vậy không có gì là không ổn, ngược lại tôi rất tán thành, cậu thấy sao? Chị đã nói như vậy, tôi còn có thể nói gì nữa chứ? Triệu Quốc Đống cười nói, tôi bị chị thuyết phục rồi, xem ra tôi không thể dùng kính mắt nhìn người, có lẽ nhiều đồng chí muốn làm việc lại bị vài lý do đâu đâu ảnh hưởng. Chỉ mong Vương Lệ Mai phá vỡ trói buộc, làm ra thành tích. Ngồi trong sân xem người đẹp chạy đúng là rất thoải mái. Khu nghỉ dưỡng Hồ Vân Loa mặc dù cũng bố trí sân tennis ở bãi cỏ, nhưng sân cỏ yêu cầu điều kiện rất cao, khu nghỉ dưỡng Hồ Vân Loa cũng không chống đỡ được. Không nói vấn đề tiền mà để cho cỏ phát triển đúng thì khí hậu và chăm sóc phải tốt. Vì thế sân cỏ ít người chơi. Vư Huệ Hương và Vương Lệ Quyên chơi khá tốt, chẳng qua phụ nữ trời sinh có thể lực kém hơn đàn ông. Dù kỹ thuật tốt nhưng đánh vài lượt đã mệt, ba người phụ nữ phải thay phiên đánh với Triệu Quốc Đống mà vẫn không phải đối thủ của hắn. Vương Lệ Quyên nhìn qua thì lớn hơn Vương Lệ Mai 2-3 tuổi, tuổi chắc tương đương Vư Huệ Hương. Vương Lệ Quyên gầy hơn Vương Lệ Mai một chút nhưng lại đeo kính cận. Bí thư Triệu, xin lỗi đã quấy rầy kỳ nghỉ của anh. Vương Lệ Quyên đứng một bên lau mồ hôi và cười nói. Sau khi Lệ Mai gọi tới nói với cô Nguyên bí thư quận ủy trước đây bị đưa đến hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thị xã, một vị thường vụ thị ủy kiêm bí thư quận ủy trẻ tuổi tới, cô liền chú ý động tĩnh bên Ninh Lăng. Cô cũng tìm hiểu được đôi chút về tình hình của Triệu Quốc Đống. Hắn hình như ở An Đô không nhiều, ngoài việc có quan hệ đồng nghiệp với vị Cù Vận Bạch, một trưởng phòng mới điều tới của Cục Du lịch An Đô ra, hắn hình như không có quan hệ mật thiết với lãnh đạo hay đồng nghiệp nào. Điều này làm Vương Lệ Quyên rất kinh ngạc. Trưởng Ban Vương, đây không phải là cách nghỉ tốt nhất sao? Chẳng lẽ chúng ta đang làm việc hay lao động? Triệu Quốc Đống cười cười hỏi lại một câu. Ừ, đương nhiên có thể vừa làm việc vừa nghỉ ngơi thì đó là cảnh giới rất cao. Tôi chỉ lo bố trí lịch trình khác của Bí thư Triệu mà thôi. Mấy tháng nay Bí thư Triệu chắc bận nên không có thời gian về An Đô. Vương Lệ Quyên đưa một chai nước suối thánh thủy của tập đoàn Thương Lãng. Loại chai nước này ít nhất cũng phải 25 tệ. Chẳng qua người chơi tennis thì lại không tiếc chút tiền nhỏ này. Ừ, đúng là bận một chút nhưng lại thấy cuộc sống phong phú. Trưởng ban Lệ Mai cũng nhiều việc, phải đi theo tôi tới Bắc Kinh, Thượng Hải. Một người phụ nữ có tinh thần chuyên nghiệp như vậy, tôi rất phục. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Ninh Lăng không thể so sánh với An Đô. Giang Khẩu, Trường Tân chỉ xếp trung bình ở An Đô nhưng hơn gấp 2-3 lần quận, huyện nào đó ở Ninh Lăng. Kinh tế Ninh Lăng nếu muốn phát triển vượt bậc, dân chúng muốn giàu lên thì cán bộ và dân chúng Ninh Lăng phải nỗ lực hơn nơi khác nhiều. Tôi đã tới Ninh Lăng, phải nói tốc độ phát triển của Ninh Lăng không chậm nhưng vẫn có chênh lệch với các nơi xung quanh. Nhất là Tân Châu và Vĩnh Lương có tốc độ phát triển khá nhanh. Quận Thanh Khê Tân Châu đã lọt vào 10 quận, huyện đứng đầu tỉnh, quận Vĩnh Sương Vĩnh Lương cũng vào top 20, tốc độ phát triển phổ biến cao hơn các huyện ở An Đô. Vương Lệ Quyên cười nói. Vương Lệ Mai từ Thượng Hải về đã nói với cô rằng Triệu Quốc Đống này rất có dã tâm, hơn nữa quan hệ rộng làm người ta bực mình. Theo lý thuyết một hội nghị thu hút đầu tư của cấp thị xã không thể được coi trọng như vậy, hơn nữa Triệu Quốc Đống này còn to gan dám nói kinh tế tư nhân sẽ có đóng góp to lớn đối với nền kinh tế Trung Quốc trong tương lai, cũng nhất định thành cây cột không thể thiếu khiến nền kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh. Ninh Lăng sẽ tiến theo trào lưu, chào đón kinh tế tư nhân tiến vào khu khai phát và quận Tây Giang với sự nhiệt tình cao nhất. Lời nói này không hề đơn giản, mặc dù nói Đại hội Đảng 15 đã xác định rõ ràng kinh tế tư nhân là một bộ phận quan trọng trong hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa, nhưng anh dám can đảm đẩy kinh tế tư nhân lên làm cây cột trụ, hàm nghĩa này không cần nói cũng biết. Triệu Quốc Đống có can đảm nói Ninh Lăng muốn tạo ra một khu vực thích hợp nhất trong nội địa cho kinh tế tư nhân phát triển, đưa ra việc kinh tế Ninh Lăng phải vượt qua các thị xã khác, như vậy chỉ có thể dựa vào phát triển kinh tế tư nhân. Đảng ủy chính quyền sẽ cẩn thận nghe tiếng nói của nền kinh tế tư nhân, toàn lực ủng hộ nhà đầu tư, xây dựng hoàn cảnh có lợi cho kinh tế tư nhân phát triển. Thậm chí báo Triều Dương Tử, báo Triều Tân Dân, báo Triều Tiền Giang cũng đều đưa tin về lời nói này của Triệu Quốc Đống. Quyền 8, chương 90. Kinh tế Tân Châu có cơ sở nhất định. Khi Bí thư Liễu Đạo Nguyên làm Bí thư Thị ủy Tân Châu đã dám can đảm tiến hành cải cách, 2 năm nay bắt đầu có hiệu quả rõ ràng. Mà Vĩnh Lương càng không đơn giản.
Chính xác mà nói Vĩnh Lương, Nam Hoa, Hoài Khánh, Thiên Châu, Ninh Lăng cùng Thông Thành có điều kiện tương đương, chênh lệch không nhiều. Ai muốn tiến lên thì chỉ có thể nói là tìm kiếm phương hướng phát triển thích hợp với mình. Quận Vĩnh Sương có thể lọt vào top 20 thì tức là quận ủy, ủy ban quận đã có suy nghĩ phát triển chính xác. Triệu Quốc Đống cũng biết hai năm nay Vĩnh Lương bắt đầu phát triển rất nhanh, nó mơ hồ bỏ xa năm điểm kia. Bí thư thị ủy Vĩnh Lương đã được xác định đến làm bí thư thị ủy của thành phố Kiến Dương hoặc thành phố Miên Châu. Qua đó đủ để thấy tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá rất cao sự phát triển kinh tế của Vĩnh Lương hai năm qua. Ninh Lăng có điều kiện không kém Vĩnh Lương là mấy, có vài phương diện còn hơn. Nhưng kinh tế các quận, huyện mãi không phát triển lên, trực thuộc thị xã chỉ có 2-3 công ty ra hồn, thiếu không khí từ trên xuống dưới. Điều này có quan hệ lớn đối với quan niệm cổ hủ, lạc hậu của cán bộ Ninh Lăng. Mà bây giờ Ninh Lăng muốn phát triển thì nhất định phải phá vỡ quan niệm đó. Tôi nghe Lệ Mai nói về những lời phát biểu của Bí thư Triệu trong hội nghị thu hút đầu tư ở Thượng Hải. Quan điểm của anh rất mới mẻ, tạo thành không ít tranh cãi. Hình như mấy tờ báo khu vực Duyên Hải đều đề cập đến quan điểm của anh. Quan điểm mới mẻ như vậy, Bí thư Triệu không sợ tỉnh An Nguyên sẽ phê bình sao? Vương Lệ Quyên xuất thân là trưởng ban tuyên giáo, mặc dù bây giờ điều sang làm trưởng ban tổ chức cán bộ nhưng cô rất chú ý đến giới truyền thông. Vương Lệ Mai gọi điện nói với cô vấn đề này, cô liền đi mua ngay mấy tờ báo Triệu khu vực Duyên Hải, mấy tờ báo này khẳng định quan niệm của Triệu Quốc Đống, nhưng quan điểm này khá sắc bén và chạm vào một vài vấn đề mẫn cảm. Vương Lệ Quyên tin rằng lãnh đạo tỉnh ủy nhất định thấy thứ này, về phần có cái nhìn như thế nào thì cô không rõ. Ha ha, trưởng ban Lệ Mai, xem ra tin tức của chị đúng là nhanh nhạy. Tôi cũng được một vài lãnh đạo nhắc, muốn tôi giữ miệng mình, không nên nói như vậy. Ha ha, tôi nói thật, tôi không cho rằng mình nói có gì quá cả. Không, tôi nói kinh tế nhà nước sẽ là trụ cột chính trong kinh tế quốc gia, còn kinh tế tư nhân sẽ là một bộ phận có sức sống mãnh liệt nhất đó sao? Triệu Quốc Đống cười nói, xem ra lời phát biểu của hắn khiến ngay cả Ando cũng chú ý. Vương Lệ Quyên biết, như vậy lãnh đạo tỉnh nhất định sẽ nghe thấy. Đây là con dao hai lưỡi, nhưng Triệu Quốc Đống cảm thấy lợi lớn hơn hại, ít nhất Tây Giang và khu khai phát không thể không tạo quan điểm riêng. Anh nếu muốn vượt lên các nơi khác thì phải thể hiện rõ quyết tâm và khí phách, dám can đảm chấp nhận chỉ trích. Sự thật chứng minh mạo hiểm của Triệu Quốc Đống đã thành công. Cho tới hôm nay Triệu Quốc Đống chỉ nhận được vài ý kiến nhắc nhở đầy thiện ý. Dù thư chí cao lúc ấy có mặt cũng chỉ hàm xúc nhắc hắn chú ý khi phát biểu trước công chúng, còn nói ra trong hội nghị thu hút đầu tư thì có thể. Dù sao quan niệm này không mâu thuẫn với quan niệm khu vực Duyên Hải. Nhưng trong nội bộ tỉnh An Nguyên, nhất là thành phố Ngân Lĩnh thì nhất định phải suy nghĩ đến quan niệm cổ hủ của lãnh đạo. Tối qua trong bàn ăn, Tương Uẩn Hoa thậm chí còn khen khí phách của Triệu Quốc Đống. Mặc dù trong nội bộ ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng có ý kiến phản đối, nhưng Hàn Độ lại tỏ vẻ tán thành, thậm chí còn lén nói tỉnh An Nguyên thiếu chính là không khí thích hợp cho kinh tế tư nhân phát triển, thiếu cán bộ trẻ tuổi dám can đảm phá vỡ quan niệm cũ. Triệu Quốc Đống mạo hiểm không phải không có tự tin. Quý Thành Công sắp rời đi, Triệu Quốc Đống đã suy nghĩ kỹ về quan điểm của Ninh Pháp. Hắn nhận thấy quan điểm của Ninh Pháp là mèo đen hay mèo trắng chỉ cần bắt được chuột đều có thể dùng. Nhất là một năm qua khi Ninh Pháp làm chủ tịch tỉnh càng thể hiện rõ. Chẳng qua hắn cũng đoán Ninh Pháp sau khi lên làm bí thư tỉnh ủy sẽ điều chỉnh cách làm kia đôi chút. Giữa bình thường và chủ tịch có cách làm khác nhau, nhưng phương hướng chính không thay đổi. Bí thư Triệu, lời nói của anh rất phù hợp với quan điểm phái cải cách. Vương Lệ Quyên cười nói, cô thấy Triệu Quốc Đống tuy còn trẻ nhưng quá xảo quyệt. Có vẻ đã nhìn ra được biến hóa trong quan điểm của lãnh đạo tỉnh ủy. Quan điểm của Ninh Pháp không ngừng lộ ra khi làm chủ tịch tỉnh. Chẳng qua sau đại hội 15, người này hơi thu lại một chút. Chẳng qua Vương Lệ Quyên cũng không thấy Ninh Pháp trở nên bảo thủ, đây là thái độ cẩn thận của người lên làm bí thư. Cô trước là trưởng ban tuyên giáo, nếu như công tác tuyên truyền không thể nắm bắt được hướng gió thay đổi dù nhỏ nhất của lãnh đạo cấp trên thì không phải trưởng ban tuyên giáo đủ tư cách. Từ khi Ninh Pháp điều đến Ando, cô đã cẩn thận quan sát lời nói và quan điểm sắc bén của Ninh Pháp. Mặc dù không thể thấy rõ hết nhưng cũng mơ hồ biết đây là quan chức của phái cải cách, thậm chí có khí thế vì sự nghiệp mà bất chấp chính trị. Phái cải cách hay không cũng không quan trọng, tôi không quá để ý. Tôi chỉ quản việc của mình mà thôi. Tây Giang cần phát triển, khu khai phát cần phát triển mà điều kiện và hoàn cảnh hiện có không đủ, như vậy cần giải phóng tư tưởng. Nói một câu không trách nhiệm một chút đó là chỉ cần không phải vi phạm pháp luật,
pháp luật không cấm thì chúng ta cứ thử, xảy ra chuyện thì cùng lắm đi lại một lần nữa mà thôi. Triệu Quốc Đống nhìn Vương Lệ Quyên mà nói. Vương Lệ Quyên này cũng không đơn giản, từ phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật đến trưởng ban tuyên giáo, bây giờ lại thành trưởng ban tổ chức cán bộ huyện ủy. Đây mặc dù chỉ là chức vụ cùng cấp nhưng ban tổ chức cán bộ có quyền lực lớn hơn ban tuyên giáo nhiều. Một người phụ nữ mới 34, 35 đã thành như vậy đúng là không dễ. Đúng thế, đi chậm một bước sẽ chậm nhiều bước, nếu anh muốn vượt qua thì không có động tác đột biến là không được. Vương Lệ Quyên gật đầu nói. Nhưng cũng phải nắm chắc mức độ, không phải ai cũng có thể nắm chắc được điểm này. Vương Lệ Mai đã nói hết những gì mình rõ về Triệu Quốc Đống, Vương Lệ Quyên cũng cân nhắc tìm hiểu cho cô em. Vương Lệ Quyên nghĩ người như Triệu Quốc Đống nhất định sẽ bay vút lên mây xanh, hoặc là sẽ bị cơn gió lớn thổi vào lãnh cung. Vương Lệ Mai nếu đi theo Triệu Quốc Đống chính là đánh bạc. Đừng nhìn người này bây giờ rất tốt, nhưng hắn không phải dựa vào kinh nghiệm mà lên, đó không phải cuộc sống của hắn. Hắn muốn thành tâm điểm chú ý của khắp nơi. Nếu đi theo hắn thì có lẽ tương lai vô hạn, hoặc là cây ngã chim muông đi, hoặc là bị bỏ mặc. Người như hắn không thể ở lại lâu trong nơi nhỏ bé Tây Giang đó. Vương Lệ Mai chọn đặt cược, Vương Lệ Quyên không ngăn cản. Đặt cược thì cô phải một lòng đi theo, hơn nữa cô phải để cho hắn hiểu rằng cô có tác dụng, có thể dùng được cô, hơn nữa có thể yên tâm đặt cô lên vị trí quan trọng hơn. Vưu Huệ Hương đánh một đường bóng xoáy làm Vương Lệ Mai muốn đuổi theo cũng không kịp. Đứng ở cự ly gần nhìn phụ nữ đẹp đánh bóng đúng là làm Triệu Quốc Đống rất vui vẻ. Cặp vú không ngừng phập phồng, theo bước chạy khiến mông cũng không ngừng biến ảo. Vẫn là an đô tốt, các trò thể thao, giải trí đều hơn hẳn các nơi khác. Cả Ninh Lăng mà chỉ có 2-3 sân tennis, muốn đi đánh vài set cũng phải đặt từ trước. Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế nói. Trưởng ban Lệ Quyên chắc thường xuyên đến đây đánh tennis. Không thường xuyên, nhưng tôi cảm thấy hoàn cảnh ở đây rất tốt, xung quanh An Đô không tìm được nhiều nơi có bóng dâm như thế này. Vương Lệ Quyên lắc đầu nói. Bí thư Triệu không phải từ tỉnh phái xuống sao? Nhóm cán bộ đi cùng anh cũng đã về. Ừ, theo tôi biết hình như chỉ có mình anh ở cơ sở. Mọi người đều có số mạng của mình. Tôi nếu không làm chủ tịch huyện, bí thư mà vẫn làm phó chủ tịch huyện thì bây giờ chắc đã về sở làm chức trưởng ban, trưởng phòng nào đó, mỗi ngày có nhiều thời gian rảnh, tự do hưởng thụ cuộc sống. Đâu như bây giờ, về An Đô một chuyến cũng không dễ, còn phải xin phép thị ủy. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Bí thư Triệu nói hơi trái lòng mình rồi. Đi vào nhà nước ai chẳng hy vọng mình tiến lên bậc cao hơn. Chẳng lẽ nói một chức trưởng phòng của sở giao thông sẽ giúp anh phát huy năng lực tốt hơn bây giờ sao? Trưởng ban Lệ Quyên nói cũng đúng. Con người có lẽ quen đeo mặt nạ nói chuyện rồi. Triệu Quốc Đống ngẩn ra và cười nói. Nghe nói bí thư Mao ở huyện chị muốn làm trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố. Quyển 8, chương 91. Buổi đi chơi này làm Triệu Quốc Đống khá vui vẻ. Mặc dù ba người phụ nữ này hơn tuổi hắn nhưng đều đẹp, lúc chơi cũng dùng hết sức. Vương Lệ Mai cố gắng lấy lòng cũng không làm Triệu Quốc Đống phản cảm. Dù sao hắn cũng có thể hiểu cho đối phương, vua nào triều thần đó. Cô vốn được coi là người của Trương Thiệu Văn nên rất mong được hắn hiểu. Cô cũng cố gắng thể hiện để cho thấy mình không phải bình hoa. Nhất là ngày thứ tư của hội nghị thu hút đầu tư. Mấy tên khách tỉnh Tô không biết từ đâu mà biết tin Ninh Lăng tổ chức hội nghị thu hút đầu tư ở khách sạn quốc tế Quý Đô, mặc dù mấy vị khách này không phải thiết bị ngành điện hay vật liệu xây dựng nhưng Vương Lệ Mai cũng to gan thay mặt Triệu Quốc Đống mời bọn họ tới Ninh Lăng. Sau đó điều này cô đã được Triệu Quốc Đống khen. Dù là lãnh đạo nào cũng hy vọng cấp dưới của mình có năng lực làm việc, nhất là người mình có thể yên tâm sử dụng. Vương Lệ Mai đã dùng hành động chứng minh cô có năng lực. Mà Vưu Huệ Hương lúc trước khi làm cầu nối đã tỏ rõ thái độ của Vương Lệ Mai. Có một cấp dưới như vậy mặc dù Triệu Quốc Đống cần quan sát nhưng cũng có nhận thức nhất định, nếu không sẽ làm cho Vương Lệ Mai chạnh lòng. Lão Hàn, được, ít nhất điều này nói rõ cán bộ An Nguyên chúng ta có tư tưởng mới. Triệu Quốc Đống này nói chuyện trong hội nghị thu hút đầu tư cũng không tính gì cả. Dù sao anh muốn thu hút đầu tư thì phải nói tốt, nếu không ai tới. Ninh Pháp giơ hai tờ báo lên cười hì hì nói. Nhưng người này vẫn có chút to gan. Tôi nghe Ninh Lăng khoe bọn họ đã được công ty quốc điện xác định làm trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện, nhưng trên thực tế không có. Có hai lãnh đạo tỉnh khác gọi điện tới cho tôi kiện, chỉ sợ lãnh đạo thành phố mấy nơi như Liễu Châu, Kiềm Dương càng căm tức hơn. Ha ha, Chủ tịch Ninh, đây coi như sách lược mà.
Vấn đề này nếu xác định thì cũng là trong nội bộ, chưa công bố ra ngoài tức là chưa xác định, còn có ẩn số. Chúng ta không thể nói Ninh Lăng Bảo như vậy có hợp pháp hay không, cùng lắm chỉ nói bọn họ khoe khoang không phạm pháp mà. Nếu không các thành phố, thị xã khác cũng nhằm vào hạng mục này cứ tuyên bố bọn họ cũng được công ty quốc điện chọn là được mà. Người đàn ông còn lại Hàn Độ cười nói. Ha ha, tôi nghe nói khi Thái Chánh Dương còn làm ở sở giao thông thì Triệu Quốc Đống được phái xuống cơ sở rèn luyện. Nhóm cán bộ đợt đó đã về, chỉ mình cậu ta từ phó chủ tịch huyện lên chủ tịch huyện, sau đó từ chủ tịch huyện lên bí thư huyện ủy. Bây giờ đã là thường vụ thị ủy Ninh Lăng. Ồ, còn trẻ như vậy đúng là làm người ta có chút tò mò. Ninh Pháp cười nói. Thái Chánh Dương cũng nhắc về cậu ta với tôi, nói cậu ta có ánh mắt sắc bén, nhìn xa, có tư tưởng tiến bộ. Bộ trưởng Chánh Dương nghe nói sẽ thành Bộ trưởng Bộ Năng lượng sau hội nghị của Đại hội đại biểu nhân dân lần này. Bộ Năng lượng này và Bộ Năng lượng trước đây có gì khác nhau? Hàn Độ biết Thái Chánh Dương và Ninh Pháp có quan hệ mật thiết. Chính xác mà nói Thái Chánh Dương có thể bay lên như vậy là do Ninh Pháp toàn lực tiến cử. Thái Chánh Dương đến sở giao thông vốn không phải ý của Ninh Pháp. Ninh Pháp muốn Thái Chánh Dương thay vị trí của Hoàng Nguyên Thịnh, nhưng Tô Giác Hoa lại chặn ngang mà đưa Thái Chánh Dương đến làm giám đốc sở giao thông. Ninh Pháp mặc dù có chút không hài lòng nhưng vẫn giúp đỡ Thái Chánh Dương. Mãi đến khi Thái Chánh Dương lên làm phó bộ trưởng Bộ Thương mại thì trong đó cũng có một phần giúp đỡ của Ninh Pháp. Không ít đại biểu của Đại hội đại biểu nhân dân và các chuyên gia nổi tiếng trước đây yêu cầu xóa bỏ Bộ Năng lượng, bây giờ lại hô hào thành lập Bộ Năng lượng. Nhất là mấy năm qua kinh tế quốc gia phát triển rất nhanh, hơn nữa dầu mỏ vốn từ chỗ đủ cung cấp chuyển sang nhập khẩu với tỷ lệ càng lúc càng cao. Nước ta gặp áp lực tiêu thụ năng lượng càng lúc càng lớn. Bây giờ Trung Quốc sắp gia nhập WTO, một khi gia nhập sẽ khiến kinh tế nước ta hội nhập với toàn thế giới, mà các quy tắc của quốc tế cũng khiến chúng ta phải tuân theo. Cho nên 2-3 năm nay yêu cầu thành lập Bộ Năng lượng một lần nữa, yêu cầu quốc gia coi trọng chính sách năng lượng. Ai cũng cho rằng năng lượng chính là ngành sản xuất rất quan trọng của quốc gia. Nói như vậy một thời gian nữa Phó Bộ trưởng Thái sẽ chuyển sang thành Bộ trưởng Thái. Hàn Độ cười nói, thành lập lại và tăng thêm quyền lực cho Bộ Năng lượng đã được xác định. Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc cũng tiến hành nghiên cứu và xin ý kiến về vấn đề này trong thời gian dài. Lão Thái sau khi đến Bộ Thương mại đã được Phó Thủ tướng Hồng đánh giá cao trong phương diện năng lượng, cho nên mới để anh ta phụ trách văn phòng chính sách chiến lược nguồn năng lượng quốc gia, có lẽ cũng là có ý này. Về phần Lão Thái có đến Bộ Năng lượng hay không thì phải xem ý của Trung ương. Ninh Pháp lắc đầu nói. Ha ha, nếu Bộ trưởng Thái đến làm Bộ trưởng Bộ Năng lượng, y là cán bộ An Nguyên chúng ta đi lên, tốt xấu cũng phải giúp An Nguyên một chút chứ. An Nguyên có tài nguyên nước phong phú, vị trí địa lý thích hợp. Dù là xây dựng nhà máy thủy điện hay là xây dựng trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện cũng nên suy nghĩ cho An Nguyên chúng ta đầu tiên mới phải. Triệu Quốc Đống dù sao cũng từ sở giao thông đi ra, về tình về lý cũng phải ủng hộ một chút chứ. Ha ha, Lão Thái đứng ở vị trí đó phải lo lắng vấn đề toàn cục, chúng ta không thể hy vọng anh ta ưu đãi cho An Nguyên, chúng ta phải dựa vào chính mình. Ninh Pháp cười nói, chẳng qua đầu óc Triệu Quốc Đống này nếu nhạy bén như Thái Chánh Dương. Sao cậu ta không đi tìm Thái Chánh Dương? Tôi cảm thấy Triệu Quốc Đống này có phong cách giống ngài khi còn làm bí thư thị ủy bên tỉnh Chiết, có khí thế không sợ trời sợ đất. Theo tôi biết thì báo không đưa hết lời nói sắc bén của cậu ta. Mặc dù một số đồng chí trong ban tôi có ý kiến, cho rằng là bất bình thường, rời bỏ nguyên tắc chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa. Hàn Độ nhấp ngụm nước mà nói. Một số đồng chí nghĩ như vậy là bình thường, chúng ta phải kiên nhẫn làm công tác tư tưởng. Nhưng mà Lão Hàn, ban tuyên giáo phải tỏ rõ thái độ cho thấy nhiệm vụ phát triển áp đảo tất cả. Từ khi cải cách đến nay thì trái độc vẫn chôn giấu trong nhiều cán bộ, có thời cơ thích hợp sẽ lộ ra. Cho nên đồng chí Đặng Tiểu Bình đã nhấn mạnh phải cảnh giác nhưng còn phải đề phòng hơn nữa. Trung Quốc đi theo con đường xã hội chủ nghĩa là điều không bao giờ thay đổi, nhưng đối với một vài động tác theo kịp thời đại của cơ sở thì chúng ta cũng phải ủng hộ. Thái độ rõ ràng của Ninh Pháp làm Hàn Độ có chút ngạc nhiên. Theo y thấy sau đại hội đảng, Ninh Pháp vẫn khá nhẫn nhịn, nhất là khi tranh luận quan điểm thì khá cẩn thận. Nhưng lần này sao lại tỏ rõ như vậy, y lập tức có phản ứng. Ninh Pháp yêu cầu là ban tuyên giáo tỏ thái độ rõ ràng chứ không phải bản thân Ninh Pháp. Chủ tịch Ninh, tôi sẽ dựa theo ý ngài mà chỉ thị truyền thông chú trọng việc này, tranh thủ đưa ra một số thứ có sức thuyết phục hơn nữa. Hàn Độ gật đầu nói. Ừ, Lão Hàn, ban tuyên giáo là tiếng nói của đảng.
cũng chính là thể hiện rõ quan điểm của đảng. Các cán bộ thực ra có thể từ trong báo đảng tìm ra vài thứ có tác dụng, cho nên mặt trận này là rất quan trọng. Mà bây giờ quần chúng thích xem các loại báo đô thị cũng là mặt trận lớn, ban tuyên giáo cũng cần tăng cường lãnh đạo ở mảng này. Làm như thế nào đảm bảo tính phong phú về mặt giải trí của nó, vừa làm như thế nào để mượn mảng này tỏ rõ chính sách của đảng và chính quyền, công việc này tôi nghĩ ban tuyên giáo nên nghiên cứu một chút. Tôi thấy báo cuối tuần Nam Phương làm rất tốt, có thể tham khảo. Ninh Pháp suy nghĩ một chút rồi nói. Báo cuối tuần Nam Phương. Hàn Đậu ngẩn ra, những bài báo sắc bén của báo cuối tuần Nam Phương là vấn đề khiến các ban tuyên giáo đau đầu nhất. Ninh Pháp chẳng lẽ hy vọng các tờ khác đều chuyển hướng giống báo cuối tuần Nam Phương sao? Có lẽ nhìn ra sự nghi hoặc của Hàn Độ, Ninh Pháp cười nói. Ý tôi chỉ là tham khảo đặc sắc của nó, cũng không phải là bắt chước hoàn toàn. Mỗi tờ báo đều có đặc sắc, báo cuối tuần Nam Phương làm tốt điểm này. An Nguyên cũng cần có những bài báo sắc bén để đầu óc mọi người tỉnh táo ra. Quyển 8, chương 92. Ngay khi Ninh Pháp và Hàn Độ đang nói chuyện, Triệu Quốc Đống và Vương Lệ Mai cũng đang ngồi cạnh nhau nói chuyện. Hai người Vưu Huệ Hương và Vương Lệ Quyên đúng là kỳ phùng địch thủ, cả về kỹ thuật và thể lực của hai cô đều tương đương nhau, đánh rất đẹp. Lệ Mai, các tiết mục của đài truyền hình Tây Giang theo tôi thấy thì quá ít, nhất là thời sự. Nên bố trí nhiều điều mới mẻ, mấy tin về hội nghị hay lãnh đạo quận đi thị sát giảm đi. Tôi đề nghị các chị nên tiến hành điều tra, hỏi ý kiến xem các hộ dân ở Tây Giang muốn xem chương trình gì nhất. Bao nhiêu hộ xem đài truyền hình Tây Giang, tại sao chương trình kia được hoan nghênh? Mà đài truyền hình Tây Giang cũng phải thể hiện rõ sự phát triển của Tây Giang, quan điểm của đảng, chính phủ tới dân chúng. Vương Lệ Mai vội vàng ghi nhớ lời Triệu Quốc Đống nói. Lời của Triệu Quốc Đống nghe tuy không nghiêm khắc, nội dung không sắc bén nhưng gần như đều là nghi ngờ công việc của phòng thông tin và đài truyền hình. Chẳng qua Vương Lệ Mai lại thấy vui vì khi Triệu Quốc Đống nói mấy vấn đề này ra, đưa ra yêu cầu như vậy thì tức là hắn đã chấp nhận mình. Tây Giang không có báo chí, chỉ có đài truyền hình và đài truyền thanh, theo thời đại Internet phát triển thì sức ảnh hưởng của nó là vô hạn. Nhưng Tây Giang chúng ta bây giờ chủ yếu vẫn chỉ là đài truyền hình và truyền thanh. Truyền thanh bị giới hạn là do đối tượng nghe có hạn. Lệ Mai, các chị phải nghiên cứu xem người nghe, người xem thích xem gì, qua đó chú trọng vào tiết mục này, điểm này tôi không nói nhiều. Tôi muốn nói chính là trụ cột của đài truyền hình Tây Giang rất tốt. Tôi nhớ đài truyền hình Hoa Lâm còn đến đài truyền hình quận Ninh Lăng học tập. Nhưng bây giờ nhân viên của đài truyền hình Tây Giang có một phần chuyển sang Đông Giang khiến nó phát triển chậm lại. Chị làm trưởng đài chưa lâu, nhưng tôi thấy chị cũng nhận ra vấn đề của đài truyền hình Tây Giang, cũng có ý muốn điều chỉnh nhưng vẫn còn chưa đủ. Triệu Quốc Đống thấy Vương Lệ Mai đang cắn chặt răng, tay hơi nắm lại, hắn hiểu lời mình nói làm cô khẩn trương. Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Quận Tây Giang là khu trung tâm của thị xã Ninh Lăng, là nơi có nhiều tin tức nhất. Làm như thế nào để nắm bắt tâm lý người xem, lại muốn tuyên truyền được quan điểm của đảng, chính quyền và sự phát triển của Tây Giang thì với cơ chế cứng nhắc bây giờ là không được, phải có sáng tạo. Cho nên tôi đề nghị các chị phải có điều tra cẩn thận, từ nội dung tiết mục, thời gian đến phong cách phát sóng, tất cả phải ghi chép cẩn thận, sau đó căn cứ kết quả điều tra mà phân tích, cải tiến. Những điểm sáng của đài truyền hình tỉnh và đài truyền hình khu vực Duyên Hải thì chúng ta có thể học tập. Bí thư Triệu, ý kiến của ngài tôi xin ghi nhớ, chẳng qua yêu cầu của ngài hình như hơi. Vương Lệ Mai còn chưa nói hết đã bị Triệu Quốc Đống cắt ngang. Sao, trưởng phòng Lệ Mai sợ ư? Vậy thì không phải, ngài nói làm tôi cũng mong muốn được thử, nhưng muốn dựa theo yêu cầu của ngài mà cải tiến thì chỉ sợ nhân lực, vật lực của phòng thông tin, đài truyền hình không thể làm được. Chúng ta cũng muốn cố gắng nhưng quận ủy, ủy ban quận phải đầu tư lớn hơn nữa. Quận ủy, ủy ban sẽ thống nhất tính toán, chỉ phải suy nghĩ làm như thế nào để thúc đẩy tính năng động của cán bộ trong cơ quan. Tôi cảm thấy chỉ có thể nhằm vào quan niệm đúng giờ đi làm và không bao giờ bị đuổi việc. Cán bộ có thể lên, có thể xuống, phải mạnh dạn điều chỉnh cán bộ, giỏi lên, kém xuống, khích lệ cơ chế kiểm tra đánh giá. Điểm này có lẽ quận ủy, ủy ban sẽ chú trọng hơn nữa và toàn lực ủng hộ các chị. Tôi hiểu, lời bí thư Triệu nói tôi xin ghi nhớ. Vương Lệ Mai vội vàng gật đầu nói. Vưu Huệ Hương và Vương Lệ Quyên đã đánh xong thì thấy hai người Triệu Quốc Đống và Vương Lệ Mai đang nói chuyện, bọn họ không quấy rầy mà đi tắm. Nước ấm áp chảy trên cơ thể hai người. Phòng tắm dành cho khách quý được chia thành những gian phòng riêng vừa vặn cho một người tắm, cũng cung cấp phòng cho 3-4 người tắm.
Như vậy có thể cho phép mấy vị khách thân thiết tắm với nhau, cũng có thể cho phép khách không thích tắm trước mặt người khác. Bên ngoài phòng tắm là mấy phòng nghỉ, có thể tự do lựa chọn, điều hòa luôn được mở để đảm bảo khách tắm xong ra không lạnh. Trang thiết bị của khu nghỉ dưỡng này rất đầy đủ, đây cũng là nguyên nhân chính khiến nó làm ăn khấm khá. Người có thể tới đây chơi thường không lo về tiền, cũng không quan tâm đến việc có thẻ hội viên hay không, bỏ thêm vài trăm tệ đối với bọn họ thường không phải vấn đề. Làn nước chảy lên người, Vương Lệ Quyên cười hì hì nhìn Vưu Huệ Hương đang mân mê đầu vú liền trêu chọc. Huệ Hương, cô đừng ở đó mà tự sờ mó mình. Của cô cũng đủ to rồi, sao, muốn nó giống nhị tỷ cô ư? Phi, chỗ đó của cô mà nhỏ sao? Vưu Huệ Hương hơi nóng mặt. Không phải công của chồng cô sao? Có phải hôm nào cũng xoa bóp cho cô không? Vưu Huệ Hương phản công như vậy làm Vương Lệ Quyên nóng mặt. Vương Lệ Quyên oán hận nói. Huệ Hương, cô sao nói chuyện càng lúc càng thô lỗ? Lời này cũng có thể nói ra là sao? Đừng giả vờ nghiêm chỉnh, đều là người đã trải qua thì có gì không thể nói. Người khi ở ngoài thường luôn ra vẻ căng thẳng, rụt rè, đeo mặt nạ, nhưng ở hoàn cảnh này phải thả lỏng mình chứ. Vưu Huệ Hương cười hì hì nói. Chẳng lẽ chồng cô bây giờ không nỗ lực à? Ôi, chồng tôi bây giờ đặt ở con hết rồi. Con đi học, tôi bận công việc nên chỉ có thể để anh ấy canh nhà. Vương Lệ Quyên có chút buồn bực nói. Có đôi khi tôi thấy có lỗi với con, một tháng mà chỉ có thể về nhà vài ngày. Vưu Huệ Hương biết chồng Vương Lệ Quyên là một bác sĩ có tiếng ở bệnh viện Trường Tân, quan hệ hai người cũng được. Nhưng Vương Lệ Quyên càng lên chức thì công việc càng bận rộn nên chồng cô cũng bắt đầu kêu than, tình cảm dần lạnh nhạt. Mặc dù chưa tới mức ly thân, ly hôn nhưng cũng phai nhạt đi. Lệ Quyên, cô nên dành nhiều thời gian cho gia đình đi. Tôi thấy chồng cô cũng không dễ, đi làm về liền phải lo cho con, không có thời gian ở bên vợ vì vợ đi suốt. Vưu Huệ Hương thở dài một tiếng mà nói. Hừ, cô nghĩ hắn thật sự lương thiện như vậy sao? Vương Lệ Quyên xa sầm mặt nói. Huệ Hương, cô đừng tin biểu hiện bề ngoài của đàn ông. Chỉ có điều mình thấy tận mắt mới là chính xác nhất. Hắn đã sớm có quan hệ với một con bé y tá tại bệnh viện, còn nghĩ tôi không biết sao. Trường Tân chỉ có từng đó, ai còn có thể lừa được ai? Vưu Huệ Hương giật mình mà nói. Không phải chứ Lệ Quyên, cô có hiểu lầm không? Hoặc là có người đồn thổi? Huệ Hương, tôi là người dễ tin lời người khác sao? Vương Lệ Quyên có chút cô đơn. Hắn nói với tôi rằng bệnh viện phái hắn lên thành phố học 2 ngày, cũng đúng là có việc đó. Chẳng qua lại có người thấy hắn và con bé kia ở khu nghỉ dưỡng Lộc Sơn. Cô nói nên làm như thế nào bây giờ? Có lẽ là bệnh viện bố trí học tập và đến nghỉ ngơi thì sao? Ngay cả Vưu Huệ Hương cũng không tin vào lời giải thích của mình. Hừ, Huệ Hương, đó là tập huấn bác sĩ, quan hệ gì với y tá? Nhất định là con yêu tinh đó hẹn hò với hắn ở đấy. Vương Lệ Quyên đau đớn nói. Quyển 8, chương 9-13. Vưu Huệ Hương suy nghĩ một chút rồi nói. Lệ Quyên, con người không bao giờ được hoàn hảo và theo ý mình cả. Con người nên thấy đủ và nên nhìn vào mặt tốt đẹp là được. Ít nhất bây giờ cô coi như đã tiến thêm nửa bậc mà. Và nửa bậc này mà tôi phải thất bại trong hôn nhân sao? Vương Lệ Quyên khổ sở nói. Vậy còn có thể như thế nào nữa chứ? Đám đàn ông muốn quan hệ bên ngoài thì kiểu gì chẳng có đủ lý do. Vưu Huệ Hương có chút bị kích thích mà nói. Nếu cô cảm thấy cuộc sống không được thì chia tay đi. Nếu cô sợ chuyện này ảnh hưởng đến sự phát triển của mình thì cô phải nhìn thoáng một chút, tiếp tục đi theo con đường mình đã chọn. Chờ khi con cái lớn lên thì là ổn rồi. Mắt Vương Lệ Quyên trở nên mê man, cô dùng tay khẽ vuốt ve da thịt mình. Cơ thể cô không đẫy đà bằng Vương Lệ Mai nhưng cũng cao gầy và có sự quyến rũ của nó. Cặp vú không tính là lớn nhưng không hề rủ xuống giống người phụ nữ đã sinh con. Nó cao vút, đầu vú nhọn lên và có màu đỏ hồng. Chỉ có thể suy nghĩ như vậy thôi, mọi việc đều tốt không phải ai cũng có thể chạm vào. Vương Lệ Quyên thở dài một tiếng mà nói. Nên thấy đủ, nghĩ xem ở huyện có bao người hâm mộ cô. 30 tuổi đã làm phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, 32 tuổi làm trưởng ban tuyên giáo, 34 tuổi làm trưởng ban tổ chức cán bộ, 2 năm lên một chức cô còn muốn như thế nào nữa? Nếu chuyện này không phải do cô gặp, cô không phải rất hâm mộ người khác gặp nó sao? Vưu Huệ Hương cười nói. Vậy còn cô, 29 tuổi làm chủ tịch xã, 30 tuổi làm phó trưởng ban tổ chức cán bộ, 33 tuổi làm trưởng ban tuyên giáo,
không phải cũng làm người ta ghen ghét sao? Vương Lệ Quyên lúc này đã đỡ hơn một chút. Được rồi, hai chúng ta đừng có tự khen nhau nữa. Nhìn xem Triệu Quốc Đống kia mới 27 tuổi đã là thường vụ thị ủy đó. Đó là kẻ khác thường, không thể so sánh. Vưu Huệ Hương cười hì hì nói. Khi tôi làm chủ tịch xã thì hắn còn làm phó trưởng đồn công an Giang Miếu, chẳng qua khi đó không có tiếp xúc gì. Không lâu sau tôi lên ban tổ chức cán bộ thì hắn cũng lên làm phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát, một năm có thể nhảy lên như vậy đúng là làm người ta phải phục. Mặc dù gặp may mắn nhưng không thể không thừa nhận hắn làm rất tốt ở khu khai phát Giang Khẩu. Nếu không phải đổi bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện, sợ là hắn không phải rời khỏi Giang Khẩu, cũng không có nhiều biến hóa như vậy. Cô nói hắn bị chèn ép mà phải rời khỏi Giang Khẩu. Vương Lệ Quyên có chút tò mò nói. Coi như là vậy, hắn đang từ phó bí thư kiêm phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát thì bị đẩy tới làm phó bí thư đảng ủy xã Lĩnh Đông. Xã Lĩnh Đông là huyện nghèo nhất Giang Khẩu, cô có thể tưởng tượng ra đó. Vưu Huệ Hương như nhìn về phía xa xa mà nói. Lúc ấy tôi đưa hắn tới xã Lĩnh Đông, hắn còn rất vui vẻ, tôi không cảm nhận ra tâm trạng của hắn. Lúc ấy vị trưởng ban chỗ tôi sai một trưởng phòng đi đưa hắn, tôi kiên trì đòi đưa hắn, lúc ấy coi như hai bên bắt đầu có quan hệ. Ồ, vậy là có quan hệ từ lúc ấy. Huệ Hương, năm đó là năm nào? 94, hắn lúc ấy bao tuổi, chẳng lẽ cô động tình, muốn gặm cỏ non? Tính sâu xa. Vương Lệ Quyên nói như vậy làm Vưu Huệ Hương đỏ mặt. Cô nói càn gì thế? Tôi và hắn chỉ có quan hệ công việc, không có quan hệ nào khác. Nhìn xem nào, rất tức giận. Huệ Hương, cô không thấy của mình đang cứng lên ư? Đây là khi người phụ nữ bị kích thích mới vậy, cô có thật giật mình phải không? Vương Lệ Quyên đưa tay chạm vào ngực Vưu Huệ Hương rồi nói. Cô dám nói mình không có ý đó không? Cút! Vưu Huệ Hương vội vàng cúi đầu thì thấy hai điểm đỏ trước ngực đúng là hơi cứng lên nhưng không phải vì nguyên nhân kia, ít nhất là lúc ở Giang Khẩu. Cô đừng ngậm máu phun người, tôi thấy cô mới động tình. Hi hi, đừng xấu hổ, chúng ta là chị em thân thiết, nói tình cảm của hai người ra xem chút đi. Vương Lệ Quyên thấy Vưu Huệ Hương tức điên lên thì cười đến run người, ngực cũng phập phồng theo đó. Được rồi, sau đó hắn hỏi nhị tỷ tôi mới biết thủ trưởng của nhị tỷ tôi là Hùng Chính Lâm có quan hệ mật thiết với hắn. Hắn từng ăn cơm với nhị tỷ tôi, có quan hệ này nên hai bên cũng dần quen thuộc hơn. Vưu Huệ Hương trừng mắt nhìn đối phương. Hùng Chính Lâm. Cô nói là nguyên phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật An Đô, sau đó lại quay lên ủy ban kỷ luật tỉnh ủy làm phó chủ nhiệm. Vương Lệ Quyên run lên và cũng nhìn chằm chằm vào cơ thể Vưu Huệ Hương. Ừ, tháng 9 năm ngoái đã được điều lên ủy ban kỷ luật Trung ương, hình như làm trưởng ban nào đó. Vưu Huệ Hương cũng không rõ Hùng Chính Lâm đi làm gì, cô chỉ biết chị mình vẫn còn liên lạc với Hùng Chính Lâm. Chẳng qua Vưu Liên Hương không nói nhiều nên cô không rõ. Ban nào đó của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Vương Lệ Quyên đã từng làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật huyện ủy nên hiểu sức ảnh hưởng của một ban trong Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Ủy ban Kỷ luật có 8 ban, bất cứ ban nào đều có vẻ cầm thượng phương bảo kiếm mà tới, có thể nói ngoài bí thư của thành phố trực thuộc Trung ương ra thì chắc không có lãnh đạo nào dám không cung kính với người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Như người trong hệ thống Ủy ban Kỷ luật có nói, hắn không để anh lên chức, vậy có thể kéo dài, thậm chí ngăn cản anh được lên. Nhất là lúc quan trọng thoáng kéo dài một chút với lý do đảm bảo công bằng là anh mất cơ hội ngay. Huệ Hương, bảo sao hắn lợi hại như vậy, thì ra có chỗ dựa này. Vương Lệ Quyên nhếch miệng cười nói. Không có, tôi nghe chị tôi nói hắn đến Ninh Lăng rèn luyện là ý của hắn, không liên quan gì tới Hùng Chính Lâm. Hơn nữa chị tôi nói hắn làm rất xuất sắc ở Hoa Lâm. Huyện Hoa Lâm vốn là huyện nghèo cấp quốc gia nhưng bây giờ sau 3 năm hắn công tác ở đó. Hoa Lâm đã có thể xông vào top 3 quận, huyện đứng đầu Ninh Lăng, thành tích này rất xuất sắc. Ừ, khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân mà tất cả các công ty du lịch đều có tour là do một tay hắn làm ra, suối nước nóng ở đó rất tốt. Ừ, có chỗ dựa, có quan hệ, có năng lực, đầu óc nhạy bén, muốn không lên cũng khó, bảo sao mới 27 đã là cấp phó giám đốc sở. Vương Lệ Quyên thở dài một tiếng, nghĩ cũng đúng, nếu không dựa vào gì mà lên như vậy. Nếu không có tài năng thật thì dù có chỗ dựa thì một người cũng không đỡ nổi trời, cùng lắm điều anh lên vị trí cao mà nhàn nhã chứ sao có thể thành bí thư quận ủy, huyện ủy. Hai cô đang nói chuyện thì Vương Lệ Mai đã chui vào. Có lẽ bởi vì ở ngoài lâu nên mồ hôi đã thấm hết vào quần áo.
Cô vội vàng cởi ra rồi bật nước nóng. Vương Lệ Quyên và Vưu Huệ Hương thấy tâm trạng Vương Lệ Mai có vẻ khá tốt, xem ra lần này đã có hiệu quả cao. Hai cô thấy thế đều vui vẻ. Lệ Mai, em và Bí Thư Triệu nói chuyện thế nào? Vương Lệ Quyên không nhịn được nói. Tâm trạng của hắn hôm nay khá tốt, có lẽ đều dựa vào sức hấp dẫn của chị Huệ Hương. Em lần đầu thấy tâm trạng hắn tốt như vậy, lúc em báo cáo công việc định triển khai với hắn, hắn nghe rất chăm chú, không có vẻ không nhịn được hoặc có điện thoại quấy rầy như trước. Ừ, đúng là hiệu quả hơn khi báo cáo ở văn phòng. Đúng là phải cảm ơn Huệ Hương đã giúp em. Vương Lệ Mai cười hì hì mà nói. Con bé chết tiệt này dám trêu chị sao? Em mà nói như vậy thì chỉ có lần này, không có lần sau. Vưu Huệ Hương trừng mắt nhìn Vương Lệ Mai mà nói. Chị thấy chị em mới hấp dẫn hơn. Không thấy lúc hai chúng ta chơi thì chị em và hắn nói chuyện rất thân đó sao? Huệ Hương, cô ghen à? Vương Lệ Quyên cười hì hì đầy xấu xa mà nói. Tôi nghe thấy rõ ràng có mùi chua. Lệ Quyên, cô miệng chó không mọc được ngà voi, xem tôi xử lý cô. Vưu Huệ Hương đỏ mặt vì lời nói của Vương Lệ Quyên và ánh mắt nghi ngờ của Vương Lệ Mai nhìn tới, cô không nhịn được xoay người định bịt miệng Vương Lệ Quyên. Hai người phụ nữ trần truồng đuổi nhau trong phòng tắm. Vương Lệ Mai lúc này cũng cười hì hì nhìn hai người nhưng không can thiệp. Quyển 8, chương 9-14. Buổi trưa mọi người đến Hỷ Lai đang ăn đồ Tây, hai chiếc xe chạy thẳng đến đường Chiêu Dương, Triệu Quốc Đống đã sớm đặt bàn ở đây. Hắn tỏ vẻ rất quen thuộc với khách sạn 5 sao làm ba người phụ nữ đều có chút ngạc nhiên. Quốc Đống, cậu hình như rất quen với nơi này. Hàn Đông cẩn thận cắt miếng thịt bò mà nói. Ừ, cửa hàng đồ ăn Tây ở Ando chỉ có vài điểm. Nơi này có hoàn cảnh yên tĩnh, các nơi khác thì ồn ào, nếu muốn cùng bạn bè ăn đồ Tây thì tôi đề nghị đến đây ăn. Chẳng qua Hỷ Lai đang ở nơi khác thì tôi không dám cam đoan. Triệu Quốc Đống nhún vai nói. Chị thấy thịt bò ở đây thế nào? Cũng được, nói thật tôi không thích ăn đồ Tây mấy. Hàn Đông bĩu môi nói. Vậy là tôi sai rồi, chị thích ăn gì, lần sau tôi mời. Triệu Quốc Đống cười nói. Bí thư Triệu có thời gian rảnh đến Trường Tây, cua Trường Tân rất thơm ngon, chẳng qua bây giờ không đúng mùa của nó. Nếu bí thư Triệu thích nếm thử thì vẫn có thể. Cua Trường Tân nổi tiếng cả tỉnh. Vương Lệ Quyên nói. Ha ha, cảm ơn chị, chẳng qua cuối năm tôi sợ không có thời gian. Như vậy đi, tháng 9 năm sau tôi sẽ đến Trường Tân, tôi sẽ gọi thêm trưởng ban Lệ Mai rồi cùng nếm thử cua ở đây. Triệu Quốc Đống nhìn Vương Lệ Mai rồi thản nhiên nói. Cứ quyết định như vậy đi, đến lúc ấy bí thư Triệu kéo cả Vưu Nhị tỷ tới. Huệ Hương, đừng có mà nói bận đó. Vương Lệ Quyên cười nói. Ăn xong tiễn ba người phụ nữ đi, Triệu Quốc Đống mới thở phào nhẹ nhõm. Ba người phụ nữ này cũng biết ý, biết Triệu Quốc Đống không dễ quay về An Đô nên có việc cần làm. Vì thế các cô đều biết ý rời đi. Triệu Quốc Đống nhận được điện thì đang nằm ngủ. Hắn có chút khó chịu nhưng thấy số điện thoại liền tỉnh ngủ ngay. Là Hàn Đông gọi. Lúc này Hàn Đông gọi thì hơi hiếm, chẳng lẽ cô biết mình đã về An Đô? Hơn năm nay Triệu Quốc Đống vẫn cố gắng né tránh Hàn Đông, nhất là khi biết Hàn Đông đã từ chối mấy người được giới thiệu. Điều này càng làm hắn thấy áp lực. Hắn không phải không biết Hàn Đông có một tia tình cảm đối với mình. Hàn Đông là người phụ nữ như thế nào thì Triệu Quốc Đống biết rõ. Một khi làm người yêu thì chỉ sợ sau này hắn sẽ bị quản rất chặt, mà đây không phải cuộc sống hắn thích. Hắn muốn cảm giác tự do. Không bị kiềm chế, mặc dù điều này chỉ có trong tưởng tượng nhưng Triệu Quốc Đống tuyệt đối không chấp nhận bị quản quá chặt. Mà nếu hắn không thể giữ được mình không quan hệ linh tinh, như vậy sẽ làm tổn thương Hàn Đông, như vậy ngay cả bạn cũng không làm được. Triệu Quốc Đống thà chấp nhận giả vờ hồ đồ hoặc trốn tránh. Trên thực tế cũng không thể nói là giả vờ hồ đồ, Hàn Đông thông minh như vậy chẳng lẽ không hiểu ra nỗi khổ của hắn. Điện thoại di động vẫn vang lên, Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng rồi nghe. Anh đang ở đâu? Giọng Hàn Đông vẫn ngọt ngào và rõ ràng như trước. Tiểu Đông, sao đột nhiên lại gọi cho anh vậy? Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu, chẳng lẽ nói mình bị đối phương trùng hợp thấy ở Hồ Vân Loa? Đừng nói nhiều, em hỏi anh ở đâu? Hàn Đông có chút tức giận mà nói. À, ở An Đô. Triệu Quốc Đống cuối cùng đành ngoan ngoãn nói. Hừ, coi như thành thật, đến chỗ em chờ. Hàn Đông ở Tây Lĩnh Thúy Uyển. Đây là khu nhà cao tầng dành cho người có tiền do tập đoàn Sâm Độ bán ra. Các căn phòng có diện tích từ 40 đến 80 mét,
giá cả khá đắt nhưng bởi vì xác định đối tượng khách hàng chính xác nên cũng được nhiều người mua. Với thu nhập của Hàn Đông thì nhất định không mua nổi. Nhưng bố mẹ Hàn Đông bên Lam Sơn làm ăn tốt, coi như người có tiền, đủ để mua một căn nhà cho Hàn Đông. Triệu Quốc Đống đến nơi ấn chuông, cửa mở ra, Hàn Đông rất tức giận trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống, hai tay chống eo, cô mặc một bộ đồ thể thao như vừa từ đâu đó về. Tiểu Đông, vừa đi thể thao về ư. Triệu Quốc Đống không thèm để ý đến ánh mắt của đối phương mà tự mình thay giày, đi dép vào nhà. Trên bàn có cốc cà phê đã pha sẵn, hắn cười nói. Tiểu Đông, uống cà phê một mình à, hiếm có. Triệu Quốc Đống, anh đừng có mà đánh trống lảng, anh bao lâu rồi không tới chỗ em. Anh tự nói xem, anh thật sự bận thế sao? Làm bí thư bận đến độ không biết mình họ gì sao? Ngay cả nhà bạn cũng không thể tới. Hàn Đông thấy Triệu Quốc Đống không sợ nên đành tức giận ngồi xuống trước mặt hắn. Tiểu Đông, khách tới thì về lý phải mời anh ly cà phê chứ. Cho dù biểu hiện của anh không tốt, em phê bình thì cũng phải có đủ lễ phép chứ. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Hàn Đông cắn răng, người này luôn ra vẻ tùy tiện trước mặt cô, giống như cô trời sinh đã nợ hắn vậy. Triệu Quốc Đống nhấm nháp cốc cà phê rồi nói. Ừ, Tiểu Đông pha rất ngon. Hàn Đông cuối cùng đã nổi giận. Cô trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống, anh coi chỗ của tôi là nơi nào? Sao, sao Tiểu Đông lại nổi giận thế? Em phải giữ hình ảnh gái ngoan. Em tốt xấu cũng làm ở ban tuyên giáo An Đô cơ mà, ít nhất phải bình tĩnh, hít sâu một hơi, khắc chế. Ừ, có gì bất mãn và buồn bực có thể nói với anh biết em muốn thổ lộ sự cô đơn và tức giận trong lòng, ừ, chút giận sang anh. Triệu Quốc Đống ra vẻ nghiến răng nghiến lợi chấp nhận hy sinh vì nghĩa. Hàn Đông thấy thế liền cười hì hì một tiếng nhưng cô liền thu lại vẻ tươi cười nhưng sớm bị Triệu Quốc Đống nắm được. Được rồi, cười là tốt rồi, hoàn thành nhiệm vụ, anh có thể uống cà phê. Đối với sự vô lại của Triệu Quốc Đống, Hàn Đông đúng là không có biện pháp. Từ khi quen hắn, cô luôn ở thế bị thua, chưa bao giờ thắng hắn. Nếu có chỉ là hắn nhường cô mà thôi, hắn luôn có thể dễ làm cô vui. Có thể làm cô buồn. Ngay cả Hàn Đông cũng không biết bình thường mình vẫn tự xưng là tỉnh táo sao lại mất lý trí khi đối mặt với hắn. Nhìn Triệu Quốc Đống, Hàn Đông thầm hít sâu một hơi, tại sao người đàn ông đi vào trái tim cô lại cứ muốn giữ một chân ở ngoài, không muốn tiến vào hết? Chẳng lẽ cô thiếu sức hấp dẫn để đối phương không thể dồn hết tình cảm vào mình sao? Triệu Quốc Đống, anh cút ngay ra cho tôi. Hàn Đông đột nhiên phát tác như vậy làm Triệu Quốc Đống rất ngạc nhiên. Sao thế Tiểu Đông, có phải có việc gì không? Cút, anh cút ngay, tôi không bao giờ muốn gặp anh nữa. Hàn Đông gần như là khóc mà nói, điều này làm Triệu Quốc Đống loáng thoáng nhận ra gì đó. Nhưng hắn lại không có gì để nói mà đành thở dài một tiếng rồi đi ra ngoài. Triệu Quốc Đống xuống thang máy, Triệu Quốc Đống nhìn lên trên. Hắn dám khẳng định Hàn Đông đang trốn sau cửa sổ nhưng sao lại phải làm như vậy? Hắn lắc đầu nhấn ga vào lao ra ngoài. Điện thoại di động vang lên, Triệu Quốc Đống không cần đoán cũng biết là ai. Tiểu Đông, xin lỗi, tâm trạng em không tốt. Không có gì, ai cũng có lúc như vậy mà. Em vốn định nói với anh rằng sáng nay Nhị Thúc có nói chuyện với Chủ tịch Ninh việc anh đến Thượng Hải thu hút đầu tư. Chủ tịch Ninh và Nhị Thúc em rất tán thành quan điểm của anh, hy vọng anh dùng hành động thực tế mà chứng minh. Nhị Thúc em còn nói hy vọng anh có thể xử lý tốt việc truyền thông và thúc đẩy phát triển. Cảm ơn, anh hiểu. Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng. Mặc dù không có Hàn Độ thì từ góc độ nào mà nói Hàn Đông cũng là người vợ thích hợp nhất với hắn. Nhưng đúng là vì điểm này nên hắn không muốn làm tổn thương cô. Được rồi, Tết chúng ta liên lạc lại. Hàn Đông lập tức tắt máy. Quyển 8, chương 95. Tâm trạng Triệu Quốc Đống không quá tốt. Hàn Đông bị như vậy có nguyên nhân chính là do hắn, nhưng hắn lại bất lực. Hắn biết Hàn Đông muốn gì nhưng chuyện không thể cam đoan thì Triệu Quốc Đống không thể hứa nên đành im lặng. Chiếc Desert Prince chạy chậm trên đường. Hắn đến phố Dương Quang, đây là nơi mà hắn cùng Hàn Đông và Hàn Độ đã gặp nhau. Trên đường có một người phụ nữ xinh đẹp, cao gầy đập vào mắt Triệu Quốc Đống. Cô gái mặc áo lông màu trắng sữa nên càng thêm thon gầy, chiếc quần jean bó chặt bờ mông, đôi giày du lịch màu đen, hai tay nhét vào túi áo, lưng đeo một chiếc ba lô thể thao Nike. Cô cao trên 1m75. Đám đàn ông đi ngang qua cô đều không nhịn được nhìn lại, người đờ sau thì đi nhanh hơn mong vượt qua cô mà quay đầu lại nhìn. Triệu Quốc Đống nhấn ga chạy lên lướt qua cô gái.
Triệu Quốc Đống nhìn qua gương thì có thể nhận ra đó là Lam Đại. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nhấn phanh, xe dừng két lại, cô gái có lẽ cũng nhận ra nên vội vàng đi lên hai bước mà thò đầu nhìn. Triệu Quốc Đống vốn định nhanh chóng rời đi nhưng thấy hơi quá nên đành ngừng hẳn mà mở cửa kính xuống. Lam Đại, em đi đâu thế? Có cần anh đưa đi không? Quốc Đống ca. Lam Đại tỏ rõ vẻ vui mừng, đây là xuất phát từ nội tâm. Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận ánh mắt ghen ghét và đố kỵ của đám người xung quanh. Sao lại có mình em thế này? Triệu Quốc Đống cười nói. Dù là như thế nào thì gặp cô gái xinh đẹp sẽ luôn làm người ta vui vẻ. Nhất là được bao ánh mắt hâm mộ của đám đàn ông kia thì đúng là làm hắn có chút tự hào. Em rảnh rỗi nên đi dạo phố thôi. Anh đi đâu thế? Lam Đại bây giờ đã được phân vào văn phòng ngoại vụ của Ủy ban Nhân dân thành phố, một đơn vị có điều kiện tốt. Anh định về nhà. Triệu Quốc Đống cười nói. Sao em lại có một mình, sao không kêu bạn học đi cùng? Em thích đi dạo một mình hơn, dù sao không có việc nên cứ ra phố đi mà thôi. Lam Đại cười hì hì nói. Cũng đúng, em đi ở đây khiến tỷ lệ quay đầu lại đã là 100%, nếu thêm cả Kiều San cùng Đồng Úc thì nhất định thành 200%. Triệu Quốc Đống cũng cười nói. Cổ Tiểu Âu cùng mấy người bạn đi Hải Nam du lịch. Cổ Tiểu Âu sau khi tốt nghiệp vẫn chưa đi làm, cô chỉ xin làm người mẫu tự do, tâm trạng tốt thì đi diễn vài buổi kiếm ít tiền tiêu vặt, tâm trạng không tốt thì đi du lịch. Dù sao nhà cô cũng có tiền, tháng 10 cô đến Tây Tạng, không có tiền liền gọi về. Triệu Quốc Đống còn gửi cho cô 20.000. Mà Kiều San lại muốn ở lại Ando, Triệu Quốc Đống cũng nhờ Trịnh Kiện giúp cô vào ngân hàng xây dựng Ando. Về phần Đồng Úc, Triệu Quốc Đống thông qua Phó Thiên đã lên làm Phó Giám đốc Sở Giao thông điều cô tới làm ở công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển đường cao tốc. Lam Đại cười hì hì khi nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy. Được rồi, em muốn đi dạo phố nữa không? Triệu Quốc Đống xua tay nói. Ừ, em không có việc, nếu anh cảm thấy lái xe một mình buồn và không có ai nói chuyện cùng thì em có thể giúp đỡ. Lam Đại hơi nóng mặt một chút. À, vậy cũng được, lên xe. Triệu Quốc Đống ngẩn ra rồi cười nói. Xem ra anh đúng là làm cho đám đàn ông xung quanh tuyệt vọng. Lam Đại hưng phấn mở cửa và lên xe. Xe Desert Green nhanh chóng ra khỏi nội thành và phóng về phía nam. Quốc lộ An Nam mấy năm trước đã sửa tốt, xem ra ít nhất còn được vài năm đường đẹp. Triệu Quốc Đống chỉ mất 30 phút là đến huyện thành Giang Khẩu, hắn chạy dọc theo đường Hoàn Thành mà tiếp tục đi về nam. Đây là huyện thành Giang Khẩu. Lam Đại chưa tới đây nên thấy rất mới lạ. Cô mặc dù đến tỉnh An Nguyên học 4 năm nhưng vẫn giữ được giọng phổ thông làm Triệu Quốc Đống rất thích nghe. Ừ, đây là nơi anh học 3 năm cấp 3, chỗ có cột cờ cao vút kia kìa, đó là trường cấp 3 Giang Khẩu, bây giờ đang nghỉ hè. Triệu Quốc Đống nhìn và thầm nghĩ thoáng cái đã là 10 năm, cảnh còn người mất. Lam Đại có lẽ nhận ra tâm trạng Triệu Quốc Đống hơi đổi khác nên cũng giảm đi sự hưng phấn. 10 năm trôi qua nhanh thật. Triệu Quốc Đống cười cười tự giễu mà nói. Thoáng cái anh đã gần 30. Đừng nói như mình già quá rồi, anh không phải mới 27 sao. Lam Đại cười cười đầy quyến rũ mà nói. Xe đi ngang qua đồn công an Giang Miếu, Triệu Quốc Đống nhìn vào trong. Mấy năm nhưng nó không có biến hóa gì, hắn thậm chí còn thấy mấy tên đội viên dự bị đang phơi nắng trong sân. Chẳng qua hắn không dừng lại mà chạy lướt qua, quá khứ để nó thành quá khứ đi. Quá trầm mê vào quá khứ sẽ khiến người ta đau lòng. Xe tiến vào con đường của nhà máy dệt, Triệu Quốc Đống lập tức cảm nhận được không khí trầm lắng nơi đây. Từ đường xuống cấp đến hai ngọn tháp mà hồi bé thấy nó nguy nga, bây giờ Triệu Quốc Đống lại thấy nó thấp đi rất nhiều, giống như ông lão lưng còng vậy. Quốc Đống ca, hai bác ở đây sao? Lam Đại có chút kinh ngạc nói. Triệu Quốc Đống nhìn cô rồi thản nhiên nói. Ừ, Lam Đại hơi đổi sắc một chút. Theo cô hiểu thì Triệu Quốc Đống hoàn toàn có thể đưa bố mẹ hắn đến An Đô sống, vậy mà vẫn để bố mẹ ở đây, đó là điều làm người ta rất khó hiểu. Bố mẹ anh có suy nghĩ của riêng mình, không phải nơi con cái thấy tốt là bọn họ sẽ vui. Tôn trọng ý của bố mẹ cũng là chữ hiếu. Có lẽ nhận ra Lam Đại đang suy nghĩ gì nên Triệu Quốc Đống cười thầm trong lòng, không ngờ cô gái này lại mẫn cảm đến như vậy. Lam Đại liền nở nụ cười ngọt ngào, cô có chút xấu hổ mà nói. Xin lỗi Quốc Đống ca, em còn tưởng. Ha ha, cho rằng anh không có chữ hiếu phải không? Triệu Quốc Đống cười phá lên nói. Lam Đại, không nhìn ra em lại coi trọng điểm này như vậy. Lam Đại nhìn và thấy Triệu Quốc Đống đang cười rất vui,
cô lẩm bẩm một tiếng. Cái này có gì đáng cười chứ? Triệu Quốc Đống đúng là không nhịn được cười, hắn vốn có ý kiến với cô thì bây giờ đã thay đổi một chút. Nhà máy dệt còn kém hơn một năm trước nhiều, nó gần như đã đứng bên bờ phá sản. Chính quyền thành phố Ando cũng bắt đầu có biện pháp. Các công nhân chỉ cần đến tuổi sẽ được cấp bảo hiểm. Chẳng qua công nhân trẻ lại rất khó khăn, chính quyền thành phố phải bố trí bọn họ đến công ty khác để làm. Vấn đề là đối với những công nhân này nếu bắt đầu làm công ty mới thì phải trở lại từ đầu. Hơn nữa các công ty kia vì áp lực của chính quyền mà phải nhận các anh, không thể cung cấp phương tiện sinh hoạt cho anh. Rất nhiều công nhân đến công ty khác làm một thời gian liền quay về nhà máy. Trong đó có một phần lớn là nữ công nhân tuổi từ 20 đến 30, hầu hết mới đi làm vài năm, nhiều người vừa kết hôn và có con. Vì thế bọn họ gặp áp lực cuộc sống càng lớn hơn nữa. Xe Desert Print thoang thả tiến vào khu tập thể của nhà máy dệt, nhiều người nhìn tới với ánh mắt hâm mộ. Triệu Quốc Đống thậm chí nghe ra tiếng thở dài của những công nhân già ở đây, nhưng điều này càng làm hắn thấy nặng nề. Đây là một nơi sắp đi vào cõi chết, không có công ty làm động lực khiến nơi này mất đi trụ cột sống. Mấy ngàn người không có đường ra, bắt đầu ly tán. Chính quyền mặc dù cố gắng giải quyết nhưng ở trình độ nào đó sẽ không làm gì được nhiều. Cải cách phải trả một cái giá quá đắt khiến thế hệ này phải thừa nhận. Mà làm như thế nào nhanh chóng xây dựng cơ chế bảo trợ xã hội, để phòng bọn họ phải trả giá quá lớn là vấn đề mà quốc gia cần giải quyết. Có lẽ mình có thể làm gì đó cho bọn họ, mình nên sớm làm gì đó cho bọn họ. Quyển 8, chương 9-16. Triệu Quốc Đống dừng xe trước cửa thì phát hiện một chiếc xe máy Suzuki màu đen đang đỗ đó. Thời buổi này xe Suzuki loại đời mới này vẫn khá bắt mắt ở huyện. Triệu Quốc Đống nhớ hắn từng mượn bạn xe máy này mà chở bạn gái đi chơi, điều này làm vô số nam nữ thanh niên nhìn vào khiến hắn rất đắc ý. Lam Đại rất mẫn cảm nhận ra tâm trạng Triệu Quốc Đống bắt đầu thay đổi, tất nhiên nó có quan hệ đến khu tập thể này. Bây giờ các công ty nhà nước thường có tình hình như thế này, Lam Đại mặc dù ở lại Ando nhưng cũng hiểu được bên Đông Bắc của mình cũng là như thế này. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, hắn biết mặc dù mình đã có quyết định nhưng chuyện không phải một hai ngày có thể thay đổi. Dù là Dương Thiên Bồi hay Triệu Trường Xuyên ủng hộ ý kiến này của hắn thì chỉ sợ muốn khởi động công trình cũng là không dễ. Đây là nhà máy dệt nên chủ yếu có nhiều công nhân nữ, các cô không được tập huấn về kỹ thuật mấy. Mà bây giờ ngành dệt may làm ăn không tốt, nó quyết định các cô không thể về với công việc cũ. Theo hắn nhớ công ty may thân Tân Thượng Hải sụp đổ cũng bắt đầu kéo theo đợt điều chỉnh lớn trong ngành này của Trung Quốc, đây là trào lưu không thể thay đổi. Anh muốn thay đổi vận mệnh nữ công nhân thì phải tìm đường ra khác cho bọn họ. Mà tất cả cần một quy hoạch khổng lồ để làm, không đơn giản là bỏ ra vài chục triệu hay trăm triệu mà cần có chiến lược lâu dài. Tiếng giày cộp cộp vang lên, Triệu Quốc Đống bảo Lam Đại lên lầu. Lúc này một bóng người xuất hiện và nói với người phụ nữ sau lưng. Nhanh lên một chút, anh còn phải đến công trường nữa. Triệu Quốc Đống ngẩn ra và nhìn đối phương, tên kia cũng thấy Triệu Quốc Đống nên vội vàng kêu lên. Đại ca, anh về bao giờ vậy? Đại Cường. Triệu Quốc Đống cười cười mà nói. Sao, định đi đâu à? Ha ha, đại ca đã về thì em có thể đi đâu? Không đi, hai bác, đại ca về. Cậu thanh niên hưng phấn lắc lắc vai Triệu Quốc Đống. Ha ha, bố mẹ anh đều ở nhà à? Đang ở nhà ạ, em đến thăm hai bác, vừa ra ngoài thì gặp anh. Hứa Cường cười hì hì nói. Em vốn định xuống công trường xem một chút, bây giờ anh về, em không đi nữa. Hứa Vĩ đã giao bãi cát cho Hứa Cường quản lý. Hứa Cường xem ra làm ăn cũng được, không lâu đã mua được xe máy. Vào trong rồi nói. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Hứa Cường lúc này mới nhớ ra cô gái sau lưng mình. Đại ca, quên giới thiệu với anh. Đây là bạn gái của em Hướng Học Cần. Ừ, anh có lẽ có chút ấn tượng, chính là con nhà đằng sau đó. Bố cô ấy là chú Hướng, bạn cờ của bác. Triệu Quốc Đống lúc này mới nhìn cô gái sau lưng Hứa Cường, cô gái không quá cao nhưng khá đáng yêu. Chẳng qua Triệu Quốc Đống suy nghĩ hai anh em nhà này toàn tìm con cái nhà máy dệt, sao vậy nhỉ? Ừ, đúng là có chút ấn tượng. Sau khi anh rời khỏi nhà máy thì Tiểu Hướng vẫn còn học cấp 1. Triệu Quốc Đống không có ấn tượng với cô gái, nhưng bố cô thì biết. Anh! Cô gái nói rất ngọt, sau đó nhìn về sau lưng Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống mới ngẩn ra, vừa nãy xuống xe suy nghĩ nhiều nên thiếu chút nữa quên mình còn dẫn một người về. Đúng rồi Đại Cường, Tiểu Hướng, đây là bạn anh, Lam Đại,
hai đứa gọi đại tỷ là được. Hứa Cường thấy Lam Đại thì không khỏi thầm than đại ca đúng là đại ca, tìm bây giờ đúng là còn đẹp hơn diễn viên, còn cao hơn cả mình nữa chứ. Lam Đại khẽ cười cười một tiếng, Hứa Cường và cô gái kia trong lúc nhất thời không biết nói gì. May là mẹ Triệu Quốc Đống kịp thời xuất hiện nên mới làm mọi người đi vào trong. Lam Đại xuất hiện làm vợ chồng Triệu Phu Vọng có chút kinh ngạc. Bọn họ đúng là không quen ngay được khi trong nhà có cô gái không thấp hơn Triệu Quốc Đống là bao, hơn nữa ăn mặc như ngôi sao trong phim. Triệu Phu Vọng thì im lặng nhưng Hứa Tú Cần lại vui vẻ hơn nhiều. Chuyện kết hôn của Triệu Quốc Đống là điều bà quan tâm nhất. Bà hỏi Triệu Quốc Đống rất nhiều lần nhưng hắn đều lấy lý do bận công tác mà đùn đẩy, điều này làm Hứa Tú Cần rất thất vọng. Hôm nay hắn đột nhiên dẫn một cô gái về nhà sao không khiến bà chú ý. Mặc dù Triệu Quốc Đống cũng đã nói Lam Đại chỉ là bạn bình thường, nhưng bà không chịu bỏ qua cho Lam Đại, chỉ một chút đã nói chuyện vui vẻ với Lam Đại làm Triệu Quốc Đống không còn gì để nói. Lam Đại khá thông minh, sự thân thiết của mẹ Triệu Quốc Đống làm cô vừa lo vừa vui mừng. Cô nói chuyện rất ngọt, chỉ vài câu đã làm Hứa Tú Cần thấy uống mật vậy. Lam Đại như không còn vẻ lạnh nhạt bình thường, điều này làm Triệu Quốc Đống rất khó hiểu. Khi Hứa Tú Cần biết Lam Đại tốt nghiệp học viện ngoại ngữ rồi được phân vào chính quyền thành phố Ando, bà càng vui mừng hơn cả. So sánh với Cổ Tiểu Âu cùng Khổng Nguyệt thì Lam Đại này tốt hơn nhiều. Dù là vẻ ngoài thì cả nhà máy cũng không ai sánh bằng. Đáng tiếc chính là Lam Đại hơi cao một chút, chẳng qua bố cao, mẹ cao thì cũng tốt mà. Trên bàn ăn, Triệu Quốc Đống hỏi qua bố về tình hình nhà máy dệt. Trên 45 tuổi đều nhận một cục, hơn 30, 40 tuổi là khó khăn nhất. Học kỹ thuật mới thì ngại tuổi cao, nhưng còn xa mới đến tuổi về hưu, còn hầu hết mới bắt đầu học cấp 2, không có việc thì sao được. Thanh niên thì còn đỡ hơn vì có thể ra ngoài kiếm việc. Đến khi rời đi, Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ làm như thế nào để giải quyết khó khăn cho công nhân nhà máy dệt, nhưng hắn không tìm được ra hướng đi thích hợp. Cả nhà máy bây giờ có ít nhất hơn ngàn người không có việc. Mặc dù có người nhận một cục nhưng ăn mãi thì núi cũng lở, nếu tiêu hết thì cũng không có đường ra. Triệu Quốc Đống nghĩ nhất là nữ công nhân mất việc, hắn cảm thấy mình phải làm gì đó. Đương nhiên hắn nếu muốn làm được điều như tưởng tượng thì càng cần có lực lượng mạnh hơn nữa. Từ góc độ nào đó mà nói từ tài sản đại biểu lực lượng, hơn nữa nó quan trọng hơn các lực lượng khác. Mà bây giờ tập đoàn hắn có thể chi phối và ảnh hưởng thì càng cần có tài sản nhiều hơn. Lam Đại lúc này có chút thất vọng, mặc dù cô được người nhà Triệu Quốc Đống đánh giá cao, nhưng Triệu Quốc Đống có vẻ như đang suy nghĩ gì đấy. Mà trên đường lại không phải như vậy. Tên Triệu Quốc Đống này rất khó đoán biết, nhưng nó càng làm Lam Đại không phục. Từ thái độ của người nhà hắn làm cô rất tự tin, cô không tin đối phương sống độc thân cả đời. Bán thế nào anh? Triệu Quốc Đống chắp tay nhìn mấy tòa nhà trước mặt. Không tốt mấy, Lan Khê Ngự Uyển còn đỡ vì về cơ bản đã bán hết. Đúng, đã để lại một căn theo ý cậu. Kiều Huy tháo kính xuống rồi nói. Bên Khê Bạn Giật Cảnh thì kém hơn bán ra chưa đầy 30%, đúng như cậu nói sợ là mọi người bị ảnh hưởng của kinh tế quốc tế, người đến xem phòng không ít nhưng mau chẳng có mấy. Có lẽ chúng ta làm hơi lớn một chút. Như vậy mà là lớn sao? Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Có lẽ nó là do nhà cao tầng, chẳng qua nguyên nhân không phải như vậy. Chủ yếu là không kích thích được hứng thú của người tiêu dùng. Mắt Kiều Huy sáng lên. Mỗi khi Triệu Quốc Đống nói như vậy tức là có chủ ý gì đó. Quốc Đống, nghe giọng cậu thì hình như có ý tưởng gì tốt. Ý tốt thì khó nói nhưng cũng có biện pháp. Khê Bạn Giật Cảnh có vị trí địa lý tốt, mặc dù nhà cao tầng bây giờ thoạt nhìn không nhiều người ưa chuộng, nhưng đây nằm phía bắc công viên Lan Khê, phía đông có khu buôn bán, phía nam cách sân thể dục không xa, một nơi tốt như vậy muốn tìm được là không dễ, trừ khi giải tỏa trên quy mô lớn. Cho nên nó có tương lai cao để tăng giá trị về sau. Kiều Huy cẩn thận suy nghĩ lời Triệu Quốc Đống nói. Không gian tăng giá lớn thì đúng, nhưng vấn đề là làm như thế nào chúng ta khiến khách chấp nhận bỏ tiền ra mua. Hứa với bọn họ, để bọn họ yên tâm mà mua, phải để bọn họ thấy đáng mua, lại thấy không gian tăng giá lớn. Triệu Quốc Đống rất kiên quyết nói. Ồ, làm như thế nào? Kiều Huy có chút tò mò nói. Khi mua nhà có thể ký một hợp đồng là sau 3 năm bán lại cho địa ốc Thiên Phu với giá nguyên gốc. 5 năm thì có giá trên 20%, 10 năm sau giá trên 30%, đây là cách chứng minh chúng ta tin vào sản phẩm của mình. Hả? Kiều Huy vội vàng nói. Vậy khách có tin lời hứa của chúng ta không?
Bọn họ thực ra chỉ cần an ủi về tâm lý là được, điểm này tôi nghĩ không vấn đề gì. Nhưng nếu mấy năm sau khách đòi trả hết phòng thì sao? Vậy quá tốt, có ai ngốc như vậy không? Giá nhà nhất định sẽ tăng nhiều, chúng ta sợ muốn thu về mà không được nên chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn. Triệu Quốc Đống rất tự tin nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 8, chương 97. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng không ngờ chút suy nghĩ này của mình lại khiến Địa Ốc Thiên Phu về sau phát triển nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa nó còn trở thành đứng đầu trong thị trường bất động sản tỉnh An Nguyên, tiến quân vào thị trường bất động sản quốc gia. Ý kiến này của Triệu Quốc Đống làm Kiều Huy phải thức trắng đêm mà suy nghĩ. Mặc dù trên danh nghĩa Hứa Minh Viễn phụ trách công việc của Địa Ốc Thiên Phu, nhưng người này chỉ phụ trách kinh doanh cụ thể, mà đưa ra quyết định chiến lược liên quan tới vận mệnh của Địa Ốc Thiên Phu và tập đoàn Thiên Phu thì không phải Hứa Minh Viễn có thể quyết định. Thậm chí ngay cả Kiều Huy cũng không thể. Đây gần như sẽ khiến cho tập đoàn Thiên Phu có thể liên tục phát triển hoặc là đi vào con đường hủy diệt nếu làm theo cách của Triệu Quốc Đống. Tất cả ý tưởng đều tập trung vào vấn đề thị trường bất động sản Trung Quốc duy trì phát triển liên tục. Nhưng chẳng may ngành bất động sản Trung Quốc không như lời Triệu Quốc Đống nói thì sao? Nếu có thời kỳ suy sụp nữa thì sao? Đây là thời kỳ 10 năm, thế sự khó lường. Bây giờ áp dụng ở Khê Bạn Giật Cảnh, sau này áp dụng ở các nơi khác nữa hay không? Hai hôm sau Kiều Huy gần như mỗi ngày gọi điện chụp cuộc cho Dương Thiên Bồi ở Thượng Hải, hoặc là gọi cho Triệu Quốc Đống ở Ninh Lăng. Cuối cùng Dương Thiên Bồi về An Đô bàn với Kiều Huy và quyết định làm theo lời của Triệu Quốc Đống, cũng tiến hành công chứng ở phòng công chứng thành phố An Đô. Sau 3 ngày chuẩn bị, Địa Ốc Thiên Phu tiến hành quảng cáo trên báo cuối tuần Trung Nguyên cùng với đài truyền hình tỉnh và An Đô, ngoài việc dùng ngôn ngữ quảng cáo thì còn đảm bảo chất lượng công trình, cùng nói rõ sẽ tiến hành công chứng việc sẽ mua lại nhà ở. Chỉ trong vòng một tuần hơn 300 căn phòng của Khê Bạn Giật Cảnh bán sạch không còn, thiếu chút nữa ngay cả hai căn phòng ở tầng 12 của Triệu Quốc Đống cũng bị đoạt, tài chính thu được là hơn 100 triệu, tạo ra kỳ tích chưa từng có trong lịch sử thị trường bất động sản tỉnh An Nguyên. Triệu Quốc Đống đúng là không ngờ ý của mình lại khiến thị trường bất động sản An Đô trở nên nóng bỏng như vậy. Khê Bạn Giật Cảnh từ vị trí địa lý, hoàn cảnh xung quanh đến quy hoạch và chất lượng công trình đều rất tốt, chỉ đáng tiếc duy nhất của nó là giá hơi cao. Chẳng qua nó liên quan đến việc xác định đối tượng khách hàng của Địa Ốc Thiên Phu. Địa Ốc Thiên Phu không bán nhà thương mại bình thường, không làm đại trà, làm ít nhưng tinh xảo, đây là mục tiêu của Địa Ốc Thiên Phu. Sau khi Triệu Quốc Đống nói ý tưởng với Kiều Huy liền về Ninh Lăng. Đối với hắn mà nói dù là tập đoàn Thiên Phu hay tập đoàn Thương Lãng đều không phải công việc chính của mình. Hắn phải đặt tâm trí vào công việc hàng ngày. Chẳng qua chuyến đi này tới An Đô làm hắn rất hưng phấn. Ninh Pháp và Hàn Độ đã chú ý đến lời nói và hành động của hắn, đây là hiện tượng quá tốt. Có thể thành công khiến lãnh đạo tỉnh ủy chú ý đã là thành công, nhất là nó lại phù hợp với hứng thú của Ninh Pháp, điều này đã cho thấy hắn mạo hiểm đúng. Bây giờ không cần tạo thế nữa mà phải tập trung vào công việc. Cuộc điều chỉnh nhân sự của Tây Giang đã diễn ra. Sau khi Đinh Cao Thọ rời đi, Lôi Bằng cũng được điều lên làm phó trưởng ban tuyên giáo thị ủy, trên danh nghĩa có dấu hiệu bay lên. Mà khi mọi người tranh cãi xem ai làm phó bí thư quận ủy thì tỉnh ủy trực tiếp phái một cán bộ xuống. Cuộc tổng kết cuối năm diễn ra trôi chảy, từng tập thể, cá nhân tiên tiến lên lĩnh tiền thưởng. Triệu Quốc Đống cười cười nhìn về phía trước, ánh mắt lướt qua cả hội nghị. Trên thực tế chỉ có hắn biết mình chẳng tập trung vào đâu. Nhưng mỗi người bên dưới lại có cảm giác như bí thư Triệu đang nhìn mình. Bọn họ liền ngồi ngay ngắn, mặt nở nụ cười, tập trung tinh thần. Lễ tổng kết khen thưởng hàng năm đều diễn ra, mỗi đơn vị, mỗi cơ quan đều không thể tránh khỏi, đây có lẽ là điểm đặc sắc của Trung Quốc. Nói thật năm qua quận Tây Giang cũng không có mấy điểm sáng, nhưng anh không thể không làm mọi người phấn chấn, phải ra vẻ mọi việc đều ổn. Mặc dù trong hội nghị thu hút đầu tư ở Thượng Hải đã có chút thu hoạch, nhưng mặc dù công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hút bụi Neo đã đến Tây Giang đầu tư xây dựng nhà máy, nhưng chỉ một công ty này không thể có tác dụng nhiều đối với việc kéo kinh tế Tây Giang phát triển. Nhưng anh phải cho cán bộ, quần chúng của Tây Giang thấy tương lai tươi sáng của quận, anh phải nói cho mọi người thấy ngày mai tốt đẹp. Triệu Quốc Đống nhìn Tăng Lệnh Thuần đang chủ trì hội nghị cùng vị phó bí thư mới đến kia. Hội nghị này đáng ra phải do phó bí thư Lăng Tiêu này chủ trì nhưng do y mới tới vài hôm, chưa quen trình tự nên đành phải giao cho Tăng Lệnh Thuần phụ trách. Sao lại đột nhiên bố trí một phó bí thư từ tỉnh tới Tây Giang là điều Triệu Quốc Đống rất khó hiểu. Nhưng ngay cả Nghiêm Lập Dân cũng không phản đối làm Triệu Quốc Đống rất buồn bực. Theo Lý Lôi Bằng đi,
vị trí này Nghiêm Lập Dân phải tranh đoạt mới đúng. Hắn nghe nói Nghiêm Lập Dân từng đề cử một người đến làm phó bí thư Tây Giang nhưng không có hồi âm. Mà với tính của Kỳ Dư Hồng thì cũng không thể bố trí một phó bí thư có xu thế yếu tới Tây Giang. Kỳ Dư Hồng nắm chắc nguyên lý cân bằng, không thể có hiện tượng lạ xuất hiện ở Tây Giang. Tính cách Tằng Lệnh Thuần khá ôn hòa và phối hợp ăn ý với Triệu Quốc Đống, như vậy chức phó bí thư quận ủy kia là rất quan trọng. Nhưng vị phó bí thư Lăng Tiêu này phái xuống chính là một cán bộ trung ương phái xuống tỉnh An Nguyên, xuống Ninh Lăng, không hiểu gì về cơ sở. Chẳng qua mặc dù khó hiểu nhưng Triệu Quốc Đống vẫn chào đón vị phó bí thư đột nhiên nhảy xuống này. Y chỉ hơn hắn vài tuổi, chính xác mà nói lớn hơn hắn 5 tuổi. 32 tuổi đã làm phó bí thư quận ủy, Lăng Tiêu này coi như là chói mắt trong quận. Sau vài ngày tiếp xúc, Triệu Quốc Đống cũng thấy người này không hổ là cán bộ từ trung ương phái xuống tỉnh. Y có bằng nghiên cứu sinh, hơn nữa cũng có chút chỗ dựa, nói chuyện khá hòa hợp với hắn. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cảm thấy Lăng Tiêu này có vẻ kiêu ngạo, hoặc là khí thế từ trên nhìn xuống. Ở một mức độ nào đó nó có thể là ưu điểm, có thể là khuyết điểm, tất cả phải do chính y nắm bắt. Triệu Quốc Đống nhìn sang bên, Ngụy Hiểu Lam ngồi ở phía ngoài cùng bàn thứ nhất. Theo quy định không thành văn thì bàn chủ tịch đầu ngoài chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân và chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thì còn đâu là các vị thường vụ quận ủy ngồi. Mà các vị phó của chính quyền, Đại hội đại biểu nhân dân và hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân ngồi hàng hai. Hạ Đồng làm phó chủ tịch thường trực làm Triệu Quốc Đống rất buồn bực. Cũng may Ngụy Hiểu Lam cũng được bầu làm thường vụ quận ủy. Vương Ích cuối cùng đã được bầu làm phó bí thư, đây là đả kích không nhỏ với Triệu Quốc Đống. Làm cho Triệu Quốc Đống có chút hưng phấn đã mất đi đôi chút. Hắn cố sức đề cử Lạc Dục Thành làm phó bí thư quận ủy kiêm bí thư chính pháp, nhưng Kỳ Dư Hồng không chấp nhận. Mà Lục Kiếm Dân đề cử Vương Ích làm phó bí thư quận ủy Tây Giang kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật cuối cùng đã được thông qua trong hội nghị thường ủy. Điều này làm Triệu Quốc Đống cảm thấy lực lượng của mình trong hội nghị thường ủy quá nhỏ bé. Triệu Quốc Đống tổng kết công tác 3 tháng của hắn ở Tây Giang chính là không như ý. Tình hình không quá xấu như giống hắn tưởng tượng, nhưng cũng không phát triển theo hướng hắn nghĩ. Chẳng qua cản trở không đến từ chính quận mà là trên thị xã. Mặc dù Trương Thiên Phóng và Vưu Liên Hương ủng hộ hắn nhưng tiếng nói của hắn trong hội nghị thường vụ thị ủy vẫn còn quá nhỏ. Quyển 8, chương 98. Sau đây xin mời thường vụ thị ủy, bí thư quận ủy Triệu Quốc Đống lên phát biểu. Mọi người hoan nghênh. Tằng Lệnh Thuần nói và tuyên bố lịch cuối cùng của hội nghị. Sau tiếng vỗ tay, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống. Kính thưa các đồng chí, năm 97 là một năm rất quan trọng đối với quốc gia chúng ta. Hồng Kông đã trở về, Đại hội Đảng 15 diễn ra, nhân dân cả nước đều có tinh thần tiến tới, tranh thủ đạt được tương lai huy hoàng lớn hơn nữa. Năm 97 cũng là năm không bình thường đối với Tây Giang chúng ta. Tôi đến Tây Giang mới được 3 tháng, sau 3 tháng làm việc tôi có cảm nhận rất sâu sắc. Tôi đã đi hầu hết xã, thị trấn và phòng ban, cũng đến các công ty chủ yếu của quận và có nhiều cảm xúc. Các đồng chí trong 3 tháng này có thể cũng cảm nhận được một ít của Tây Giang chúng ta. Nhưng có thể có chút biến hóa làm chúng ta thấy ngoài ý muốn và giật mình. Ví dụ như nói vụ án hủ bại tập thể ở công an quận, ủy ban xây dựng và phòng giao thông. Ví dụ như có một lãnh đạo quận chúng ta đã gặp vấn đề mà cách chức, có thể nhiều đồng chí không ngờ đến. Cán bộ lãnh đạo bồi dưỡng nhiều năm sao có thể làm như vậy. Nhưng bọn họ lại rất oai phong, làm rất ngang ngược. Triệu Quốc Đống nói mấy điểm không nằm trong tài liệu mà lệnh Hồ Triều đã chuẩn bị cho y. Không khí hội nghị vốn thoải mái đã dần nặng nề hơn. Nhưng tôi nhìn biến hóa mấy năm nay của Tây Giang chúng ta, xem tỷ lệ GDP của Tây Giang trong tỷ lệ GDP của cả thị xã Ninh Lăng, xem tốc độ phát triển kinh tế của Tây Giang chúng ta mấy năm qua, lại nhìn thu nhập của cán bộ, công nhân và nông dân Tây Giang mà tôi rất giật mình. Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Bọn họ nếu làm như vậy chính là vi phạm trắng trợn kỷ luật đảng và pháp luật quốc gia. Ai cũng nói lưới trời tuy thưa mà khó lọt. Anh nếu vi phạm pháp luật thì phải chịu pháp luật nghiêm trị. Hội nghị im lặng đến độ một chiếc châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Ngay cả lãnh đạo ngồi trên bàn đầu cũng vô thức rụi thuốc lá. Thời đại đặt chúng ta vào thời kỳ cải cách, những cơn sóng lớn khiến một số người không chịu nổi hấp dẫn mà bị kéo xuống nước, nhưng hầu hết các đồng chí trong chúng ta vẫn vượt qua thử thách, bọn họ vẫn luôn chú tâm làm tốt công việc, vẫn có nhiều cống hiến. Vừa nãy các vị đại biểu của cá nhân và tập thể đều là những người xuất sắc nhất. Bọn họ chính là tấm gương để Tây Giang chúng ta học tập. Tôi đề nghị toàn trường vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng bọn họ.
Tiếng vỗ tay như sấm lại vang lên. Triệu Quốc Đống khẽ giơ tay lên, cả hội trường trở nên yên lặng. Dù là Tằng Lệnh Thuần, Lăng Tiêu hay ai khác đều nhạy cảm nhận ra điểm này. Nhìn lại năm 97, tương lai năm 98, tôi không khỏi lo lắng. Tinh thần của Đại hội Đảng 15 đã đưa các phòng ban, cơ quan của Tây Giang chúng ta những chiến tuyến nhất định. Nhưng tôi muốn hỏi mọi người ngồi đây là kết hợp với chỉ thị tinh thần của Đại hội Đảng 15, chúng ta nên làm như thế nào? Các vị ngồi đây có câu trả lời rõ ràng không? Nếu có tôi cho rằng vị lãnh đạo này ít nhất có đầu óc tỉnh táo, nếu còn có ai chưa rõ thì tôi phải nhắc anh mau vào trạng thái, sớm nghĩ được kế hoạch. Sang năm, tôi hy vọng từng xã, thị trấn, phòng ban đều đưa ra kế hoạch công tác. Tôi nhắc mọi người một câu, tôi không thích những câu sáo rỗng, tôi chỉ cần các anh chỉ rõ một điểm là học tập tinh thần của Đại hội Đảng 15, cơ quan các anh nên làm như thế nào. Là lãnh đạo xã, thị trấn, anh làm như thế nào khiến kinh tế phát triển và tăng thu nhập của nông dân? Làm trưởng phòng, anh định làm như thế nào để phục vụ tốt cho sự phát triển kinh tế của quận? Đây chính là Triệu Quốc Đống chèn ép người, làm cho người ngồi bên dưới đều cảm nhận ánh mắt sắc bén của hắn. Thưa các đồng chí, nhưng có thể có người cho rằng tôi không nói tình cảm, sao trong hội nghị tổng kết cuối năm lại đưa ra đề tài làm mọi người không thích. Nhưng tôi muốn nói đây là hội nghị tổng kết, cũng là hội nghị nhắc nhở. Năm ngoái một số chuyện đã là cảnh báo cho các đồng chí. Có người nghĩ chỉ cần mình không nhận hối lộ, không tham ô là không liên quan tới mình. Mình không mong có công nhưng mong bình an làm quan. Tôi muốn nói với kẻ đó rằng xin lỗi, không được. Người giỏi lên, người kém xuống. Câu này mọi người ngồi đây đã quá quen, tôi muốn nói với mọi người rằng sang năm mới quận ủy, ủy ban sẽ liên lạc câu này với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của quận, đó là khuôn mẫu dùng người. Người không có năng lực phải bị cho rời khỏi vị trí, phải đi học tập. Cùng lúc đó quận ủy, ủy ban cũng đưa ra chế độ khen thưởng, nhất là người có cống hiến cho sự phát triển kinh tế của Tây Giang. Quận ủy, ủy ban sẽ nghiên cứu khen thưởng từ vật chất đến tinh thần, có thể đề phạt. Thưa các đồng chí, năm 98 là một năm đầy cơ hội đối với Tây Giang chúng ta. Tinh thần của Đại hội Đảng 15 đã chỉ rõ phương hướng cho chúng ta. Làm như thế nào để áp dụng tinh thần Đại hội Đảng 15 vào thực tế là thử thách về nghệ thuật lãnh đạo của chúng ta. Tây Giang chúng ta tổ chức hội nghị thu hút đầu tư ở Thượng Hải đã lấy được thành quả. Ngoài công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hút bụi Neo sắp đầu tư xây dựng nhà máy ở quận, có nhiều công ty trong khu vực trường Tam Giác rất hứng thú với vị trí địa lý và ưu thế của Tây Giang chúng ta. Năm tới bọn họ sẽ tổ chức đoàn khảo sát đến Tây Giang, hơn nữa Tây Giang cũng đang tích cực liên hệ với tập đoàn Hòa Hoàng Hong Kong, tranh thủ bọn họ tiến đến đầu tư vào cảng Tây Giang. Thưa các đồng chí, thời gian không đợi người, cơn sóng cải cách không gì có thể ngăn cản, chúng ta nằm mé sâu trong trào lưu, các đồng chí phải có trách nhiệm sáng tạo lịch sử huy hoàng cho cả Tây Giang. Tiếng vỗ tay không ngừng vang vọng cả hội trường. Bí thư Triệu, lời ngài nói làm cho mọi người tỉnh ngộ, tôi nghĩ các cán bộ của Tây Giang chúng ta sẽ có một cuộc thay đổi về tư tưởng. Bành Nguyên Hậu cười hì hì đi theo Triệu Quốc Đống. Sau hội nghị là bữa liên hoan, còn nửa tiếng nữa là đến. Bành Nguyên Hậu đi theo Triệu Quốc Đống chính là muốn báo cáo gì đó. Anh ngồi đi, có tin gì đáng mừng báo tôi à? Triệu Quốc Đống xua tay nói. Bành Nguyên Hậu là cấp dưới cũ của Tương Uẩn Hoa, Triệu Quốc Đống đến Tây Giang thì người này vẫn theo hắn. Mặc dù năng lực bình thường nhưng cũng may năng lực của Phó trưởng Ban Phan Xảo khá xuất sắc nên giúp được nhiều cho y. Bí thư Triệu, tôi chủ yếu chính là nói với việc trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy trưởng ban Hàn đến Tây Giang chúng ta khảo sát công việc. Thời gian này ngài bận nên tôi mãi chưa báo cáo được với ngài. Tôi bây giờ xin báo cáo việc trưởng ban Hàn đến khảo sát công tác tuyên truyền của hai xã ở Tây Giang chúng ta. Bành Nguyên Hậu lấy quyển sổ trong cặp ra rồi nói. Sau khi Bành Nguyên Hậu báo cáo xong, Triệu Quốc Đống đưa ra mấy chỉ thị, nhất là nhằm vào các xã, thị trấn có công tác tuyên truyền còn tương đối kém, cũng nói rõ mấy vấn đề kinh phí cho công tác tuyên truyền. Bành Nguyên Hậu nghe xong mà khá vui vẻ vì thực tế công tác tuyên truyền chỉ quan trọng nhất ở chữ tiền. Làm như thế nào để khiến quần chúng thích xem, làm như thế nào nói được ý đồ của lãnh đạo, tất cả đều cần tiền. Lão Bành, ban tuyên giáo là miệng lưỡi của đảng. Anh là thường vụ quận ủy chẳng lẽ chút kinh phí này có thể làm anh buồn chết sao? Triệu Quốc Đống có chút bất đắc dĩ mà nói. Tôi thấy ban tuyên giáo nên suy nghĩ nhiều biện pháp, không nên chỉ nhìn chằm chằm vào mấy chữ tiền đó. Ban tuyên giáo phải mạnh dạn đi liên lạc với các công ty, chủ động liên lạc với quần chúng, chỉ như vậy thì công tác tuyên truyền mới làm tốt được. Bí thư Triệu, tôi không quá rõ ý của ngài.
quyển 8, chương 9-19. Lão Bành, công tác tuyên truyền thực ra có hàm nghĩa phong phú. Ban tuyên giáo là miệng lưỡi của đảng nên càng phải có tác dụng truyền đạt chính sách của đảng, làm như thế nào truyền đạt những điều này mà làm quần chúng nhân dân thích nghe. Tôi thấy ban tuyên giáo nên cải tiến cách làm, lớn mật sáng tạo, tăng tính năng động, tăng cường việc kết hợp giữa công tác tuyên truyền và công tác xây dựng kinh tế. Triệu Quốc Đống biết Bành Nguyên Hậu này thực ra không thích hợp làm trưởng ban tuyên giáo, nếu nói thì người này rất bình thường, nhưng bình thường cũng có tốt của nó là phục tùng mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy. Người như vậy ở nhiều lúc có tác dụng hơn người giỏi. Bành Nguyên Hậu ở Tây Giang đã lâu, năng lực mặc dù không nổi bật nhưng bởi vì y ở Tây Giang lâu nên cũng giống Tiếu Chiêu Quý nên quen thuộc tình hình Tây Giang. Có Bành Nguyên Hậu giúp, dù Tiếu Chiêu Quý muốn dở trò một chút với Triệu Quốc Đống thì cũng phải suy nghĩ xem có lừa được Bành Nguyên Hậu không. Bí thư Triệu, ý ngài là muốn tôi tăng cường tác dụng của ban tuyên giáo trong sự phát triển kinh tế của quận. Bành Nguyên Hậu suy nghĩ một chút rồi nói. Đúng. Năm 97 kết thúc, tôi không phải đã nói vụ án tham ô kia đã làm đảng ủy ban Tây Giang mất hình ảnh trong mắt quần chúng sao. Mà một năm qua Tây Giang cũng không có điểm nổi bật về kinh tế. Mặc dù trong hội nghị tổng kết không ngừng có người nhận phần thưởng nhưng trên thực tế chúng ta đều hiểu rõ năm 97 là một năm xấu hổ của Tây Giang. Nhưng năm 98 thì không thể như vậy. Tây Giang nhất định phải khởi sắc thật tốt. Trong đó ban tuyên giáo là một cơ quan rất quan trọng. Làm như thế nào phát huy tính năng động của ban tuyên giáo, mở cục diện thì anh và hai phó trưởng ban phải nghiên cứu. Bành Nguyên Hậu lặng lẽ lấy sổ ra chép. Vương Lệ Mai khi đến báo cáo công việc với tôi thì tôi đã nhắc chị ta về công tác bên đài truyền hình và phòng thông tin. Anh và Phan Xảo cũng nên đặt tâm trí vào công tác tuyên truyền ở các xã, thị trấn cùng các cơ quan kinh tế. Ngoài ra phải phối hợp tốt với ban tuyên giáo cấp trên, làm cho thành tích của Tây Giang được phản ánh trên đài truyền hình trung ương, tỉnh và thị xã. Điểm này là rất quan trọng, đây là trọng trách nặng nề của ban tuyên giáo. Về phần công tác văn hóa và quần chúng, Triệu Quốc Đống do dự một chút, Bành Nguyên Hậu đến đề cập vấn đề này là có ý đồ. Hắn nhìn Bành Nguyên Hậu mà nói. Lão Bành, anh có đề nghị gì hay không? Bí thư Triệu, đồng chí Vương Lệ Mai đặt tâm trí nhiều bên phòng thông tin, không có nhiều thời gian quan tâm việc trong ban tuyên giáo. Mà Phan Xảo cũng rất bận nên ý của tôi là có thể bố trí thêm một phó trưởng ban hay không, cũng giúp đồng chí Phan Xảo có thể chuyên tâm thăm dò việc làm như thế nào để tuyên truyền sự phát triển kinh tế của Tây Giang chúng ta. Ngoài ra ban tuyên giáo cũng có mấy đồng chí trẻ tuổi có năng lực xuất sắc và công tác ở ban tuyên giáo vài năm, chỉ là thiếu rèn luyện ở cơ sở mà thôi. Bí thư Triệu, ngài xem. Triệu Quốc Đống cười cười và chỉ vào đối phương mà nói. Lão Bành, sao phải đi đường vòng khổ như vậy? Anh đây là tranh giúp ban phải không? Anh lại coi trọng ai, hay là muốn đẩy ai đi? Ha ha, Bí thư Triệu, ngài đúng là hiểu rõ tôi. Trong ban tuyên giáo tôi nhiều nữ đồng chí có nhiều vấn đề không đủ. Vương Lệ Mai và Phan Xảo đều là nhân vật trụ cột của ban tuyên giáo. Bây giờ Vương Lệ Mai đi ra ngoài, tôi đang suy nghĩ để bạt một chút thanh niên ở trong ban. Bành Nguyên Hậu có chút xấu hổ mà nói. Ừ, tôi biết rồi. Anh là trưởng ban tuyên giáo, thường vụ quận ủy, có gì có thể nói chuyện với lão Tiếu. Ừ, bây giờ đồng chí Lăng Tiêu cũng nên trao đổi ý kiến, để bọn họ thấy tầm quan trọng của ban tuyên giáo. Tôi đề nghị anh mời đồng chí Lăng Tiêu đến tìm hiểu công việc của ban tuyên giáo, như vậy cũng tiện cho ban tuyên giáo triển khai công việc. Đến lúc thích hợp thì anh nói ra trong hội nghị thường ủy. Đề cử cán bộ xuất sắc là công việc của ban tổ chức cán bộ, cũng là nghĩa vụ của từng cơ quan. Suy nghĩ của Bành Nguyên Hậu cũng là suy nghĩ của nhiều người. Quế Toàn Hữu cũng mơ hồ đề cập với Triệu Quốc Đống về việc bố trí hai đồng chí trong văn phòng quận ủy xuống cơ sở rèn luyện. Tất cả đều do việc Lạc Dục Thành đã đề bạt được Lê Túc đến làm chính ủy công an quận khiến quyền lên tiếng của y trong hệ thống công an tăng cao. Đây là điểm kích thích Quế Toàn Hữu và Bành Nguyên Hậu. Có thể đưa cán bộ trong hệ thống ngành của mình ra ngoài nhận chức chính là tỏ rõ sức ảnh hưởng và uy tín của anh trong quận ủy, ủy ban. Vương Ích mặc dù lên làm phó bí thư nhưng y lại giảm quyền lên tiếng trước mặt Triệu Quốc Đống, nghe nói hai cán bộ được đề cử đều bị để lại, đây là một tín hiệu. Lạc Dục Thành đạt được mà Vương Ích thì không, điều này có nghĩa gì thì dù là Bành Nguyên Hậu hay Hạ Đồng đều rõ. Bành Nguyên Hậu lần này cũng thử thái độ của Triệu Quốc Đống, trên thực tế cũng là thử hướng gió của Triệu Quốc Đống trong công việc sau đây của ban tuyên giáo. Trong buổi liên hoan, Triệu Quốc Đống lại tỏ vẻ gần gũi, hắn dẫn bộ máy quận ủy đến từng bàn mà chúc mừng. Nói chuyện rất khôi hài.
Mỗi bàn Triệu Quốc Đống đều chỉ phải uống một chút, không cần uống hết. Đây là chỗ tốt của lãnh đạo, không sợ ai nói anh uống ít. 20 bàn mà hắn cũng chỉ uống có một chén. Bí thư Lăng, anh đã quen với công việc ở cơ sở chưa? Triệu Quốc Đống ngồi xuống bàn thì Tằng Lệnh Thuần cũng mang theo người bên ủy ban đi mời rượu. Đây là quy định, quận ủy, ủy ban, đại hội đại biểu nhân dân và hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân sẽ tiến hành theo trình tự, như vậy cũng tỏ vẻ sự đoàn kết và phân công của bốn bộ máy. Chỉ là bộ máy đại hội đại biểu nhân dân và hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân đến các bàn mời thì không dễ thoát thân. Thành viên các bộ máy này đều từ xã, thị trấn hoặc phòng ban đi ra, đồng nghiệp cũ, cấp dưới cũ đều mời một chén. Cũng được, hai hôm nay tránh văn phòng Quế dẫn tôi đến mấy phòng ban, các xã, thị trấn thì còn chưa kịp xuống. Tôi cố tranh thủ đi hết một vòng trước cuối năm. Lăng Tiêu cười nói. Bí thư Triệu, tôi đúng là phục ngài, trong hội nghị nói không hề lưu tình, trong liên hoan lại cười nói vui vẻ. Tôi thấy cán bộ đều có vẻ sợ ngài. Ha ha, sợ tôi cũng không phải việc tốt, nếu như vậy thì làm sao chúng ta triển khai công việc. Tôi hy vọng bọn họ có thể chính thức nghe được lời tôi nói. Nếu chỉ coi là gió thoảng qua tai thì lãng phí vẻ mặt lạnh lùng của tôi. Triệu Quốc Đống lắc đầu, giọng điệu của Lăng Tiêu làm Triệu Quốc Đống vẫn chưa thể đoán ra. Người này bề ngoài có vẻ vô hại, nhưng Kỳ Dư Hồng cùng Nghiêm Lập Dân có thể cùng để y đến Tây Giang làm việc cũng không phải điềm báo tốt. Triệu Quốc Đống cũng không phải là sợ đối phương, chỉ là áp lực công việc của Tây Giang rất nặng, hắn không muốn mất tập trung vào các việc đâu đây. Bọn họ có thể nhìn sang chỗ khác, nhưng hắn thì không được. Ừ. Bí thư Triệu, hai hôm nay tôi đến mấy phòng ban và cũng đồng cảm với ngài. Không khí ở các phòng ban đúng là rất thấp, dù từ tác phong hay là tư tưởng làm việc thì tôi đều thấy các phòng ban đều thiếu cảm giác gấp gáp. Đương nhiên đây không chỉ là ở Tây Giang, trên thực tế các nơi ở tỉnh An Nguyên đều là như vậy. Trên thực tế sau khi tôi đến tỉnh An Nguyên đã cảm nhận được điều này, nhưng càng là tới cơ sở, càng là nơi không phát triển thì càng thấy rõ hơn. Lăng Tiêu thấy Thường Vụ ở bàn khác đang chú ý nghe mình nói thì có chút đắc ý. So sánh với khu vực Duyên Hải thì quan niệm cán bộ của Tây Giang đúng là khác hẳn. Tôi cảm thấy bọn họ có vẻ lười biếng, chậm một chút. Hiệu suất làm việc chậm hơn khu vực Duyên Hải ít nhất một nửa. Đây là sự khác biệt rõ ràng giữa lục địa và khu vực Duyên Hải. Vương Ích lúc này cũng nói xen vào. Hơn nữa mấy trò giải trí như mạt trược, tú lơ khơ thì bên khu vực Duyên Hải rất ít thấy. Vì thế tôi có chút tò mò không biết dân chúng khu vực Duyên Hải chơi gì. Tôi biết một chút về việc này. Khu vực Duyên Hải bởi vì cải cách sớm hơn nội địa nên tiết tấu sống và làm việc của bọn họ nhanh hơn chúng ta. Đây là thói quen nhiều năm của bọn họ. Điểm này có thể cảm nhận rõ ràng ở Quảng Đông, Thâm Quyến. Quảng Đông thích sống về đêm, không giống chúng ta cứ muộn một chút là về nhà. Bọn họ có nhiều trò giải trí hơn chúng ta, nhưng thực ra đánh bạc, cá độ ở đó còn nhiều hơn chúng ta. Lạc Dục Thành cũng nói xen vào. Quyển 8, chương 100. Cải cách tiến hành vừa có thể hít thở không khí mát mẻ từ ngoài vào, như vậy ruồi muỗi cũng có thể bay vào. Làm như thế nào để xử lý tốt quan hệ trong đó là điều rất quan trọng trong công tác xây dựng đảng của chúng ta. Tiếu Chiêu Quý cũng đồng ý với quan điểm của Lạc Dục Thành. Xây dựng hệ thống phòng ngự tốt là công tác mà ban tổ chức cán bộ và ủy ban kỷ luật cần tăng cường, cần phải tranh thủ đi trước. Đó chỉ là một phương diện. Vừa nãy Phó Bí Thư Lăng nói rất chính xác. Đúng là cán bộ Tây Giang thiếu không khí làm việc nhanh chóng, quan niệm lạc hậu đã đến lúc không thể không thay đổi. Ở điểm này Bí Thư Triệu khi còn ở Hoa Lâm đã tiến hành chỉnh đốn tác phong làm việc, tôi thấy điều này hoàn toàn có thể áp dụng ở Hoa Lâm chúng ta. Tác phong làm việc của cán bộ Hoa Lâm bây giờ tốt hẳn lên, điều này có quan hệ lớn với công tác trước đó của Bí Thư Triệu. Hơn nữa điều này cũng có tác dụng thúc đẩy thu hút đầu tư của Hoa Lâm. Quế Toàn Hữu cũng nói, không khí trên bàn có vẻ khá hòa hợp, các vị thường vụ đều thấy dễ dàng. Triệu Quốc Đống đang cẩn thận cảm nhận ý đồ và muốn diễn đạt và thời cơ lên tiếng của từng người. Chẳng qua Lăng Tiêu thể hiện quá non nớt, tình hình khá giống khi hắn mới đến làm phó chủ tịch Hoa Lâm, cũng không có ai coi trọng vị phó bí thư này cả, ai cũng đều dựa theo suy nghĩ của mình mà phát huy. Trong văn phòng Triệu Quốc Đống lúc này có thêm Quế Toàn Hữu và Tằng Lệnh Thuần. Lão Tằng. Năm ngoái quận bố trí Tết như thế nào? Triệu Quốc Đống cười nói. Tôi không rõ, năm ngoái Trương Thiệu Văn trực tiếp phân công Ngô Ứng Cương làm việc này. Còn chạy trên tỉnh, thị xã đều do một tay Đinh Cao Thọ làm. Tằng Lệnh Thuần lắc đầu nói. Có thể La Minh cũng biết một chút tình hình. Triệu Quốc Đống khẽ nhíu mày.
Ngụy Uy Hoa và La Minh mặc dù đã dựa vào hắn nhưng chuyện này lại dính tới Trương Thiệu Văn thì có vẻ không thỏa đáng. Nhưng nếu như anh không biết năm ngoái đi những ai thì có lẽ làm mất lòng ai anh cũng không biết. Toàn Hữu, anh thông báo cho Ngụy Uy Hoa và La Minh tới đây, chúng ta bàn chuyện này rồi quyết định, sau đó chuyện do anh phụ trách. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Lão Tăng, anh phụ trách bên ủy ban, các cơ quan khác thì không cần biết nhưng ủy ban nhân dân tỉnh và thị xã nhất định phải có. Về bên quận ủy thì tôi nghĩ phạm vi không cần quá lớn. Cứ căn cứ tình hình mấy đơn vị như văn phòng thị ủy, ban tổ chức cán bộ mà xác định. Ý của tôi là lấy danh nghĩa của quận ủy mời một lần. Mấy thường vụ như trưởng ban Mao, trưởng ban Trương cũng không biết có tham gia được không, nhưng thường vụ quận ủy phải có mặt đông đủ. Các cơ quan bên chính quyền thị xã thì anh và lão Hạ cùng văn phòng ủy ban quận lo liệu. Cuối năm là thời kỳ làm người ta đau đầu nhất, Triệu Quốc Đống mất cả buổi chiều để nghiên cứu thủ tục chúc Tết cấp trên. Triệu Quốc Đống cũng biết phải làm cho tốt nếu không sẽ có phiền toái không cần thiết. Chấm. Trưởng ban Mao, Trần Đại Lực tôi không nói cái khác nhưng tôi xuất thân nông thôn, không biết giả vờ gì hết. Hôm nay Bí Thư Hoàng dẫn theo người của huyện ủy Hoa Lâm chúng tôi đến cảm ơn trưởng ban Mao và ban tuyên giáo thị ủy đã hết sức ủng hộ công việc của Hoa Lâm chúng tôi. Lão Trần tôi xin cạn, ngài tùy ý. Giọng nói sang sảng phát ra từ phòng đối diện làm Triệu Quốc Đống vừa nói chuyện điện thoại xong nghe thấy khá quen tai. Hôm nay công ty Điện Thiên Hằng mời mấy vị lãnh đạo ban quản lý tham gia tổng kết cuối năm. Triệu Quốc Đống vốn định không tới nhưng Tổng Giám đốc Phương Hằng tự mình lên mời nên hắn không tiện từ chối. Nói thật mấy hôm nay Triệu Quốc Đống đến mức nghe thấy rượu là sợ. Gần như chưa, tối hôm nào cũng kín lịch, nhất là buổi tối bình thường phải tham gia 3-4 bữa ăn, vì thế Triệu Quốc Đống không thể không nghĩ cách xin nghỉ. Nhưng các bữa nhậu này có nhiều bữa không thể không đi. Có một vài công ty quan trọng trong địa phận quận, thị xã mời, có các cục quan trọng trên thị xã mời, có bạn bè quen mời, còn có những cơ quan cấp trên anh phải chủ động mời để tiện cho công việc năm tới. Mấy bữa cơm này đều có ý nghĩa đặc biệt. Anh tham gia, chủ nhân thấy vinh hạnh. Anh không tham gia thì sẽ làm người ta thấy anh kiêu ngạo. Nhất là Triệu Quốc Đống lên quận Tây Giang, ban quản lý chưa lâu, hơn nữa luôn làm người ta thấy hắn hay gây mưa gió. Làm cán bộ bên dưới đều thấy khó gần, như vậy không lợi cho triển khai công việc. Vì thế Triệu Quốc Đống cũng phải thông qua các bữa nhậu mà cải thiện quan hệ. Trần Đại Lực, bây giờ hình như đã là trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Hoa Lâm. Triệu Quốc Đống có chút ấn tượng về người này. Người này xuất thân cán bộ nông thôn điển hình, năng lực có nhưng miệng nói chuyện hơi thô lỗ, hơn nữa không phân biệt trường hợp. Không cần biết có phụ nữ ở đó hay không mà cứ động chút chửi mẹ chửi cha. Chẳng qua người này lại dùng tốt ở xã, thị trấn. Khi mở rộng trụ sở trồng cỏ, người này làm rất tốt. Chẳng qua Triệu Quốc Đống thấy Trần Đại Lực chỉ có thể coi là một cán bộ xã có năng khiếu, anh muốn anh ta phụ trách công việc một phòng ban trên huyện thì phong cách này có lẽ khó có thể thích ứng. Triệu Quốc Đống nhớ kỹ Trình Nhược Lâm từng đề cập qua người này nghe nói muốn làm trưởng ban tuyên giáo, hơn nữa tác phong sống không tốt. Chẳng qua khi đưa thảo luận Trần Đại Lực làm thường vụ huyện ủy Hoa Lâm thì Triệu Quốc Đống chỉ xếp cuối trong các thường vụ thị ủy, hơn nữa không phải cán bộ Tây Giang hoặc ban quản lý nên hắn không có quyền lên tiếng. Nghe nói người này và Vương Nhị Khải đã thành cánh tay phải, tay trái của Hoàng Côn. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng không ngờ Vương Nhị Khải do một tay mình đề bạt lại có thể quan hệ hòa hợp trong thời gian ngắn với Hoàng Côn như vậy. Mặc dù hắn biết người đi sẽ giảm bớt tình cảm, sẽ có người thay đổi nhưng không tới mức nhanh như vậy chứ. Trên thực tế ngăn cách giữa hai người đã xuất hiện khi Triệu Quốc Đống đề bạt cán bộ là Quế Toàn Hữu chứ không phải là Vương Nhị Khải. Mặc dù sau đó đã bù đắp cho Vương Nhị Khải, nhưng mâu thuẫn đã bắt đầu đâm chồi, khó có thể diệt trừ. Bề ngoài Vương Nhị Khải vẫn tỏ vẻ theo sát Triệu Quốc Đống, chẳng qua cả hai người đều biết quan hệ sẽ không thể thân mật như khi Triệu Quốc Đống còn làm phó chủ tịch thường trực. Triệu Quốc Đống không phải chưa suy nghĩ đến chuyện này, nhưng hắn phải suy tính về mọi phương diện. Lần đầu đề cử cán bộ ra ngoài nếu không đề cử một người có đủ năng lực và trình độ văn hóa, hắn lo sẽ khiến Trương Thiên Phóng có ấn tượng không tốt về mình. Cho nên Triệu Quốc Đống mới đề cử Quế Toàn Hữu, mà khi lên đến tầm cán bộ cấp huyện thì Triệu Quốc Đống cho rằng về phương diện nào Quế Toàn Hữu cũng có không gian phát triển lớn hơn Vương Nhị Khải. Triệu Quốc Đống về phòng, mọi người bên trong đang không ngừng uống. Vương Hằng vốn là một nhân viên kinh doanh của nhà máy điện Phương Đông Ninh Lăng, đây là một nhà máy tập thể. 2 năm trước kinh doanh kém khiến gần như phá sản. Vương Hằng trước đó đã rời nhà máy và ra ngoài, thấy tình hình đó y liền quay lại tìm mười mấy đồng nghiệp cũ bỏ ra 1,2 triệu mua lại nhà máy, trong đó một mình y bỏ ra 1 triệu,
200.000 còn lại phân biệt cho hơn 10 nhân viên quản lý và kỹ thuật gom góp. Sau đó nó được đổi tên thành công ty Điện Thiên Hằng, dựa vào quan hệ mấy năm của y ở Chiết Giang, công ty nhanh chóng khôi phục, năm đầu đã giảm bớt lỗ chuyển lãi, năm sau công ty thuê 80 mẫu đất trong khu khai phát xây dựng nhà máy không ngừng mở rộng quy mô. Nó bây giờ đã là một công ty tư nhân nổi tiếng của thị xã Ninh Lăng. Bí thư Triệu, ngài ra ngoài trốn rượu sao? Chén này tôi giữ lại giúp ngài, ngài muốn trốn cũng không được. Một năm có một lần, bình thường mời ngài không bao giờ tiếp chiêu, luôn nói công việc bận. Nếu cán bộ đảng viên nào cũng như ngài thì tôi nghĩ ngành ăn uống sẽ kém phát triển đi hơn phân nửa. Người nói chuyện là Phó Tổng Giám đốc Thiên Hằng, bình thường y phụ trách công tác liên lạc với Ban Quản lý Khu Khai Phát. Quyển 8, chương 101. Tôi gọi điện thoại thôi mà. Lão Vương, Lão Thường, công ty hai anh làm ăn phát đạt, Ban Quản lý cũng vui mừng. Các anh là người nộp thuế, chúng tôi là người phục vụ. Ban Quản lý chúng tôi phục vụ các anh cũng là việc nên làm. Triệu Quốc Đống ngồi xuống rồi giơ chén lên uống cạn. Chẳng qua Lão Vương, năm nay là cơ hội lớn. Nếu công ty Quốc Điện thật sự xây dựng trụ sở ở khu khai phát chúng ta, có thể nói Ninh Lăng chính là trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện của cả quốc gia, các ngành liên quan cũng sẽ phát triển, giá trị đạt đến vài tỷ cũng không phải không thể. Thiên Hằng các anh cần phải mở rộng quy mô, làm lớn, chiếm thị trường. Bí thư Triệu, trụ sở này rốt cuộc đã xác định hay chưa? Tôi nghe một người bạn nói chỉ cần bên công ty Quốc Điện xác định hạng mục này thì các nơi đã cạnh tranh rất quyết liệt, hoa rơi nhà ai vẫn chưa xác định. Ninh Lăng chúng ta mới chỉ là một điểm khảo sát mà thôi. Lão Vương, đây không phải bí mật gì, công ty Quốc Điện không thể nào công khai tuyên bố đã xác định ra ngoài. Dù sao nó còn cần được thông qua ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia và Quốc vụ Viện, nhưng tôi dám đảm bảo trụ sở sẽ xây dựng ở Ninh Lăng chúng ta. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Bây giờ không chỉ có mình Vương Hằng chú ý điểm này, có thể nói tất cả các công ty, đơn vị nhà nước có liên quan đến ngành điện, ngành xây dựng, cơ giới đều chú ý đến chuyện này. Có thể nói nó sẽ khiến Ninh Lăng tiến hành công nghiệp hóa trên quy mô lớn hay là vẫn sống dở chết dở như hiện nay. Mà các công ty càng nhạy cảm với việc này hơn, nhất là các công ty sản xuất thiết bị ngành điện và công ty sản xuất máy móc, thiết bị còn thiếu chút nữa tập hợp mời Triệu Quốc Đống đến Bắc Kinh vận động hạng mục này. Gần như người có tin tức nhanh nhạy đều biết trụ sở rơi vào nhà ai thì có quan hệ đến việc vị bí thư đảng ủy khu khai phát này có thể lôi kéo được không. Bí thư Triệu, cái khác tôi không nói nhiều, Ninh Lăng chúng ta có rất nhiều người nhìn chằm chằm xem trụ sở có thể tiến vào Ninh Lăng không. Có thể cán bộ nhà nước không rõ, nhưng chúng tôi làm ngành này thì ai chẳng mở to mắt mà mong đợi. Bí thư Triệu, tôi có thể chắc chắn chỉ cần trụ sở này rơi vào Ninh Lăng, mà thị xã có thể đưa ra các chính sách ủng hộ thì không đầy 10 năm. Không, chỉ 5 năm sản xuất công nghiệp của Ninh Lăng không nói vượt qua Miên Châu Kiến Dương, ít nhất cũng có thể vượt qua Vinh Sơn, Lô Hóa, Đường Giang, dù vượt Lam Sơn Tân Châu cũng không phải không thể. Mặt Vương Hằng hơi hồng lên vì uống rượu và vì câu nói kia của Triệu Quốc Đống. Qua đó đủ để chứng minh y nhạy cảm vì hạng mục này như thế nào. Cái khác tôi không nói, chỉ cần trụ sở này đầu tư ở Ninh Lăng, Vương Hằng tôi dù phá sản cũng phải đưa thêm dây chuyền sản xuất số 2 vào hoạt động. Hơn nữa sẽ giới thiệu mấy bạn bè bên Quảng Đông tới xây dựng nhà máy, điểm này tôi đảm bảo. Lão Vương, tôi thích nghe câu này của anh. Được, tôi hứa được làm được, anh cũng phải thực hiện lời hứa của anh. Năm nay là năm phát triển mạnh của khu khai phát cũng giơ hai tay chào đón các nhà đầu tư đến gây dựng sự nghiệp ở khu khai phát. Khu khai phát cũng sẽ cải tiến tác phong làm việc, cung cấp sự phục vụ tốt nhất cho nhà đầu tư, để nhà đầu tư có thể kiếm tiền ở Ninh Lăng. Để bọn họ coi Ninh Lăng là quê hương thứ hai. Triệu Quốc Đống cười nói. Lão Vương, tôi hy vọng anh có thể sớm tỏ thành ý được không? Ha ha, bí thư Triệu. Vương Hằng bị Triệu Quốc Đống nói như vậy nên muốn xuống cũng không được. Sao, sợ tôi nói mà không thể làm được ư? Không sao, Lão Vương, anh đầu tiên cho tôi một bản kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất là được. Không cần anh phải lập tức đưa kế hoạch vào áp dụng. Sau Tết anh cho tôi bản kế hoạch này cùng với hiệp định thuê đất xây dựng thêm nhà xưởng với khu khai phát là được. Vậy thì không vấn đề gì. Nhưng mà bí thư Triệu, nếu trụ sở không thể đặt ở Ninh Lăng thì hiệp định này không chắc đã thực hiện đâu. Vương Hằng có chút lo lắng bổ sung thêm. Ha ha, Lão Vương, anh cảm thấy tôi là người không nói tình cảm sao? Triệu Quốc Đống cười cười mà nói. Lý Trạch Hải, Phùng Vân Khôn và Lô Miễn Dương đều khá vui vẻ.
Triệu Quốc Đống nếu dám đảm bảo như vậy thì đương nhiên cũng có chút tự tin. Thu hoạch của hội nghị thu hút đầu tư trên Thượng Hải là không nhỏ. Mặc dù trong năm không thấy bao hiệu quả, nhưng ít nhất có nhiều công ty tỏ ý muốn tới đầu tư. Mặc dù không có trụ sở kia thì ít nhất cũng có vài công ty sẽ tới, ít nhất có thể ăn nói với thị ủy, ủy ban thị xã. Triệu Quốc Đống ra ngoài phòng liền cảm nhận không khí tươi mát ập vào. Vương Hằng đã sớm đặt phòng hát sang trọng ở khu khách quý của Ninh Uyển. Chẳng qua Triệu Quốc Đống từ trước đến giờ không thích hát, nhất là ca hát vì công việc như thế này. Đám người Lý Trạch Hải cũng biết sở thích này của Triệu Quốc Đống nên không miễn cưỡng. Vương Hằng chỉ có thể cùng đám người Lý Trạch Hải sang bên kia, Triệu Quốc Đống cũng vui vẻ thoải mái. Một bóng người vừa từ phòng bên đi ra và chạy ào vào toilet, cô mới đến cửa đã không nhịn được phải nôn ra. Triệu Quốc Đống nhìn có vẻ quen quen, hắn nhìn kỹ thì thấy chính là La Băng. La Băng mặt đỏ như có lửa đốt, cô khẽ nhíu mày lại, trên mũi đổ mồ hôi, trên áo len còn bị dính một chút do vừa nôn ra, trên quần tất cũng dính. Bởi vì cô nghiêng người nôn rồi do mất đà mà đặt mông ngồi xuống nên cả người gần như dính hết. Sao thế La Băng, sao chị uống nhiều như vậy? Triệu Quốc Đống nhíu mày vội vàng đi lên đỡ La Băng dậy. La Băng mở mắt nhìn, có lẽ nhận ra Triệu Quốc Đống nên muốn tránh. Nhưng do tác dụng của rượu nên cô mất khống chế, người thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất. Triệu Quốc Đống có chút tức giận, La Băng có vẻ không phải loại phụ nữ không biết tự ái, người này sao hôm nay lại bị chuốc nhiều như vậy? Hơn nữa uống thành như thế mà không có ai ra giúp là sao? Người uống say nên khá nặng, hơn nữa La Băng cao 1m7, dáng người đẫy đà nên càng nặng hơn. Triệu Quốc Đống dìu cô đi đến một bàn cạnh đó ngồi xuống, sau đó đi thẳng vào phòng kia. Hắn vừa vào cửa đã nghe thấy Trần Đại Lực lớn tiếng nói. Lão Lữ, anh không phải nói La Băng uống giỏi lắm sao? Sao cô ta mới chút đã không chịu nổi? Bí thư Hoàng, bí thư Lỗ, xem ra nữ cán bộ của huyện ta thiếu rèn luyện. Trưởng ban Giản Hồng đi liền không có ai nâng ngọn cờ này lên. Trưởng ban Khương, trưởng ban Mao không thường xuyên tới mà lại tiếp như vậy sao? Ha ha, trưởng ban Trần, La Băng uống cũng được, tôi nghe nói có lần cô ta uống hết nửa lít rượu. Chẳng qua anh cho lại pha rượu trắng vào thì sao có thể chịu nổi. Tôi đoán bây giờ Lôi Bằng nhất định đang trong phòng vệ sinh mà nôn. Một người cười phá lên nói. Bí thư Hoàng, ai cũng nói La Băng đẹp nhưng như người đẹp băng giá. Có phải có vấn đề gì không? Chồng cũ của cô ta là quân nhân nhưng lấy chưa đầy năm đã ly hôn và sống như vậy tới giờ, không thấy cô ta tìm đàn ông. Ai cũng nói phụ nữ 30 như sói, 40 như hổ. Cô ta mới 34 mà nhịn được sao? Ha ha, chẳng lẽ là... Trần Đại Lực nói làm Triệu Quốc Đống muốn đạp cửa xông vào. Quyển 8, chương 102. Nhưng Triệu Quốc Đống vẫn cố nhịn cơn tức trong lòng xuống. Hắn vốn không nhìn ra Trần Đại Lực lại có bản lĩnh khiến Hoàng Côn coi trọng như vậy. Hắn đứng ngoài để nghe thêm một chút. Ha ha, trưởng ban Trần đừng nói linh tinh. Người ta bây giờ là lãnh đạo thị ủy, hơn nữa nếu nói có quan hệ thì phải với họ Trình. La Băng trời sinh đã lạnh nhạt nên không ai hứng thú. Ha ha. Lữ An Bang cũng bắt đầu nói loạn, có lẽ cảm thấy Triệu Quốc Đống đã rời khỏi Hoa Lâm, mà Hoàng Côn lại mâu thuẫn với Triệu Quốc Đống, y liền không sợ nữa. Triệu Quốc Đống lúc này cảm nhận rõ ràng đánh rắn không chết bị rắn cắn. Tên Lữ An Bang này lúc xây dựng công trình cầu Quế Khê và khu Hà Đông thì chỉ làm qua loa, Triệu Quốc Đống vốn muốn điều chỉnh nhưng thấy y tuổi đã cao nên tha cho một đường, không ngờ tên này lại dám làm nói xấu hắn như vậy. Lão Lữ, nói chuyện phải chú ý chừng mực. Lỗ Đạt lên tiếng. Ha ha, bí thư Lỗ, tôi nói là thật. Nghe nói La Băng cùng phó trưởng phòng kia quan hệ mật thiết, nhưng phó trưởng phòng kia cũng có nhiều lời đồn đoán mà. Lữ An Bang bị ổi mà nói, trong đó không giấu nổi vẻ dâm đãng. Triệu Quốc Đống đúng là không nhìn ra và thấy tên này quá giỏi đóng kịch. Triệu Quốc Đống vẫn không nghe thấy tiếng của Hoàng Côn, Mao Bình có lẽ đã rời đi. Vị trưởng ban Khương kia có lẽ là Khương Đại Duy của ban tuyên giáo thị ủy, ngoại hiệu Kim Thượng Tướng. Tức là danh tướng Khương Duy thời Tam Quốc nhưng trên thực tế ám chỉ y rất háo sắc, thường xuyên đến mấy chỗ ăn chơi, hơn nữa cũng có tiếng xấu trong ban tuyên giáo. Chẳng qua nghe nói người này có ông chú tốt, là phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Bân. Trưởng ban tổ chức cán bộ, trưởng ban cừu cũng có quan hệ mật thiết với chú y. Ha ha, không ngờ chủ nhiệm Lữ cũng chú ý đến mấy việc này. Bí thư Hoàng, tôi cảm thấy sau khi anh đến Hoa Lâm khiến không khí Hoa Lâm dễ dàng hơn. Lão Trần là người cương trực khiến công tác tuyên truyền của Hoa Lâm đã tăng lên.
khi Triệu Quốc Đống còn ở Hoa Lâm, tôi và trưởng ban Mao đều không muốn tới Hoa Lâm, là vì sao? Bởi vì đến Hoa Lâm kiểm tra công việc xong rồi về luôn. Đừng nhìn Giản Hồng bây giờ đã là phó trưởng ban thư ký thị ủy, nhưng tôi thấy cũng mặt lạnh như la băng. Đều là đồng chí, đều vì công việc, ăn bữa cơm sao xa sầm mặt như vậy. Đây là làm người ta mất hứng, ra vẻ kiêu kỳ, có giỏi thì lên tỉnh, trung ương làm mới là có bản lĩnh. Giọng the thé vang lên, Triệu Quốc Đống nhận ra đó là phó trưởng ban tuyên giáo Khương Đại Duy. Triệu Quốc Đống không nghe thấy giọng của Hoàng Côn nên có chút ngạc nhiên và vui mừng. Ít nhất vị bí thư huyện ủy này còn không kém cỏi đến mức đó, hắn cũng không cần ở lại đó. Chẳng qua hắn đang định đi thì nghe thấy một người lạnh nhạt nói. Lão Khương, mỗi người có tác phong làm việc riêng, bí thư Triệu có tác phong làm việc của mình, tôi mặc dù nhìn nhận vấn đề khác anh ta, nhưng cũng không có nghĩa tôi chối bỏ hoàn toàn ý nghĩa công việc của anh ta. Bí thư Triệu giỏi làm kinh tế, chỉ là tôi làm bí thư huyện ủy chứ không phải chủ tịch huyện, tôi thấy công việc của huyện ủy và ủy ban huyện phải phân công rõ ràng thì có lợi hơn. Nghe xong câu này Triệu Quốc Đống lậu tức rời đi. Triệu Quốc Đống gần như phải bế la băng lên xe, nhiệt độ bên ngoài khá lạnh, Bành Trường Quý rất nhanh chạy tới và giúp Triệu Quốc Đống đưa la băng lên xe. Bành Trường Quý nhíu mày nói. Bí thư Triệu, đây có phải trưởng phòng La không? Sao lại như vậy? Hừ, có người chuốc rượu, thời này phụ nữ làm chính trị đúng là không dễ. Triệu Quốc Đống đặt la băng lên ghế sau. La băng lúc này đã tỉnh lại đôi chút nên muốn giãy giụa ngồi dậy, chẳng qua do men rượu quá nhiều nên không thể. Triệu Quốc Đống cởi áo khoác ngoài của cô ra, hắn có thể cảm nhận được giọt nước mắt của cô chảy xuống. Triệu Quốc Đống ngẩn ra nhưng không nói gì, hắn đóng cửa xe, máy điều hòa được bật lên. Đi, về Hoa Lâm. Bành Trường Quý liền chạy đi bảo nhân viên phục vụ nói bọn họ thông báo với khách phòng kia rằng La Băng mệt nên được bạn đưa về Hoa Lâm. Trình Nhược Lâm nhận được điện thoại của Triệu Quốc Đống liền vội vàng đến ra cửa chờ. Cô thấy Triệu Quốc Đống đỡ La Băng xuống liền vội vàng đi lên giúp. Sao vậy anh, sao Băng tỷ lại bị như vậy? La Băng oán trách nhìn Triệu Quốc Đống. Nhược Lâm, anh mà đi cùng có đến mức để chị ta bị vậy không? Chẳng lẽ anh chuốc chị ta? Triệu Quốc Đống có chút tức giận trừng mắt nhìn Trình Nhược Lâm. Hắn một bên đỡ La Băng nằm xuống ghế, một bên nhìn quanh nhà cô. Hắn và Trình Nhược Lâm cũng có một thời gian quan hệ nhưng hắn chưa tới nhà cô bao giờ. Trình Nhược Lâm biết rõ nguyên nhân thì hơi đỏ mặt nói. Em chỉ biết hôm nay không có chuyện tốt, Hà Lương Tài gọi tới bảo Băng tỷ tham gia, Băng tỷ không muốn đi, sau đó Trần Đại Lực gọi nói bí thư Hoàng tự mình điểm danh, nói lãnh đạo của ban tuyên giáo nhất định phải đi. Băng tỷ hôm nay bị cảm nhưng không đi không được, đám người kia sao lại vui vì việc này, đều là đồng nghiệp mà làm như vậy sao? Nhỏ giọng chút, đừng để đồng nghiệp nghe thấy. Băng tỷ ở phòng đối diện với em, trên tầng là trưởng phòng cũ, nhà bọn họ không có ai vì mang con về quê rồi. Trình Nhược Lâm oán hận nói, nhưng cô cũng giảm giọng đi. Trần Đại Lực là kẻ không ra gì, đến phòng em kiểm tra công việc thì bắt em và Băng tỷ phải đi cùng hắn. Hắn là kẻ xấu xa làm người ta không nhịn được, mắt cứ nhìn chằm chằm vào các cô gái trẻ ở đài truyền hình, miệng chỉ muốn chảy nước. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, đúng như lời Hoàng Côn nói, mỗi người có tác phong làm việc khác nhau, Trần Đại Lực có thể lọt vào mắt Hoàng Côn tức là có năng lực. Nếu không khi hắn làm bí thư huyện ủy thì Trần Đại Lực cũng không thể làm tốt như vậy. Nhà La Băng có ai khác không? Triệu Quốc Đống nhìn thoáng qua La Băng đang mê man trên ghế, mặt cô đỏ bừng đến tận cổ, ngay cả tay cũng đỏ lên, đây là dị ứng đối với cồn. Còn có ai chứ? Nhà Băng tỷ không ở Ninh Lăng, người nhà chị ấy ở An Đô. Năm 89 tốt nghiệp đại học và được phân về Ninh Lăng. Trình Nhược Lâm thở dài một tiếng. Chị ấy lại ly hôn. Bố mẹ chị ấy nghe nói là phần tử trí thức, quan hệ của chị ấy với nhà cũng không tốt mấy. Em thấy cuối năm chị ấy chưa chắc đã về nhà. Năm 89, Triệu Quốc Đống nghĩ một chút, năm ấy không ít người bởi vì đầu óc nóng lên, lập trường không kiên định mà phải trả giá. Vậy nên làm như thế nào? Một mình em có thể lo cho La Băng được không? Triệu Quốc Đống xua tay nói. Một mình em, vậy sao được, Băng tỷ to như vậy, em không đỡ nổi, còn cần anh mà. Trình Nhược Lâm vội vàng lắc đầu nói. Cả người chị ấy toàn thứ nôn ra, anh giúp em đưa chị ấy vào phòng tắm, em tắm cho chị ấy, còn phải nấu canh giải rượu. Quyển 8, chương 103. Chị ta biết quan hệ của anh và em. Triệu Quốc Đống kéo Trình Nhược Lâm vào góc và nhỏ giọng nói. Còn không phải do anh.
Trình Nhược Lâm có chút xấu hổ nói. Lần trước băng tỷ đến chỗ em thì thấy cái kia trong ví nên cứ hỏi mãi. Triệu Quốc Đống ngẩn ra mà cười khổ nói. Sao chị ta lại thấy? Em sao biết chị ấy đột nhiên lại tới nên không kịp giấu? Trình Nhược Lâm khẽ đấm vào ngực Triệu Quốc Đống. Em đương nhiên có chết cũng không thừa nhận, chẳng qua băng tỷ chắc đoán được quan hệ của em và anh. Chị ấy cũng không nói mà chỉ bảo em cẩn thận một chút. Anh yên tâm, băng tỷ đối xử rất tốt với em. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng, La Băng rất thông minh thì sao có thể không đoán ra. Bảo sao vẻ mặt lúc ở Sơn Trang Đường Hồ lại là lạ như vậy. Anh gọi điện cho Bành Trường Quý bảo 6 giờ sáng mai lặng lẽ đến đón anh sắp thành kẻ trộm rồi. Anh không phải kẻ trộm thì là gì? Trình Nhược Lâm trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống mà nói. Triệu Quốc Đống bị Trình Nhược Lâm nhìn như vậy thì không nhịn được, lửa dục trong lòng bắt đầu thiêu cháy. Hắn mở rộng hai tay ôm chầm lấy Trình Nhược Lâm vào lòng. Cặp vú của cô chỉ trong một giây đã thoát khỏi chiếc áo lót mà rơi vào tay Triệu Quốc Đống. Trình Nhược Lâm cũng không ngờ Triệu Quốc Đống lại to gan như vậy. Ở phòng khách còn có La Băng nằm mê man ở đó, vậy mà hắn dám cho tay vào áo của cô. Cô khẩn trương đến độ muốn lên tiếng. Chẳng qua Triệu Quốc Đống phản ứng rất nhanh, hắn đã sớm lấy miệng bịt miệng cô. Trình Nhược Lâm kêu ú ớ một tiếng, sau đó hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Một lúc sau Trình Nhược Lâm mới thoát ra khỏi đôi tay quái ác của Triệu Quốc Đống. Cô oán trách trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống, một bên mặc lại áo lót của mình mà nói. Anh không sợ băng tỷ tỉnh lại thấy sao? Em không phải La Băng sớm đoán được ư, vậy có gì phải sợ? Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng và không trêu cô nữa. Chị ấy đoán là đoán, dù sao em không thừa nhận thì chị ấy cũng không thể làm gì. Trình Nhược Lâm nói chuyện như một đứa bé, bao giờ người bắt chúng quả tang mà vẫn còn không thừa nhận. Nhược Lâm, La Băng dù biết cũng có thể làm gì. Có thể cách chức phó trưởng phòng của em hay bí thư quận ủy của anh sao? Triệu Quốc Đống có chút buồn cười mà nói. Vậy thì không phải, băng tỷ và em có quan hệ rất tốt, em chỉ lo sẽ ảnh hưởng tới anh mà thôi. Trình Nhược Lâm nghĩ thấy cũng đúng nên cười nói. Được rồi, anh giúp em bế băng tỷ vào nhà tắm, em lau người cho chị ấy, sau đó anh bế chị ấy lên giường để chị ấy ngủ. Nhược Lâm, bảo sao ai cũng nói em và La Băng có quan hệ không bình thường. Ừ, đều nghi ngờ em và La Băng có phải là cái kia hay không, anh thấy có vẻ giống, em còn tắm thay chị ta. Ha ha. Có phải quá mập mờ không? Triệu Quốc Đống cười hì hì nhìn Trình Nhược Lâm. Anh nghĩ gì thế hả? Em và chị ấy thân như chị em ruột. Chị ấy bây giờ say như vậy, em còn có thể để chị ấy cứ vậy mà lên giường sao? Mặt Trình Nhược Lâm đỏ lên, cô chu môi, chống tay vào sườn mà nói. Xã hội bị đám người có tư tưởng xấu xa như anh làm hỏng hết. Ha ha, anh chỉ nói một chút mà thôi. Chẳng qua đám người Trần Đại Lực, Lữ An Bang cũng có chút nghi ngờ mà. Triệu Quốc Đống cười nói, hắn thích nhất là nhìn vẻ mặt oán giận của Trình Nhược Lâm. Bọn họ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, em còn có thể cấm bọn họ suy nghĩ sao? Trình Nhược Lâm khinh thường nói, Trần Đại Lực là kẻ không ra gì, ăn nói thô tục, nói chuyện không chú ý xem có các cán bộ nữ ở đó. Huyện không biết sao lại bố trí người như vậy làm trưởng ban tuyên giáo. Có lẽ người này giỏi làm công tác quần chúng, huyện ủy Hoa Lâm có lẽ cũng cần sở trường này của Trần Đại Lực. Triệu Quốc Đống từ chối cho ý kiến. Trước mặt Trình Nhược Lâm, hắn không muốn đánh giá cách dùng người của lãnh đạo Hoa Lâm hiện nay. Hừ, sở trường, hắn thì có sở trường gì? Ngoài uống rượu, chơi gái thì chỉ biết nói mấy lời tục tằn hơn nữa còn không phân biệt trường hợp, không phân biệt đối tượng. Băng tỷ đã nói với em mấy lần, nói là không nhịn được người này, nói chuyện công việc mà toàn thêm mấy từ dung tục vào đó. Chị ta vì thế đã đỏ mặt tức giận với Trần Đại Lực hai lần nhưng Trần Đại Lực vẫn như thế. Hơn nữa càng lúc càng quá quát, có lần còn giả vờ say rượu mà động tay động chân. Trình Nhược Lâm rất tức giận nói. Lúc anh làm bí thư huyện ủy sao không cách chức cán bộ như vậy? Triệu Quốc Đống không biết nói gì. Cách chức một bí thư đảng ủy khu không phải nói muốn làm là được. Hơn nữa lúc ấy hắn cũng thấy Trần Đại Lực có năng lực, khí phách, thích hợp làm công tác cơ sở. Ai ngờ bây giờ lại thành như vậy. Chẳng qua nếu Trần Đại Lực là loại người đó thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Với cách nói hiện nay thì Trần Đại Lực là quấy rối tình dục, lấy tính cách của Lôi Băng thì khi cô không nhịn được là sẽ có chuyện lớn xảy ra. La Băng đúng là rất nặng, Triệu Quốc Đống đánh giá cũng tầm 55 cân. Cô cao trên 1m7, dáng người đẫy đà. Triệu Quốc Đống đặt tay xuống bế lấy cô,
cảnh tượng ở suối nước nóng núi Hốt Luân một lần nữa xuất hiện ở trong đầu hắn. Cô mặc chiếc áo tắm màu xanh biếc bó sát người nên không thể che đi cặp mông đẫy đà phập phồng trước mặt hắn. Điều này làm Triệu Quốc Đống tim đập mạnh lên, bây giờ cơ thể đó đã nằm trong lòng hắn. Tốn khá nhiều sức Triệu Quốc Đống mới bế được La Băng vào nhà tắm. Nhà tắm không quá lớn, chỉ có thể chứa được một người. Trình Nhược Lâm đã sớm lấy nước nóng và bảo Triệu Quốc Đống cứ như vậy đỡ La Băng. Cô cũng không ngại Triệu Quốc Đống ở đây mà cởi áo len của La Băng ra, chiếc áo lót màu đen bên trong không thể che nổi cặp vú to của cô. Bởi vì quần áo nên da thịt trắng muốn cứ lộ ra trước mặt hắn, Triệu Quốc Đống thậm chí còn thấy được màu nhàn nhạt của vú. Anh nhìn gì thế? Trình Nhược Lâm có chút ghen tị trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống vội vàng cười ha hả nói. Không nhìn gì mà, không phải chưa từng nhìn như thế này. Lúc ở suối nước nóng núi Hốt Luân cũng thấy cả ngày còn gì. Hừ, em thấy anh cũng không khác gì Trần Đại Lực, nước miếng sắp thấm ướt cả nhà tắm. Trình Nhược Lâm đâm Triệu Quốc Đống một câu, một bên kéo chiếc quần tất màu đen bên dưới ra, chiếc quần lót cũng bị kéo ra hơn nửa. Hơn nửa cánh mông cùng đám cỏ đen kia lộ ra, Triệu Quốc Đống cũng thấy nóng mặt nên vội vàng quay đầu sang bên. Nước ấm áp chảy qua người làm La Băng cảm thấy mình từ thế giới tăm tối từ từ đi ra. Thực ra không phải cô không biết gì đối với hoàn cảnh xung quanh. Nhưng cô như con gấu ngủ đông, cô cảm thấy cả người mình bị bao lớp tơ nhện trăng kín, cô muốn nói chuyện mà cảm thấy mình không thể mở miệng, cô muốn hành động mà không hề động đậy. Cô chỉ mơ hồ cảm thấy có người bế mình lên xe, cô biết đó là Triệu Quốc Đống. Khi cô còn chưa mất lý trụ sở, cô thấy ánh mắt tức giận của đối phương làm cô không nhịn được mà rơi nước mắt. Đến khi Trình Nhược Lâm cùng Triệu Quốc Đống cởi quần áo cho cô, La Băng vẫn có chút cảm giác. Nhất là Triệu Quốc Đống ôm cô, Trình Nhược Lâm cởi áo và quần cho cô rất xấu hổ nhưng muốn giãy giụa thì không có chút sức lực nào cả. Làn nước ấm làm La Băng dần tỉnh táo lại, tay Trình Nhược Lâm khẽ vuốt ve trên người cô, từ ngực đến mông, từ lưng đến chân. La Băng cũng không ngờ rượu gạo lại mạnh đến thế. Mao Bình, Khương Đại Duy, Hoàng Côn, Lỗ Đạt, Trần Đại Lực, mời một vòng. Mới đầu cô thấy có gì đó không đúng, đến khi người nóng lên, buồn nôn. Cô mới thấy không đúng thì đã muộn. Lần đầu cô cảm thấy khó chịu như vậy, dạ dày cứ như con thuyền trong sóng lớn, cả người như bị trúng thuốc mê nên bủn rủn không còn sức lực, thậm chí khống chế cơ thể mình mới không được. Băng tỷ, đỡ chưa? Trình Nhược Lâm đỡ La Băng lên, đặt cô ngồi lên chiếc ghế dựa đặt trong nhà tắm, sau đó lau tóc và người cho đối phương. La Băng cố gắng muốn ngồi xuống phối hợp với Trình Nhược Lâm nhưng lại thấy cả người mệt mỏi. Nhược Lâm! Có phải bí thư Triệu đưa chị về? La Băng hít sâu một hơi và lắc đầu cho tỉnh lại. Hai bên trán cô rất đau giống như có gì muốn nhảy ra khỏi trán. Vâng, băng tỷ, chị uống say đến độ sắp ngất. Anh ấy vừa lúc gặp chị nên đưa chị về. Trình Nhược Lâm gật đầu, ở tình huống như vậy thì cũng không cần phải giải thích nhiều. Em và bí thư Triệu. La Băng cắn môi nói. Băng tỷ, chị đừng hỏi nhiều, chị nhắm mắt ngủ đi. Em bảo anh ấy bế chị vào phòng. Trình Nhược Lâm lấy khăn tắm bao người La Băng lại, chỉ là khăn tắm tuy to nhưng chỉ có thể ôm lấy từ nách đến đùi, chân, vai cổ vẫn lộ ra ngoài. Không, không thể để bí thư Triệu vào. La Băng vội vàng hét ầm lên. Cái này, băng tỷ, chị không thể ngồi mãi trong phòng tắm mà. Bạn bè giúp nhau có gì đâu, em không thể đỡ nổi chị. Trình Nhược Lâm có chút buồn cười nhìn Triệu Quốc Đống đang gác chân chữ ngũ mà xem TV. Chính chị lại không thể tự đi. Chị có thể tự đi. La Băng cắn răng muốn đứng lên nhưng sau đó cô lại phải mệt mỏi ngồi xuống. Dạ dày lại lộn nhào làm cô thiếu chút nữa thì nôn. Được rồi băng tỷ, chị đừng cố làm gì. Em bảo anh ấy bế chị vào phòng ngủ. Em còn phải đi nấu canh giải rượu cho chị, nếu không mai dạ dày chị sẽ rất khó chịu. Trình Nhược Lâm không nói nhiều nữa mà tự quyết định. Triệu Quốc Đống có chút buồn cười nhìn La Băng đang nhắm tịt mắt lại. Sau đó đưa tay ôm lấy nách và eo của cô, bước nhanh vào phòng ngủ, sau đó đặt cô lên chiếc giường ấm áp. Bởi vì động tác đặt xuống hơi mạnh nên khăn tắm bị tuột ra, cả cơ thể của La Băng đột nhiên xuất hiện trước mặt Triệu Quốc Đống. Hai điểm đỏ bừng, đám cỏ đen rậm rạp ở bụng dưới. Mắt Triệu Quốc Đống đỏ bừng lên, La Băng không nhịn được mà hét ầm lên. Điều làm Trình Nhược Lâm và Triệu Quốc Đống phải hốt hoảng đắp chăn thay cô. La Băng rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Sau khi uống xong bát canh mà Trình Nhược Lâm nấu, cô ngủ rất ngon. Trình Nhược Lâm ngủ trong phòng khách,
nhưng không đầy nửa đêm Triệu Quốc Đống đã lặng lẽ từ ghế sofa chui vào phòng dành cho khách. Trong trạng thái Trình Nhược Lâm nửa đẩy nửa kéo, hai người hưởng thụ một đêm điên cuồng. Triệu Quốc Đống đặt ra quy định với mình là Tết không nhận lì xì, quy định này nghe ra thì hay nhưng anh muốn làm được là không dễ. Bắt đầu từ 20 âm lịch, lệnh Hồ Triều cứ một ngày đổi pin điện thoại di động của Triệu Quốc Đống một lần. Trước cứ 3 ngày đổi pin một lần, bây giờ một ngày một cục, hơn nữa cứ đến tối là pin yếu. Vì thế lệnh Hồ Triều phải mua thêm một cục pin nữa để đề phòng. Lãnh đạo các xã, thị trấn và phòng ban đến văn phòng chúc Tết bí thư quận ủy là điều không có gì mới lạ, cũng chính là đến văn phòng anh ngồi, sau đó để lại hai bao lì xì, nói một hai câu cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm ủng hộ rồi đi. Ai cũng biết lúc này lãnh đạo rất bận, vừa ra ngoài là có thể gặp bạn đồng nghiệp tới phòng lãnh đạo. Tập quán tặng lì xì dịp năm mới của Trung Quốc đã có ngàn năm, chẳng qua nó đã thay đổi hương vị trong chốn quan trường. Lãnh đạo bình thường khó có thể đến gần, anh mời hắn ăn cơm, hắn không đến, anh muốn đưa tiền có lẽ hắn còn trở mặt mắng ngay, không chừng anh vừa đi, hắn liền giao cho ủy ban kỷ luật. Nhưng dịp Tết lại dễ làm hơn, tặng bao lì xì có vẻ như là chuyện hiển nhiên. Anh dù không muốn nhận cũng không thể từ chối, ít nhất cũng không thể làm người khác mất mặt mà. Nếu không anh chính là phá vỡ quy định mà mọi người trong chốn quan trường đều hiểu rõ. Triệu Quốc Đống đặt quy định cho đó là anh tặng lì xì nhất định không nhận, nhưng anh tặng đồ đặc sản gì đó, thậm chí một hai cây thuốc, bình rượu ngon hay là trà thì Triệu Quốc Đống từ chối không được sẽ nhận. Hắn ngồi ở vị trí bí thư quận ủy nên phải cân nhắc lợi hại được mất, anh không thể bị người muốn nặn thế nào thì nặn. Nhưng không thể ra vẻ anh là hoa sen không bị nhiễm bụi trần, như vậy anh mất đi quần chúng ủng hộ. Triệu Quốc Đống hoặc sáng hoặc tối nói rõ, ám chỉ quan điểm của mình. Hút cây thuốc, uống bình rượu hoặc ăn đồ đặc sản do anh mang tới thì không vấn đề gì, lòng người đều là thịt mà, không thể không có nhân tình. Nhưng tôi nhận một đồng tiền của anh thì tính chất đổi hẳn, đó chính là hại người hại mình. Cho nên Triệu Quốc Đống khi đề cập ăn Tết tiết kiệm thì cũng thông qua cách này truyền đạt quan điểm của mình ra ngoài. Hơn nữa không ít người đã từ bên Hoa Lâm hiểu tác phong làm việc của Triệu Quốc Đống, vì thế bọn họ cũng noi theo quy định này. Mặc dù là như vậy nhưng vẫn làm lệnh Hồ Triều cảm thấy mình sắp thành một ông chủ cửa hàng tạp hóa. Từ gà, thỏ, vịt đến thuốc, rượu, trà, chỉ một tuần mà đã chất đầy một nửa phòng thư ký của y. Lệnh Hồ Triều làm theo lời Triệu Quốc Đống, cứ món gì trên 1.000 liền đăng ký, giao cho văn phòng quận ủy xử lý, còn mấy thứ như rượu, thuốc lá, trà thì để ở phòng thư ký coi như dùng trong tiếp đón khách. Về phần đặc sản thì Triệu Quốc Đống chọn mấy món mình thích, các tứ khách lệnh Hồ Triều, Lục Nhị muốn gì thì chọn. Điều này làm lệnh Hồ Triều và Lục Nhị rất vui vẻ. Triệu Quốc Đống tiễn hai người khách ra ngoài rồi nói với lệnh Hồ Triều. Lệnh Hồ, anh đi theo hai vị khách kia, bọn họ đưa tới hai chiếc ghế da trâu, nói cái gì mà sản phẩm mới làm ra và đưa tới cho tôi dùng thử, ngồi vào mùa hè sẽ mát, mùa đông là ấm. Ân tình này không nhận không được. Anh xuống nhận đi, đưa chủ tịch Tằng một chiếc, chủ tịch Tằng sợ nóng. Còn đưa cả cho phó bí thư Vương Ích một chiếc, coi như tôi đưa cho bọn họ. Bí thư Triệu, lại là khách bên Hoa Lâm sang. Quế Toàn Hữu cầm một tập văn bản đi vào mà hỏi. Nhà máy Gia Hồng Tinh, anh biết hai vị này thành lập nhà máy như thế nào không? Ha ha, chỉ sợ anh nghĩ cũng không nghĩ tới. Chính là chúng ta làm cái trò xây dựng thành thị đó. Hai anh em bọn họ là người Bồng Sơn và mua được nhà ở Hoa Lâm. Chẳng qua ngồi ăn mãi thì núi vàng cũng hết. Bọn họ liền khảo sát thị trường Hoa Lâm. Hơn nữa bọn họ cũng đã làm ăn ở khu vực Duyên Hải vài năm nên thấy có thể phát triển trong ngành da. Bọn họ liền cùng họ hàng tụ tập được hơn triệu mở nhà máy da Hồng Tinh, chuyên môn lầm các sản phẩm về da trâu, bò cho ghế ô tô, ghế ngồi, sản phẩm bán khá chạy ở Hồ Nam, Trùng Khánh, Tứ Xuyên. Triệu Quốc Đống cười cười mà nói. Ồ, xem ra xây dựng thành thị đã thu hút được nhiều người có năng lực. Vấn đề hạn chế hộ khẩu đã ngăn cản nhiều người có năng lực ở lại nông thôn. Hoa Lâm xây dựng thành thị đầu tiên trong cả thị xã nên thu hút không ít người có năng lực. Bọn họ an cư ở Hoa Lâm, lại có tài chính và kỹ thuật nên khó tránh khỏi muốn gây dựng sự nghiệp. Đây cũng chính là thu hút đầu tư tài chính và nhân tài cho Hoa Lâm. Đây là một công vài việc. Quế Toàn Hữu cười nói. Ai đi trước người đó chiếm thời cơ. Những lời này không hề sai, ai đi sau thì chỉ có hóng gió, đúng là không dễ dàng. Khi tôi rời khỏi Hoa Lâm thì bên khu Hà Đông có ít nhất hơn 10 công ty lớn nhỏ được khai trương, đều là người có lợi từ chế độ hộ khẩu khi xây dựng thành thị mới. Phần lớn trong bọn họ đều ở các vùng nông thôn xung quanh,
nhưng nhiều người trong bọn họ cũng đã từng sang khu vực Duyên Hải làm ăn, tích lũy được tài chính và kỹ thuật. Hoa Lâm lại có chính sách giúp đỡ nhiều cho các nhà đầu tư, ủng hộ bọn họ gây dựng sự nghiệp trên địa bàn hiện có, cho nên khu Hà Đông Hoa Lâm phát triển rất nhanh. Tôi nghe thị trưởng Kim nói thị trưởng Thư yêu cầu chọn một nơi có các công ty tư nhân phát triển nhanh mà tổ chức hội nghị, coi như là làm trước công tác phát triển kinh tế của toàn tỉnh vào tháng 5. Hoàng Côn và Đường Diệu Văn đang tích cực tranh lấy hội nghị vào trong tay mà phải đi hoạt động các nơi. Xem ra xu thế phát triển của Hoa Lâm rất tốt. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng mà nói. Bảo sao khi tôi lên thị xã thì thấy Đường Diệu Văn và Vi Biểu từ văn phòng của thị trưởng Kim đi ra, thì ra bọn họ muốn tổ chức hội nghị này. Quế Toàn Hữu cười nói. Bí thư Triệu, Hoàng Côn đúng là người xuống mà hái đào. Nếu hội nghị kinh tế toàn tỉnh tổ chức ở Ninh Lăng chúng ta, chỉ sợ sẽ đến tham quan khu du lịch Kỳ Lân Quan núi Hốt Luân. Dù hội nghị không diễn ra ở Ninh Lăng thì điểm tham quan cũng chọn là Hoa Lâm. Trụ cột do ngài gây dựng, vầng sáng lại được Hoàng Côn nhận. Ha ha, đúng là làm tốt không bằng may mắn. Tôi nghe Lão Hoác nói giá trị sản xuất công nghiệp nửa cuối năm của Hoa Lâm khá nhanh, hơn nữa có lẽ năm sau còn có mấy hạng mục tiến vào, chủ yếu là ở ngành sản xuất da giày. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Toàn Hữu, khả năng hội nghị công tác kinh tế toàn tỉnh tổ chức ở Ninh Lăng là không cao. Phát triển kinh tế tư nhân thì ở Tân Châu hay là Lam Sơn đều hơn chúng ta, bây giờ tốc độ phát triển của Vĩnh Lương cũng nhanh, chứ đừng nói tới Miên Châu Kiến Dương. Mấy nơi này còn có thể hơn, nhưng điểm tham quan thì có thể cho Ninh Lăng một cái. Xem khu Hà Đông Hoa Lâm cũng là việc tốt, coi như xúc tiến sự phát triển của khu Hà Đông. Chúng ta đều từ Hoa Lâm ra. Hoa Lâm tốt thì chúng ta cũng nở mày nở mặt mà. Chỉ là điểm tham quan nhất định phải có Tây Giang chúng ta. Quế Toàn Hữu nói với giọng rất kiên quyết. Tây Giang, giọng anh cũng tự tin đó, dựa vào cái gì mà phải bố trí điểm tham quan ở Tây Giang? Chỉ bằng sự phát triển của Tây Giang bây giờ sao? Triệu Quốc Đống cười cười nhìn Quế Toàn Hữu rồi nói. Bí thư Triệu, đây là hội nghị phát triển kinh tế không phải nhà nước, không phải là hội nghị của riêng kinh tế tư nhân. Mặc dù bao gồm kinh tế tư nhân nhưng phạm vi rộng hơn, bao gồm cả kinh doanh cá thể, kinh tế tư nhân. Hoa Lâm 1-2 năm nay phát triển mạnh về kinh tế tư nhân là chính xác, nhưng tổng thể mà nói thì Tây Giang là nơi phát triển sôi động nhất của cả thị xã Ninh Lăng, nhất là các ngành dịch vụ ở Tây Giang phát triển hơn xa Hoa Lâm. Ở điểm này tôi thấy Tây Giang chúng ta sẽ là điểm tham quan. Thấy Triệu Quốc Đống có vẻ hứng thú với vấn đề này, Quế Toàn Hữu cảm thấy vấn đề này Triệu Quốc Đống đã có suy nghĩ. Vì thế y suy nghĩ một chút rồi nói. Kinh tế tư nhân là điểm yếu của Tây Giang chúng ta. Nhưng hội nghị thu hút đầu tư ở Thượng Hải của Tây Giang chính là mở đầu tốt. Mà lời nói của ngài đối với các nhà đầu tư thì tôi nghĩ lãnh đạo tỉnh cũng ít nhiều biết được. Đây là ưu thế của chúng ta. Nếu chúng ta có thể nắm chắc thời gian đưa ra 1-2 hạng mục gì đó nổi bật trước tháng 5, tôi thấy có thể bù đắp cho nhiều thứ. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Ý tưởng của Quế Toàn Hữu là rất rõ ràng. Hơn nữa luôn có thể từ lời nói của hắn mà nhạy cảm phát hiện ra ý đồ của hắn. Quế Toàn Hữu còn có một biệt tài là từ một vấn đề phức tạp lại tìm ra được con đường giải quyết nhanh nhất, hiệu quả nhất, không hổ xuất thân giáo viên. Quyển 8, chương 104. Ngoài ra công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hút bụi Neo là một điểm sáng không thể bỏ qua. Nếu như đầu năm sau khoản đầu tư 8 triệu USD được xác thực, đây có thể nói là một điểm sáng trong thu hút đầu tư của cả tỉnh An Nguyên. Quế Toàn Hữu dừng một chút rồi nói tiếp. Thu hút đầu tư của tỉnh vẫn không quá tốt. Theo tôi biết mấy năm nay ngoài hai đường cao tốc cùng cảng Tân Châu là có vốn đầu tư từ ngoài vào nhiều, còn đâu ngành chế tạo đều khá ảm đạm. Điểm này tôi cảm thấy Tây Giang chúng ta thu hút được công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hút bụi Neo là chói mắt, nhất là khi sự cố ô nhiễm môi trường diễn ra ở nhiều nơi. Tôi càng thấy ngành sản xuất bảo vệ môi trường về sau sẽ có tiềm lực lớn. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hút bụi Neo xây dựng nhà máy ở quận Tây Giang chúng ta, như vậy nó sẽ mang tới phản ứng dây chuyền. Chỉ bằng điểm này tôi cảm thấy tỉnh nhất định sẽ liệt quận Tây Giang chúng ta làm điểm tham quan. Quế Toàn Hữu nói chúng suy nghĩ trong lòng Triệu Quốc Đống. Có thể cẩn thận quan sát phương hướng phát triển và tình hình kinh tế của tỉnh như vậy, hơn nữa có thể thực hành tốt ý kiến của Triệu Quốc Đống. Theo Triệu Quốc Đống thấy Quế Toàn Hữu là một chánh văn phòng quận ủy đủ tư cách. Xem ra Quế Toàn Hữu đến Tây Giang gần năm tuy nhẫn nhịn chờ cơ hội nhưng năng lực cũng tăng lên không ít, đã có biến hóa không nhỏ so với khi còn ở Hoa Lâm. Toàn Hữu, nếu như tỉnh chọn điểm tham quan ở Ninh Lăng, tôi vốn chỉ dám chắc Tây Giang được chọn khoảng 50%, nhưng nghe anh nói như vậy, ha ha,
tôi thấy nếu không tranh được thì đúng là mình có lỗi với sự phấn đấu vất vả của cán bộ Tây Giang. Đúng, chúng ta bây giờ cần phải châm trước mà hành động, chỉ cần xác định tỉnh chọn điểm tham quan ở Ninh Lăng, như vậy Tây Giang nhất định phải bắt được. Nếu như tỉnh không có xác định Ninh Lăng, vậy tôi phải đến tìm Bí Thư Kỳ và Thị trưởng Thư để bọn họ vận động xếp Ninh Lăng vào điểm tham quan. Ha ha, Bí Thư Triệu, ngài tích cực tranh thủ như vậy, chỉ sợ Bí Thư Kỳ và Thị trưởng Thư nhìn cái là nhận ra ngài nghĩ gì. Quế Toàn Hữu cũng cười nói. Thị trưởng Thư thì dễ nói, Bí Thư Kỳ có thể bỏ cho ngài đoạt danh tiếng của Bí Thư Hoàng Côn Hoa Lâm không? Chỉ sợ nếu đến lượt Ninh Lăng, Bí Thư Kỳ đầu tiên sẽ nghĩ tới Hoa Lâm. Hơn nữa Hoa Lâm cũng có nhiều điểm sáng, ví dụ như khu công nghiệp chế biến đồ gia, ngành du lịch, như trụ sở chăn nuôi gia súc. Điểm này không thể không nói Hoa Lâm làm người ta động tâm hơn Tây Giang. Phải tranh, anh không tranh thì sao đến được tay? Triệu Quốc Đống hừ một tiếng. Hoa Lâm đại biểu cho quá khứ, Tây Giang đại biểu cho tương lai. Lão Quế, anh đừng có khơi dậy hăng hái của tôi rồi dội gáo nước lạnh vào, diệt uy phong của chúng ta mà tăng chí khí của người khác. Bí thư Triệu, Đường Diệu Văn chỉ cần tiếp tục chính sách mà ngài đặt ra ở Hoa Lâm, như vậy xu thế phát triển của Hoa Lâm sẽ không ngừng lại. Ngài đừng thấy Đường Diệu Văn nhìn như ôn hòa, cũng nhường nhịn Hoàng Côn nhiều. Nhưng y lại chú trọng vào phát triển kinh tế. Tôi nghe nói vì quy hoạch phát triển kinh tế năm nay mà Đường Diệu Văn đã tranh chấp vài lần với Hoàng Côn, hơn nữa một bước không rời. Vị chủ tịch huyện Đường Diệu Văn này không hề đơn giản. Ở vấn đề nhân sự khi Hoàng Côn thay đổi người thì y không nói gì, chỉ riêng vấn đề có vẻ không quan trọng lại không chịu nhường. Điều này làm nhiều người khó hiểu. Quế Toàn Hữu cười nói. Toàn Hữu, anh cũng thấy rồi sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Đường Diệu Văn rất khôn khéo. Vua nào thần đó, Hoàng Côn làm bí thư thì cần dùng người của y. Đám người Hà Lương Tài, Trần Đại Lực, Lữ An Bang không phải đều do y đưa lên sao? Đường Diệu Văn là chủ tịch huyện, ở quyền nhân sự thì kém hơn đôi chút. Hơn nữa Địch Hóa Dũng chỉ nghe bí thư huyện ủy, mà Lỗ Đạt vẫn giữ im lặng. Đường Diệu Văn muốn làm gì thì cũng khó khăn. Quế Toàn Hữu cũng nghe ra lời này của Triệu Quốc Đống là còn có ý tiếp nên im lặng không nói. Nhưng Hoàng Côn không làm tốt công tác kinh tế thì cả thị ủy, ủy ban thị xã đều phải công nhận. Y cũng dựa vào việc đi theo bí thư Kỳ lâu mà lên, vừa lại không có tương lai tốt, lúc này mới đưa tới Hoa Lâm. Nhưng bí thư Kỳ Dư Hồng có thể ở Ninh Lăng bao lâu nữa? Triệu Quốc Đống cười nói. Kỳ Dư Hồng đến Ninh Lăng đã gần 4 năm, thời gian không ngắn. Theo thông lệ thì y làm tầm 5 nữa là sẽ điều chỉnh. Đường Diệu Văn đây là đặt cược vào người sẽ lên thay Kỳ Dư Hồng. Y làm tốt kinh tế ở Hoa Lâm thì dù là thư chí cao hay người khác đến làm bí thư thị ủy, với một nơi như Ninh Lăng thì anh muốn được tán thành thì làm tốt công tác kinh tế là điểm rất quan trọng. Anh làm tốt công tác kinh tế sẽ được cấp trên thừa nhận, vậy anh đã đi được bước quan trọng nhất. Chỉ cần đầu óc linh hoạt một chút, tạo quan hệ với bí thư thị ủy, anh điều tới huyện khác làm bí thư huyện ủy cũng không phải không thể. Anh hiểu chưa? Quế Toàn Hữu gật đầu mà suy nghĩ. Lời nói của Triệu Quốc Đống có ý rất rõ ràng. Nếu muốn phát triển ở nơi có kinh tế không phát triển như Ninh Lăng, như vậy chỉ có thể có thành tích về kinh tế mới được lãnh đạo cấp trên coi trọng, mới có không gian rộng mở trước mắt. Chính y là tránh văn phòng quận ủy lại thiếu cơ hội này. Bí thư Triệu, nếu có cơ hội tôi cũng muốn rèn luyện mình về nhiều phương diện. Anh có ý thức như vậy là đủ rồi. Ý tưởng vừa rồi của anh rất đúng, có cơ hội có thể thoát khỏi mấy công tác hành chính mà làm công tác kinh tế, tôi nghĩ có lợi cho anh hơn. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Chẳng qua bây giờ tạm thời còn chưa được, tôi đang rất cần anh. Tầm nửa năm nữa tôi mới điều chỉnh anh được, ít nhất anh phải tìm người thay tôi phụ trách bên văn phòng quận ủy. Bí thư Triệu, đây là ngài đánh giá tôi quá cao, có nhiều người có năng lực hơn tôi. Đừng ra vẻ trước mặt tôi, giữa tôi và anh có nói mấy lời sáo rỗng như vậy không? Năng lực có là một vấn đề, nhưng càng quan trọng hơn đó là có tiếng nói chung, cái nhìn chung. Triệu Quốc Đống cắt ngang lời đối phương mà nói. Bí thư Triệu, ngài đây là làm khó tôi. Người như vậy sao có thể dễ tìm? Quế Toàn Hữu cười nói. Tây Giang bị ngài tạo cơn gió lốc như vậy khiến cho gà bay chó chạy. Bây giờ không ít người đều đang lo sợ, không biết sang năm mới ngài còn tính nợ cũ hay không? Có cần không? Ngay cả người như La Minh, Ngô Ứng Cương, Vương Lệ Mai mà tôi vẫn phân công công việc, bọn họ còn lo gì? Chỉ cần không vi phạm pháp luật. Về phần anh đi gần lãnh đạo nào cũng là bình thường. Ai không có người nói chuyện hợp với mình. Trương Thiệu Văn có chuyện không có nghĩa anh cũng có chuyện. Tôi chỉ đối việc không đối người.
chỉ cần công việc của anh không vấn đề là được. Triệu Quốc Đống cười nói. Trong lòng không yên tâm tức là y có lo lắng, vậy tốt nhất đến Ủy ban Kỷ luật hoặc Viện Kiểm sát khai báo để được giảm án. Ha ha, Bí thư Triệu, tôi chỉ là thực tế, ngài đừng bực mình. Quế Toàn Hữu cười nói. Nếu nói một người lúc nào cũng tự tin thì tôi thấy rất khó. Dù là tôi cũng sẽ như vậy, thời buổi này sau cơn mưa gió sẽ làm người ta bị ảnh hưởng, khiến lòng người hoảng sợ nên cần thời gian chữa trị. Ai bảo ngài đến nhặt cục diện rối ren ở Tây Giang này? Trong nghịch cảnh mới rèn luyện người có ý chí, vàng không sợ lửa, không kinh nghiệm sóng gió thì sao có thể trưởng thành? Lão Quế, chúng ta bây giờ làm trong nhà nước thì phải làm ra thành tích gì đó. Cuộc sống cho qua ngày không phải phong cách con người tôi. Con người phải vượt trên thời đại, phải sáng tạo kỳ tích. Triệu Quốc Đống đi đến cửa sổ vén màn nhìn dòng nước bên ngoài rồi nói. Quyển 9, chương 1. Tiễn người nước Đức lên máy bay về nước, Triệu Quốc Đống mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Sự chuyên nghiệp của người Đức làm ngay cả phiên dịch đi theo cũng phải than thở. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hút bụi Neo có 2 đại biểu và 1 nhân viên phiên dịch tới Ninh Lăng 5 ngày, tiến hành khảo sát các phương diện như vị trí địa lý khu công nghiệp Lâm Cảng, năng lực vận chuyển của cảng Ninh Lăng, cùng với hệ thống giao thông và giá đất của khu công nghiệp, từ chính sách ưu đãi đến điều kiện trụ cột của Ninh Lăng, từ năng lực cung cấp điện đến tình hình an ninh trật tự. So sánh với lần trước lãnh đạo của công ty tới, lần này nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hút bụi Neo tiến hành khảo sát cẩn thận hơn nhiều, yêu cầu Ninh Lăng chuẩn bị các tài liệu rất chi tiết, cụ thể. Điều này làm cán bộ Tây Giang không nhìn được nói thầm công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hút bụi Neo này rốt cuộc muốn chuyển trụ sở chính tới Ninh Lăng hay là xây dựng một trụ sở chế tạo ở đây. Trong mắt người Đức không có Tết truyền thống Trung Quốc, cũng không có nghĩa người Ninh Lăng không có khái niệm Tết, nhưng tất cả phải vì công việc. Ngay cả Triệu Quốc Đống, Tăng Lệnh Thuần và Hoắc Vân Đạt gần như phải quay vòng tròn theo hai người Đức. Tất cả công việc nhường hết cho đợt khảo sát lần này. Tất cả các tài liệu đều phải được ba người kiểm tra rồi mới đưa sang cho người Đức. Cũng may người Đức yêu cầu không cao về điều kiện sinh hoạt, ngược lại tên phiên dịch kia lại làm người ta chán ghét. Một kẻ ở Trung Quốc mà ra vẻ người nước ngoài làm Triệu Quốc Đống rất khó chịu. Chẳng qua Triệu Quốc Đống và Tăng Lệnh Thuần vẫn hết sức nhẫn nại đợi người Đức lên máy bay mà vẫn không phát tiết. Người Đức khá hài lòng không phải vì sự tiếp đón cao của Tây Giang, mà vì sự chuẩn bị tỉ mỉ của Tây Giang. Các loại số liệu đều có thể nhanh chóng được đưa tới, hơn nữa khảo sát thực địa cho thấy tài liệu viết là thật, không hề sai khác. Ở điểm này Triệu Quốc Đống đã yêu cầu rất rõ ràng, không được giấu giếm, không được nói quá lên, cho dù ở địa phương có điểm gì không như ý cũng phải phản ánh rõ. Đúng là vì điểm này nên được người Đức tôn trọng. Hai vị đại biểu của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hút bụi Neo đã ở Thượng Hải vài năm, cũng từng đến khảo sát mấy thành phố nên hiểu rõ tác phong làm việc của cơ quan nhà nước Tiếu Chiêu Quý. Nhất là còn có hai nhân viên trong nước phối hợp nên quá trình khảo sát rất nghiêm khắc, thậm chí còn có vẻ làm khó. Nhưng biểu hiện của Tây Giang làm bọn họ có chút ngạc nhiên. Mặc dù có không ít chỗ không như ý, nhưng ít nhất thái độ của chính quyền địa phương là thẳng thắn mà nhiệt tình, không hề giấu. Điều này làm người Đức cảm thấy tác phong của chính quyền địa phương còn quan trọng hơn là mấy vấn đề bất lợi khác. Có thể nói lần khảo sát này của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị hút bụi Neo khá thành công. Bí thư Triệu, người Đức đúng là cố chấp, nói nhiều như vậy mà cũng không muốn ở lại thêm. Bọn họ nói 10 ngày sau đến là đến, nhưng khi đó chúng ta mới bắt đầu đi làm, ăn Tết cũng không ngon. Hoắc Vân Đạt thở dài một tiếng mà nói. Vì hạng mục này mà Ủy ban Kinh tế, Phòng Đất đai, Giao thông, Ủy ban Xây dựng đã phải thức trắng mấy đêm. Cuối năm là lúc mọi người phải được nghỉ ngơi mà lại thế này. Có những lúc phải dùng thủ đoạn như vậy. Có thể thu hút hạng mục này thì Tây Giang chúng ta có bước khởi đầu tốt, dù mệt hơn nữa cũng phải cố gắng. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Lão Tăng, anh bảo Hạ Đồng hỗ trợ cho nhân viên của các phòng ban tham gia chuẩn bị cho hạng mục này một chút, bọn họ đúng là vất vả. Chúng ta vừa cho ngựa chạy cũng phải cho nó ăn chứ. Tôi cũng đang định bàn với bí thư về việc này. Hơn nữa dựa theo quy định thu hút đầu tư của Tây Giang chúng ta, thu một hạng mục này vào thì sẽ có tiền thưởng. Trước kia số lượng không nhiều nên không thực hiện, nhưng hạng mục này thì khác, chính thức xác thực cũng là tầm 70 triệu đầu tư, theo tỷ lệ thì cũng là hơn 700 ngàn tiền thưởng. Tăng Lệnh Thuần gật đầu nói, trong thời gian này mọi người đúng là rất mệt, hy sinh thời gian nghỉ ngơi nên phải có trợ cấp mới đúng. Bí thư Triệu xem có cần điều chỉnh tiêu chuẩn và chính sách hay không? Tôi thấy chính sách khích lệ này có thể tiếp tục duy trì.
hơn 700.000 cũng được. Chúng ta không thể vì số lượng đầu tư lớn mà cắt giảm. Người có cống hiến xuất sắc trong hạng mục thì phải trọng thưởng, tất cả nhân viên tham gia đều phải được tính tới, nhưng lãnh đạo quận theo quyết định là không được tham gia vào. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Tằng Lệnh Thuần ngẩn ra rồi thử hỏi. Bí thư Triệu, khoản chi lớn như vậy, hơn nữa theo hình thức thưởng thì tôi lo sẽ làm thị xã có phản ứng. Mặc dù chế độ này sớm được xác định nhưng trước đây chỉ là đầu tư có 4-5 triệu mà không dựa theo tiêu chuẩn áp dụng, chỉ trợ cấp một chút, một người vài trăm. Nếu thực sự dựa theo thì mỗi người sợ rằng phải 30.000, như vậy sẽ dẫn đến phiền phức. Đúng thế bí thư Triệu, điểm này tôi nghĩ cũng nên cẩn thận một chút. Quế Toàn Hữu nhíu mày nói. Số lượng quá lớn, nếu chỉ là tầm 100.000 thì chia ra mỗi người vài 3.000 còn được. Nhưng hơn 700.000 thì sẽ làm người ta sợ hãi. Các cán bộ không ở cơ quan mảng kinh tế cũng sẽ ý kiến. Hoắc Vân Đạt cũng gật đầu đồng ý. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Lão Tằng, quận ủy, ủy ban có đưa ra văn bản không? Có, lúc ấy hội nghị thường vụ quận ủy đã xác định, sau đó cũng làm văn bản gửi tới các cơ quan. Tằng Lệnh Thuần nói. Vậy theo ý tôi là cứ dựa theo quy định mà làm. Người không có chữ tín thì không thể đứng vững, chính quyền càng là như vậy. Chỉ là lần này thu hút đầu tư này không phải tác dụng của riêng đơn vị nào cả. Ý của tôi là dành một phần lớn làm quỹ thu hút đầu tư, số còn lại phát cho anh em. Ừ, tôi thấy thưởng không thấp hơn 200.000, 500.000 còn lại có thể thành lập một quỹ dùng để thưởng cho đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thu hút đầu tư. Chúng ta cần đưa ra nguyên tắc thưởng, trừ 1% theo quy định thì sẽ do chính quyền tiến hành bình chọn, mỗi năm có thể trích ra 100.000 thưởng cho lãnh đạo các phòng ban, xã, thị trấn tạo hoàn cảnh đầu tư tốt. 200.000 phát ra sợ là cũng tạo thành chấn động, bí thư Triệu, điểm này có phải là... Tằng Lệnh Thuần nói, cứ làm theo ý tôi, có vấn đề tôi chịu, nếu có chấn động thì tôi thấy là chuyện tốt, ít nhất chứng minh Tây Giang chúng ta muốn thật sự thu hút đầu tư, có thể coi đây là cách kích thích tính năng động của cán bộ. Triệu Quốc Đống xua tay nói, Triệu Quốc Đống không ngại có phản ứng, hắn lại mong có. Đến vị trí này thì công việc bình thường khó làm lãnh đạo tỉnh chú ý. Ít nhất anh muốn tỉnh chú ý thì phải làm ra thứ gì mới, đương nhiên phải phù hợp quy định pháp luật. Nếu quận ủy, ủy ban Tây Giang sớm có văn bản quy định, như vậy hắn chẳng qua chỉ là kiên trì thực hiện mà thôi. Dù ai muốn ý kiến cũng không làm gì được hắn. Một tuần trước Quý Thành Công được miễn chức bí thư tỉnh ủy tỉnh An Nguyên, Trung ương có phân công khác. Nhưng nghe đồn Quý Thành Công sẽ kiêm chức phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung ương, coi như là lãnh đạo quốc gia. Chủ tịch tỉnh Tô Giác Hoa trước đây của tỉnh An Nguyên bây giờ đã làm ủy viên Bộ Chính trị kiêm bí thư thành phố Ninh Giang. Quý Thành Công là bí thư tỉnh ủy lại chỉ là ủy viên Trung ương, nếu như không bố trí một vị trí thích hợp đúng là không ổn. Ninh Pháp đã chính thức tiếp nhận chức bí thư tỉnh ủy, có lẽ đợi hội nghị thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh sẽ từ chức chủ tịch tỉnh, nhường đường cho bộ máy mới khi Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh khóa mới diễn ra vào năm tới. Mà trước đó Trương Nghiễm Lan đã được miễn chức phó bí thư tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy An Đô, chức vụ mới là phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Hải, quyền chủ tịch tỉnh. Mà bí thư thị ủy An Đô do phó bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp Miêu Trấn Trung đảm nhiệm. Quyền 9, chương 2. Tài chính thật sự khó khăn đến như vậy sao? Triệu Quốc Đống lạnh lùng nhìn Đức Sơn mà nói. Đức Sơn hơi rụt cổ lại mà nói. Anh đừng tức giận, em chỉ nói là toàn bộ Trung Quốc có nhiều công nhân mất việc như vậy. Anh dù giải quyết được một ít nhưng chẳng lẽ có thể giải quyết tất cả sao? Đây là chuyện mà chính quyền cần lo lắng. Chính quyền nên đưa ra quyết định và cơ chế giải quyết vấn đề. Em cảm thấy cùng với việc bỏ mấy chục triệu bay hơi còn không bằng phát cho mỗi công nhân vài chục ngàn, bọn họ còn có thể nhớ kỹ chỗ tốt này. Một nhà máy sống dở chết dở như vậy, anh nếu muốn nó sống lại thì vài chục triệu chưa chắc đã thành, sao phải khổ như vậy? Anh, nhị ca nói đúng. Em biết ý của anh. Thực ra hôm đó anh cùng trao đổi việc này với em đoán anh có ý mới. Nhưng anh có nghĩ đến nhà máy có thể sống lại không, tương lai là như thế nào? Có cần phải đầu tư và nhận nó hay không? Trường Xuyên cẩn thận mà nói. Y biết Triệu Quốc Đống nói ra vấn đề gì thì thường đã suy nghĩ kỹ, hơn nữa nhất định phải làm. Nhưng điều này làm hơi quá, hơn nữa phân tích ra thì không thích hợp. Thương Lãng không làm dệt may. Nếu thêm một nhà máy dệt cùng với hơn ngàn công nhân thì vừa phải giải quyết cuộc sống cho bọn họ, còn phải đổi mới hơn phân nửa thiết bị, còn phải mở con đường tiêu thụ. Tài chính đầu tư là một vấn đề,
vấn đề là anh làm như thế nào để nó khởi sắc lên. Ngành may bây giờ đang suy sụp, anh chỉ dựa vào tình cảm mà nhận nhà máy dệt Giang Khẩu sao? Bây giờ phải giữ được sự tỉnh táo, Trường Xuyên biết Triệu Quốc Đống không hành động theo cảm tính nhưng sao lại như vậy? Hai thằng cảm thấy anh đây là ý nghĩ nóng lên nên mới nói như vậy sao? Triệu Quốc Đống không thèm để ý đến hai người mà cười nói. Anh, 30, 50 triệu không phải vấn đề. Mặc dù năm nay tập đoàn có nhiều dự án nhưng thậm chí 100 triệu thì Thương Lãng vẫn có thể lấy ra. Nếu không đủ thì có thể vay ngân hàng. Nhưng anh có thể cho bọn em lý do không? Em và nhị ca ở đây, anh nếu thuyết phục được bọn em thì đừng nói từng đó, dù gấp đôi bọn em cũng ủng hộ. Thương Lãng vốn do một tay anh lập lên, em và nhị ca chỉ làm theo ý anh thôi mà. Trường Xuyên nhìn Đức Sơn rồi cười hì hì nói. Triệu Quốc Đống đã suy nghĩ kỹ nhưng bây giờ còn chưa quá chín chắn. Hắn hôm nay nói ra với hai thằng em chỉ là để bọn họ chuẩn bị tâm lý mà thôi, cũng không phải lập tức tiến hành kế hoạch này. Đúng như Đức Sơn nói, Thương Lãng không làm ngành may, hơn nữa cũng không thể đi theo ngành may. Bây giờ Thương Lãng đã đủ lớn, bên trong đã nhất trí nhận định Thương Lãng không nên mở rộng phạm vi nữa, cho nên ở điểm này cần thận trọng. Mặc dù hắn có quyền quyết định, nhưng Triệu Quốc Đống không hy vọng quyết định của thả. Trường Xuyên, chú và Đức Sơn có thể tỉnh táo và kiên trì với quyết định của mình như vậy, anh rất vui. Triệu Quốc Đống cười nói. Chỉ khi chú càng hiểu rõ về thế giới, chú mới có thể tỉnh táo đối mặt với nó. Nhưng tỉnh táo không phải lạnh lùng, con người không thể vì mình hoặc là một quần thể nhỏ xung quanh mình, trách nhiệm xã hội là điều cần thiết của các công ty, tập đoàn. Anh, em hiểu, bọn em cũng không phải muốn né tránh. Nếu anh muốn em và nhị ca làm, bọn em nhất định sẽ làm theo. Bọn em chỉ là cảm thấy anh không phải người hành động theo cảm tính nên bọn em. Trường Xuyên vội vàng giải thích. Trường Xuyên, anh không có ý khác. Ý của chú thì anh hiểu, chú lo anh phí công vô ích, làm tổn thương sự tự tin và tình cảm của mình. Triệu Quốc Đống hiểu rõ ý của Trường Xuyên. Với thực lực của Thương Lãng thì bỏ ra 100 triệu làm từ thiện cũng không khó. Mặc dù bây giờ cần tài chính để phát triển. Nhưng Triệu Quốc Đống tin hắn nói một câu thì Trường Xuyên sẽ không do dự mà làm theo. Nhưng bởi vì lo hắn bị tổn thương nên Trường Xuyên mới cẩn thận phản đối. Anh! Trường Xuyên không biết nói gì. Yên tâm, anh đâu yếu ớt như vậy. Ở quan trường cũng không hề dễ hơn đấu đá ở thương trường, hơn nữa anh cũng đâu ngu ném mấy chục triệu xuống nước. Anh chỉ là có một suy nghĩ mơ hồ là tìm một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong ngành may mà hợp tác, để bọn họ làm. Mà Thương Lãng chỉ ủng hộ về tài chính, giúp bọn họ gánh một phần mạo hiểm. Nếu không sẽ không ai nhận nhà máy dệt. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Đây không phải chuyện một hai ngày là xong, còn cần bàn bạc kỹ. Nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy, hai người Trường Xuyên yên tâm hơn nhiều. Tiền là một chuyện, nhưng nếu có thể hợp tác với nhà đầu tư trong nghề, Thương Lãng cũng không ngại tiến hành đầu tư mạo hiểm. Dù không lãi nhưng chỉ cần không vứt tiền đi mà có hiệu quả xã hội cũng đủ rồi. Anh, ngành may cần cải cách, mà việc này không phải một hai năm là có thể thay đổi, điểm này anh phải chuẩn bị về tư tưởng. Trường Xuyên ở Thượng Hải một năm nên cũng hiểu đôi chút về sự suy sụp của ngành may của Thượng Hải. Anh hiểu, nhưng con đường tiêu thụ chính của ngành may Trung Quốc chính là xuất khẩu, chỉ cần tìm được con đường đúng là vẫn có thể bán. Ngành may Chiết Giang sau một thời gian suy sụp không phải đang phát triển trở lại sao? Triệu Quốc Đống không muốn nói chuyện ở đề tài này nữa nên chuyển đề tài khác. Thương Lãng năm nay có ý định gì mới không? Cũng có không ít dự định ạ, động tác hơi lớn một chút thì có một. Công ty Dược Thương Lãng chuẩn bị tiến hành thành lập công ty cổ phần công trình sinh vật biển với Đại học Y Dược Hỗ Giang và Đại học Trung Y Hỗ Giang, chủ yếu tiến quân vào sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Trường Xuyên gật đầu nói. Bọn em đã sơ bộ tiếp xúc với Đại học Y Dược Hỗ Giang và Đại học Trung Y Hỗ Giang, đạt được ý kiến nhất trí. Chúng ta bỏ ra 40 triệu. Công ty thành lập ở khu công nghệ cao Trương Giang. Hai trường đại học kia phụ trách kỹ thuật và nghiên cứu để có cổ phần, bọn họ chiếm 20% và 10%. Sinh vật biển, sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Chú đã nghĩ đến tình hình thị trường hay chưa? Bọn em đã khảo sát, bây giờ thị trường sản phẩm bảo vệ sức khỏe đang ảm đạm, mấy sản phẩm chủ yếu đều có tiếng xấu, hiệu quả kinh doanh kém. Bọn em không định làm như bọn họ. Sản phẩm của chúng ta không phải bảo vệ sức khỏe truyền thống. Ví dụ như tảo, trứng lân chi, hải sản, hơn nữa dựa vào hai đại học kia đều là đại học y khoa nổi tiếng cả nước nên em thấy thị trường sản phẩm bảo vệ sức khỏe có tương lai tốt.
Trường Xuyên khá tự tin mà nói. Mỗi lần gặp Trường Xuyên đều khiến Triệu Quốc Đống có cái nhìn mới. Thị trường sản phẩm bảo vệ sức khỏe và thức ăn dinh dưỡng là ngành sản xuất có tương lai tốt, Trường Xuyên nhạy cảm phát hiện điểm này và tiến quân vào nó, đây là do ánh mắt và khí phách nhạy bén của y. Sao chú lại định hợp tác với hai đại học kia? Triệu Quốc Đống cười nói. Ha ha, hợp tác với bọn họ thì hôm qua còn hơn quảng cáo nhiều, làm cho người tiêu dùng yên tâm. Bọn em cũng phải mất nhiều công sức mới đàm phán xong đó. Ngoài việc cổ phần thì hàng năm công ty dược Thương Lãng cũng phải tài trợ không ít tài chính để bọn họ nghiên cứu. Trường Xuyên rất hài lòng với kế hoạch của mình. Anh thấy sao? Ừ, thị trường sản phẩm bảo vệ sức khỏe sụp đổ thì cần phải có sản phẩm khác bù đắp. Sản phẩm bảo vệ sức khỏe và thức ăn dinh dưỡng khác sản phẩm bảo vệ sức khỏe truyền thống, hơn nữa tác dụng cũng rõ ràng. Anh nghĩ đây là cơ hội hiếm có, nắm chắc tốt có lẽ còn có lợi nhuận cao hơn bên ngành thuốc. Triệu Quốc Đống cũng đồng ý quan điểm của Trường Xuyên nên nói. Nhưng nhất định phải khiến cho thương hiệu Thương Lãng giữ được uy tín. Các sản phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm dinh dưỡng sẽ khiến các cơ quan giám sát dinh dưỡng và dược phẩm nhằm vào. Thương Lãng nếu đã làm thì phải làm tốt, chống lại kiểm tra của cả cơ quan nhà nước và người tiêu dùng. Anh yên tâm, Triệu gia chúng ta từ trước đến giờ vẫn lấy lòng thành đối xử với người. Từ ngành nước đến sản phẩm bảo vệ sức khỏe đều là chuyện liên quan tới sức khỏe Triệu người, bọn em sao dám sơ sót. Quyển 9, chương 3. Mỗi năm Tết đến luôn là lúc cả nhà đoàn tụ, đây đã là truyền thống của Trung Quốc. Năm nay Triệu Quốc Đống năm nay coi như không phải đón năm mới ở Ninh Lăng. Sau khi làm hết việc vào sáng 30, Triệu Quốc Đống bàn với Tằng Lệnh Thuần, bảo mồng một đối phương đến các phòng ban chúc Tết. Triệu Quốc Đống chiều hôm đó chạy về Giang Miếu. Biết Triệu Quốc Đống sẽ về nên mấy hai người Trường Xuyên, Đức Sơn đều bay từ Thượng Hải về trước, chỉ còn Triệu Vân Hải ở lại Thượng Hải, có lẽ tối mới có thể về tới. Năm nay Triệu Vân Hải sẽ tốt nghiệp, kỳ nghỉ đông y liền chủ động tới giúp tập đoàn. Trường Xuyên cũng không bố trí công việc cụ thể mà bảo Triệu Vân Hải đến các phòng ban làm quen tình hình, nhất là đi theo Khuất Bình học cách quản lý và tiêu thụ. Là thành viên của Triệu gia thì sau này phải gánh vác trọng trách, nhất là quy mô Thương Lãng càng lúc càng lớn. Càng cần có người đáng tin và có năng lực đến giúp. Triệu Vân Hải mặc dù còn trẻ nhưng từ khi học đại học thì kỳ nghỉ đều vào Thương Lãng học tập nên không xa lạ với hoạt động của tập đoàn. Lưu Thành và Triệu Linh San không về, năm nay bọn họ về nhà Lưu Thành, mồng một mới sang Triệu gia. Công ty kinh doanh sản phẩm mật ong Thương Lãng của Lưu Thành coi như làm ăn tốt, chẳng qua tốc độ phát triển không bằng bên tập đoàn Thương Lãng. Mấy anh em Triệu gia gần như có một truyền thống là cứ 30 hoặc mồng 1 đều ngủ chung phòng cũ, nói chuyện với nhau. Anh định bao giờ kết hôn? Đến 7 giờ 30 tối Triệu Vân Hải mới xuống sân bay, Đức Sơn đón được về nhà đã 9 giờ 30. Sao, mấy thằng ngại anh không lấy vợ thì mấy thằng không lấy được ư? Hay là nói thay cho Đức Sơn? Triệu Quốc Đống nhìn căn phòng và thấy nó vẫn như trước, gần như không hề thay đổi. Điều này làm hắn nhớ lại nhiều điều. Anh, sao lại kéo em vào, Vân Hải đây là có ý tốt mà quan tâm tới anh thôi. Đức Sơn nằm gần Triệu Quốc Đống, y cười ha hả nói. Đương nhiên không loại trừ khả năng Vân Hải có ý muốn. Cũng năm thứ tư rồi, tìm bạn gái là chuyện bình thường mà. Nhị ca, anh đừng nói linh tinh, Tam ca nói cho em biết anh còn cưa được cả Tôn Lôi đó. Anh giỏi thật, anh không biết anh làm như vậy đã khiến bao nam sinh ở trường em đau lòng sao. Triệu Vân Hải cũng mới biết ông anh mình tán được cô gái được xưng là Thanh Xuân Ngọc Nữ vào tay, điều này y không dám tin. Được rồi Vân Hải, chú cũng đừng làm anh ghê người được không? Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Đức Sơn mặc dù qua lại với Tôn Lôi nhưng không thể nói gì cả, lại không có ý kết hôn. Chỉ là hai người thấy hợp thì hợp lại, về phần đám diễn viên chẳng lẽ có gì hơn người sao? Anh, đó là Tôn Lôi đó, là viên Ngọc Minh Châu trong làng giải trí Trung Quốc. Ai hái được viên ngọc đó chính là người hạnh phúc nhất đời. Triệu Vân Hải kêu lên. Nhị ca nhất định phải giữ cho tốt, đừng để nó tuột mất. Vân Hải, Đức Sơn là như thế nào thì chú còn không biết sao. Anh thấy Tôn Lôi kia phải nắm Đức Sơn cho chặt mới đúng. Đức Sơn, nói xem tình cảm của chú và Tôn Lôi có thể duy trì 2 năm không? Triệu Quốc Đống nhìn Đức Sơn. Hắn không có hứng thú gì với đám ca sĩ, diễn viên, bọn họ có quá nhiều vấn đề xấu. Trò này cũng có nhiều quy tắc ngầm, vì nâng mình lên mà dùng đủ biện pháp ti tiện. Dù Tôn Lôi bình thường rất ngây thơ nhưng sau lưng thì sao? Anh đừng nói tuyệt đối như vậy,
chẳng may nhị ca và Tôn Lôi thật sự. Trường Xuyên nói xen vào. Ừ, ngay cả chú cũng nói chẳng may đó là có thể thành công rất thấp. Ừ, anh mở to mắt mà nhìn. Triệu Quốc Đống cười nói. Chỉ cần không kết hôn là không tính. Anh, đang nói chuyện kết hôn của anh sao lại dính tới em, lấy gậy gõ em một trận là sao chứ? Đức Sơn cười hì hì đầy gian xảo mà nói. Anh, em thấy anh cũng được đó. Cổ Tiểu Âu sáng còn ở nhà ta, anh nói anh và cô ta có phải có vấn đề gì không? Con bé đó cũng không nhỏ, cứ chạy loạn bên ngoài, không có việc đứng đắn gì cả. Em thấy nhất định là anh chơi con nhà người ta rồi, khiến cho người ta lưu luyến với anh. Còn có cả chiếc Toyota Desert Green của tập đoàn, năm ngoái em thấy một lần ở Ando, dù đổi biển em cũng nhớ, hình như là một người phụ nữ đi thì phải. Người phụ nữ này có quan hệ gì với anh? Em thấy người phụ nữ này lớn tuổi hơn anh. Đức Sơn nói như vậy làm Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không kịp đề phòng, không ngờ thằng em này lại quan sát cẩn thận như vậy.